Toàn dân vào nơi trú ẩn để sinh tồn. Khởi đầu chỉ có một nơi trú ẩn. Mở rộng. Trồng trọt. Buôn bán. Mục tiêu duy nhất là sống sót. Những người xuyên không từ thế giới khác, chào mừng đến với thế giới tôi tạo ra. Thông báo các điều sau. Thế giới này tôi tạo ra có nhiều khu vực với môi trường khác nhau, và nơi các bạn đang ở là vùng sa mạc. Nếu muốn thu thập tài nguyên, các bạn có thể đánh bại quái vật hoang dã để nhận được. Nhưng hãy chú ý, phải cẩn thận với các thảm họa khí hậu cực đoan hoặc là tấn công của quái vật. Đó là thách thức lớn nhất để sống sót. Cần lưu ý, mỗi nơi trú ẩn đều có một máy tính trung tâm. Các bạn cần giấu và bảo vệ nó. Nếu máy tính trung tâm bị phá hủy, các bạn sẽ mất tư cách người chơi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Khi giọng nói hùng tráng tan biến, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Đó là kích hoạt khả năng tổng hợp vật phẩm 3 sao, nâng cấp chất lượng. Và với việc sử dụng nhiều lần, khả năng này cũng sẽ được nâng cấp. Tôi đi gì đây? Tôi kích hoạt hack à? Lại gặp chuyện tốt thế này. Trở về nơi trú ẩn, tôi tìm thấy máy tính trung tâm mà người tạo ra thế giới đã nhắc đến. Cần lưu ý là cái này cũng phải sạc điện. Ha ha ha. Kích hoạt máy tính trung tâm cần một viên kim hà. Kim hà là cái gì đây? Kim hà là vật phẩm nhận được khi đánh bại quái vật, có thể dùng làm năng lượng cơ bản hoặc nâng cấp nơi trú ẩn và đổi lấy thùng vật phẩm. Dùng kim hà đổi lấy thùng vật phẩm, thì ra là thế. Đây là cách mà người tạo ra thế giới nói để đổi lấy vật phẩm. Sau khi biết tác dụng của kim hà, chỉ một lát sau, tôi đã ra ngoài, chuẩn bị săn quái vật. May mắn thật, kim hà đến đây rồi. Đợi đã, cái gì ở đó? Mẹ nó, ai đấy? Sao lại cướp quái vật của tôi? Ủa, sao lại có người ở đây? Này anh bạn, chuyện đã xảy ra rồi mà. Thì tôi sẽ đi cùng với bạn. Từ giờ tôi sẽ là người của bạn. Chẳng lẽ đây là may mắn? Được tặng lao động miễn phí. Nhìn bộ dạng của anh ta không giống người chơi. Chắc là người bản địa quanh đây. Em trai muốn gia nhập cũng được. Tôi muốn hỏi, nấm ở đây đều phát sáng à? Trời à, thịt nướng của tôi mất rồi. Chuyện gì đây? Nấm biến mất rồi. Chẳng lẽ để có thức ăn chỉ có thể đổi bằng kim hà? Em trai đừng khóc, sẽ có thịt nướng. Thật sao? Bạn yên tâm đi. Nói mới nhớ, anh chưa hỏi tên em. Em tên là gì? Thứ sáu. Trời à, thứ sáu. Đúng rồi, anh Chí. Tôi nghĩ bạn không nên xuất hiện ở sa mạc này. Sao lại nói vậy? Tôi nghĩ bạn nên bị kẹt ở đảo hoang cạnh đây. Ha ha ha. Được rồi, không nói nhiều nữa. Vì thịt nướng của em, chúng ta đi săn thôi. Cố gắng trước khi trời tối, lấy được bao nhiêu kim hà hay bấy nhiêu. Được ông chủ. Ngày đầu tiên mọi người đến nơi trú ẩn để sinh tồn, tôi đã kích hoạt khả năng tổng hợp vật phẩm 3 sao, nâng cấp chất lượng, còn nhận được lao động miễn phí. Ngay vừa rồi, tôi và thứ 6 đã hoàn thành trước khi trời tối. Nơi trú ẩn, chúng tôi đã mang kim hà về máy tính trung tâm của nơi trú ẩn. Làm thế nào để chuyển nó thành năng lượng, cung cấp cho toàn bộ nơi trú ẩn? Kho năng lượng là gì đây? Tôi cũng không biết. Anh bạn, nhìn phía sau kia. Trời à, ở đây có một căn phòng nữa. Vậy đây là khoang năng lượng à? Trẻ thật là tốt, ngủ ngay được. Không biết một viên kim hà có thể dùng làm năng lượng bao lâu. Đi thôi, thứ sáu đổi thùng vật phẩm để ăn thịt nướng. Nói mới nhớ, chúng ta đã săn được bao nhiêu kim hà? Anh bạn tôi có 5 viên. Nhiều thế, tôi mới có 2 viên. Một viên còn dùng để mở khóa rồi. Nói thật, quái vật này cũng không mạnh lắm. Chỉ cần là người bình thường cũng có thể dễ dàng xử lý. Chỉ có điều là quái vật ngoài tự nhiên ít quá, làm hạn chế hiệu suất săn bắn của tôi. 6, lần tới đi săn, chúng ta đi cùng nhau, để tôi xem anh săn bắn như thế nào. Được thôi, không vấn đề gì. Máy chủ, tôi muốn đổi hộp vật tư. Đổi hộp vật tư cơ bản cần một hộp vàng nguyên thủy. Một hộp vàng cũng không đắt lắm. Không biết trong hộp vật tư có gì. Thứ 6, đi đổi hết hộp vàng nào. Được thôi, được thôi. Lợi dụng trời chưa tối, chỉ trong một lúc, tôi và thứ 6 đã ôm hộp vật tư ra ngoài tự nhiên. Dù sao thì không ai dám chắc trong hộp vật tư có gì. Vì lý do an toàn, vẫn là mở thùng ở ngoài trời thì hợp lý hơn. Thứ 6, xem kỹ này. Tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích. Ôi trời, cái gì đây? Lẽ nào lại là thêm một lần nữa? Thứ 6, cậu cầm trước đi. Không cần vội, chúng ta còn thùng khác. Trời ơi, tôi sụp đổ rồi. Sao toàn mở ra hộp vàng thế này? May quá, may mà không phải lưỡi gãy. Thứ 6,
cậu cầm mấy cái hộp vàng này đi, rồi đi đổi thêm thùng vật tư. Nhanh đi rồi về. Được rồi, không vấn đề gì. May mắn của tôi, thật không biết nên coi là xui xẻo hay may mắn nữa. Chờ đã, hình như tôi có khả năng ẩn giấu. Ở đây có đúng 3 cái thùng, liệu tôi có nên... Suy nghĩ một lát, tôi quyết định phát huy khả năng ẩn giấu của mình. Chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, 3 cái thùng ngay lập tức chỉ còn lại một. Wow, tôi đã hợp thành một thùng vật tư cao cấp hơn. Thùng này không chỉ có tỷ lệ nổ cao, đồ bên trong chắc chắn tốt hơn, chắc chắn trong tất cả người chơi. Chỉ có tôi mới có thùng này. Anh em, lại đây giúp một tay. Chết tiệt, tôi không thể tin nổi. Thứ 6, cậu giỏi quá. Ha ha ha, chuyện gì xảy ra vậy? Thứ 6, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi. Thức ăn, nước uống, vũ khí, tất cả đều có rồi. Lại đây nhanh lên. Cậu mở thùng này đi. Được rồi, không vấn đề gì. Anh em, cái thùng này là gì vậy? Sao lại khác với những thùng chúng ta mở trước đây? Đây là thùng vật tư cao cấp hơn, có thể mở ra đồ tốt hơn. Vậy tôi mở nó nhé. Anh em, tôi hình như mở được một phiếu tuyển mộ. Ngày đầu tiên trong hầm trú ẩn của toàn dân, thứ 6 mở thùng ra được một phiếu tuyển mộ. Một thùng nước, một đĩa gà nướng, còn có một vũ khí giúp chúng ta có bữa tối trước khi trời tối. Thứ 6 nói rồi nhé, đùi gà của cậu, cánh gà của tôi, còn lại chia đôi. Đại ca, cái này uống ngon quá. Tất nhiên rồi, phải nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể uống được nước ngọt trong thế giới này. Nước ngọt? Đó là tên của nó sao? Đại ca, tôi muốn thêm nữa. Đừng vội, sau này sẽ có thêm mà. Này, thứ 6, cậu sống gần đây à? Chắc vậy. Hôm nay khi tôi đuổi theo cuốn sách, tôi vô tình đâm vào sách. Khi tỉnh dậy, môi trường xung quanh đã thay đổi. Anh Chí, lẽ nào thứ 6 cũng bị xuyên không? Theo thời gian mà nói, không chừng cậu ấy cũng xuyên không cùng lô với chúng ta. Chết tiệt. Thứ 6, có chuyện gì vậy? Đại ca, bên ngoài có một con quái vật to lớn lắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi xem, không được đâu anh em. Chết tiệt. Anh em, cậu không sao chứ? Này. Tỉnh dậy. Sao không có phản ứng vậy? Anh em, dậy ăn sáng đi. Ăn sáng ở đâu? Chết tiệt, thứ 6, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại nằm trên đất? Vừa rồi chỉ là một cú đẩy, rồi thế này, thế kia là cậu ngủ luôn. Thật quá vô lý. Này anh em, nhìn sau lưng cậu có một cái hộp lớn. Cái này là cái gì vậy? Nhìn giống kim hạp. Kim hạp cấp 1, khác với phôi kim hạp ở chỗ. Kim hạp cấp 1 rơi ra khi đánh bại quái vật cấp lính. Chết tiệt, đồ tốt đấy. Cái này từ đâu mà có vậy? Đợi đã, vừa rồi hình như tôi bị quái vật đẩy ngã. Thứ 6, cậu tiêu diệt nó à? Cậu làm sao vậy? Chỉ là một cú đẩy, rồi thế này, thế kia là xong. Vậy là xong rồi. Đi thôi, thứ 6, chúng ta đi đổi kim hạp này thôi. Xem có thể đổi ra cái gì. Chỉ trong một lúc, tôi và thứ 6 đã đến khoang năng lượng bên cạnh. Ở đây, hầm trú ẩn sẽ chuyển đổi kim hạp thành thùng vật tư. Có tận 2 thùng. Quá hời rồi. Thứ 6, mỗi người một thùng. Tối nay có phát tài hay không là nhờ vào đợt này. Lại ra ngoài trời, trời đã tối rồi. Sau khi xác nhận kỹ không có quái vật xung quanh, tôi và thứ 6 mới yên tâm. Nhanh lên, ngoài trời không an toàn. Tôi đến 321, chúng ta cùng mở 321. Anh em, cậu nhìn xem, tôi lại được một của cậu. Chết tiệt, là bom. Nằm xuống nhanh. May quá, may mà tôi không mở thùng trong hầm trú ẩn. Không thì nguy hiểm rồi. Đây đâu phải là phát tài, đây là trả thù chứ. Đợi đã, hình như tôi mở ra cái gì đó. Đó là... Anh em, là cốt sắt và sảng sắt. Chúng ta có công cụ rồi. Vậy thì... Thứ 6, tối nay chúng ta cố gắng hơn chút nhé. Đi mở rộng hầm trú ẩn. Toàn dân đến hầm trú ẩn sinh tồn. Vừa rồi, tôi và thứ 6 đã nhận được cốt sắt và sảng sắt. Tạm thời quyết định trước khi ngủ sẽ mở rộng hầm trú ẩn. Anh em này, phòng này chúng ta đang mở rộng để làm gì? Tôi định mở rộng xuống tầng dưới. Phòng này sẽ làm cầu thang để kết nối 2 tầng. Sau 2 tiếng rưỡi, tôi và thứ 6 mệt mỏi đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng đào xong không gian mới. Xem giờ đã là 11 giờ đêm. Nói chuyện một chút rồi, tôi và thứ 6 vội vã đi ngủ. Ôi trời, ngủ trên sàn đau quá. May là hầm trú ẩn cách nhiệt tốt. Nếu không, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc không cần đến nấm. Tôi cũng tự treo mình được. Thức dậy nào, thứ 6. Đại ca, cho tôi ngủ thêm tí nữa. Dậy làm việc thôi. Hôm nay anh có kế hoạch gì không, sếp? Đừng vội.
Trước tiên, cậu xác định cách gọi tôi đã. Lúc thì gọi tôi là sếp, lúc thì gọi là đại ca, rồi ông chủ. Hay là từ giờ cứ gọi tôi là ông chủ đi. À ha, đợt người chơi cuối cùng đã đến. Bảng trò chuyện và cửa hàng chính thức kích hoạt, trời ơi. Chuyện gì vậy? Cửa hàng mở rồi, nghe thấy thông báo từ máy chủ. Tôi liền mở cửa hàng, nhưng nhận ra hiện tại trong cửa hàng chưa có gì. Anh Chí, có vẻ tôi đến sớm quá. Các người chơi khác chưa phản ứng kịp. Thôi kệ đi, xem thử bảng trò chuyện trước đã. Trời à, thật có người mới vừa xuyên không qua đây. Sao ai cũng ở đây xin thức ăn? Xem ra vận may của tôi cũng khá. Nhưng có vẻ mọi người cần nước nhiều hơn. Khoan, nước ở sa mạc này không uống được à? Tôi nhớ ngoài đó có hai ốc đảo nhỏ. Thật đáng tiếc. Nghĩ đến đây, tôi lại mở cửa hàng, đăng hai chai nước lên bảng giao dịch. Đặt vật phẩm giao dịch là bất cứ đồ ăn gì. Ông chủ, sao vậy? Thứ sáu, cậu gọi tôi làm gì? Ông chủ, nhìn xem đây là gì? Cái này, đây là bánh sandwich thứ sáu. Cái này từ đâu ra? Vừa mới ra từ cái máy này. Tôi cũng không biết sao lại vậy. Thứ sáu, ăn nhanh đi. Nếu tôi đoán không sai, chắc là do tôi vừa đổi. Sướng quá, còn gì ngon hơn? Bữa sáng bánh sandwich. Nếu có thì chỉ là cháo quẩy thôi. Nói thật, tôi không ngờ tốc độ giao dịch nhanh vậy. Nhưng cũng đúng, nước là tài nguyên quan trọng và có nhu cầu rất lớn. Quay lại bảng giao dịch, cửa hàng người chơi đầy trang sức và đồ trang trí kèm theo ít vật phẩm. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ đây là những thứ họ mang theo khi xuyên không? Nói thật, ai lại dùng thức ăn để đổi lấy mấy thứ này? Trong thế giới này, vàng bạc, châu báu không bằng thức ăn. Nhưng nói thật, đây lại khiến tôi nhận được cuộn giấy này. Cuộn giấy xây dựng cơ bản dùng để xây dựng nơi trú ẩn. Đơn vị cơ bản bao gồm phòng trống, cầu thang và hành lang nối. Cái này trông không tệ chút nào. Và người kia chỉ đòi 6 chai nước. Có nên mua không nhỉ? Suy nghĩ 2 giây, tôi quyết định mua nó. Chỉ trong chốc lát, với ý niệm di chuyển, cầu thang đã được xây dựng xong. Không ổn rồi ông chủ, động đất rồi, chạy đi, ha ha. Toàn dân đổ về nơi trú ẩn sinh tồn ngày thứ 2, tôi và thứ 6. Sau khi xây xong cầu thang lên tầng 2, chuẩn bị ra ngoài săn bắn. Thứ 6, không vội, không vội. Cậu cất vũ khí đi đã. Nhờ tấm vé tuyển dụng cậu mời được không? À, có chút ấn tượng. Có chuyện gì sao, ông chủ? Tối qua lo lắng về thức ăn nên không tuyển dụng nó. Nhưng bây giờ đã đi săn. Đương nhiên càng nhiều người càng tốt. Thứ 6, dùng tấm vé tuyển dụng đó đi, ok. Thái thượng lão quân, kỳ kỳ như ý. Bạch anh hùng ở đây. À, mặt này cũng không chẳng lắm. Ông chủ, cho chút mặt mũi. Nhân vật này tác giả, phải làm 2 tiếng mới ra được. Tiểu Bạch. Bạch chủ quân có chỉ thị gì? Tiểu Bạch, ta có thể đặt niềm tin vào người không? Chỉ có niềm tin không bao giờ tắt. Trời à, Tiểu Bạch, ta tin ngươi, nhanh lên. Ngươi không phải là một bù nhìn với pháp lực 40 tường sao? Nếu ta biết trước, ta không chọn ngươi. Lại một kẻ chơi cờ khác. Năm phí chơi bù nhìn chỉ bằng chơi qua. Thôi được, đến lượt ta. Không thì bạch chủ quân gặp nguy hiểm. Ôi, bạch chủ quân và người đâu rồi? Sao không thấy? Bạch chủ quân, bên ngoài an toàn rồi, ra được rồi. Đây là gì? Thư lưu lại, Tiểu Bạch. Khi người đọc thư này, ta và thứ 6 chắc đã rời đi. Nhớ chăm sóc bản thân, đừng lo lắng. Percy, khi quay lại, nhớ mang thêm vài hộp vàng về nhé. Không phải chứ chủ quân, anh tin tưởng vào năng lực của em quá đấy. Sếp, mình để bạch anh hùng ở đó vậy à? Không hợp lý lắm đâu. À, thứ 6, đừng lo, anh ta sẽ không sao đâu. Có lẽ vậy, đừng quên lúc trước 2 tiếng. Mặc dù anh ta luôn ở dưới áp, nhưng nếu nói về sức mạnh, hai chúng ta cộng lại cũng không đấu lại anh ta. Nếu vậy, giờ chúng ta làm gì đây? Về mở hộp thôi, phải nói rằng có Tiểu Bạch rồi. Hiệu suất săn vàng của chúng ta cao hơn hẳn. Chỉ trong 2 tiếng đã có 5 hộp vàng rồi. Trở về nơi ẩn náu, thứ 6 nhét đầy hộp vàng vào buồng năng lượng. Ngoài một viên dùng cho chức năng, những viên khác đổi thành hộp vật phẩm. Ra ngoài, tôi lại kích hoạt năng lực hợp nhất, 3 hộp thành 1. Thứ 6, theo lệ cũ, tôi đến 3, 2, 1 rồi chúng ta mở nhé. 3, 2, 1. Sếp, sếp, anh xem tôi mở được gì này. Ôi trời, mì gà cay. Đây là món ngon đấy. Thứ 6, không ngờ anh mở được cả một thùng. Để tôi xem nào. Wow, tận 24 gói lận. Chúng ta kiếm bộn rồi, anh bạn. Đủ cho vài người chúng ta ăn 3 ngày. Có thể còn bán ở cửa hàng nữa.
Tôi còn mở được một đống gỗ. Có vẻ như chúng ta có thể bắt đầu xây dựng nơi ẩn náu. Về nơi ẩn náu, tôi bảo thứ 6 đặt gỗ vào chỗ chưa trang trí của nơi ẩn náu. Còn mì gà cay thì cất lên tầng 2. Thứ 6, sao thế sếp? Ra ngoài tìm Tiểu Bạch, gọi anh ta về ăn cơm. Ngày thứ 2 sinh tồn trong nơi trú ẩn, người khác vẫn đang đói bụng. Tôi thì dùng khả năng ẩn của 3 lần ghép đồ, đã có được tô mì gà tây khổng lồ. Tôi thử ngẫu nhiên, không ngờ thật sự ghép thành mì gà tây. Không chỉ lượng không thua 3 gói mì, gói còn biến thành tô nữa. Nhân lúc ngày thứ 6 và anh Hùng Trắng chưa về, tôi ngồi ăn mì và mở bảng chat, định xem cuộc sống của người chơi khác thế nào. 2 ngày chưa ăn gì rồi, ai đến cứu với? Tội nghiệp em bé mới có 500 tháng tuổi. 500 tháng, ông già 41 tuổi rồi còn kêu em bé. Mona Lisa, tôi mở hộp ra được bức tranh Mona Lisa. Tôi sẵn sàng đổi nó lấy thức ăn. Mở hộp đại gia loại đồ này. 500 tháng, bạn thật sự có bức danh họa thế giới. Nụ cười của Mona Lisa. Tất nhiên rồi, bạn muốn đổi. Đem thức ăn đủ cho một người trong 3 ngày đổi với tôi. Không mặc cả. Một gói giao dịch thành công. Không phải nói không mặc cả sao? Sao lại đồng ý ngay? Sao tôi thấy mình bị lừa? Thôi kệ đi. Dù sao cũng chỉ là một gói mì gà tây. Có anh Hùng Trắng săn bắn ngoài kia, thức ăn tôi không thiếu. Sau khi đưa mì gà tây, chẳng bao lâu sau, đối phương gửi vật phẩm giao dịch. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Cút đi. Biết là không đáng tin, nhưng không ngờ lại không đáng tin đến thế. Sếp ơi, bọn em về rồi. Các cậu đi đánh tổ quái thú à? Sao nhiều vàng giáp thế? Chủ nhân sống còn hơn vàng. Tổng cộng mang về 9 mảnh vàng giáp thô, 2 vàng giáp cấp 1. Còn thứ ông chủ câu được, thứ đó không quan trọng. Sau khi anh Hùng Trắng vào ngày thứ 6 ăn chưa xong, chúng tôi đổi tất cả vàng giáp thành thùng đồ và chuyển ra ngoài trời. Ngoài 2 thùng cảm ơn và 1 quả bom, còn lại 10 thùng đồ. Tổng cộng thu được 9 khối gỗ, 1 khối đá, 1 thùng nước khoáng 5 lít, 1 thùng bánh mì, 1 gói hạt giống và 2 bản thiết kế cơ khí, 1 bản đồ kho báu. Tốn 1 giờ để mang vật phẩm về nơi trú ẩn. Tôi vào ngày thứ 6 cùng anh Hùng Trắng hiếm khi được nghỉ ngơi. Sếp ơi, hạt giống vừa rồi là hạt gì vậy? Anh Chí, tôi cũng không biết nữa. Là một người hiện đại, 9 năm phổ cập giáo dục, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, không ai dạy tôi cách nhận biết hạt giống. Tiểu Bạch chủ quân có gì chỉ đạo? Chiều nay bạn cố gắng một chút, ra ngoài thu thập thêm vàng giáp về. Chiều nay tôi và ngày thứ 6 sẽ cố gắng đào thêm vài phòng trên tầng 2. Thứ nhất là di chuyển máy chủ vào trong, thứ hai là trồng hạt giống vừa thu được. Tôi nhìn lại phía sau, mặt trời gay gắt trên trời, đúng lúc giữa trưa nóng bức nhất. Lạ thật, tại sao giữa sa mạc này tôi lại không cảm thấy nóng lắm, chỉ tầm dưới 30 độ thôi. Đi thôi Tiểu Bạch. Không lâu sau, tôi và ngày thứ 6 trở về nơi trú ẩn. Ngày thứ 6 bạn xuống đào hầm trước, tôi sẽ xuống sau. Vâng thưa sếp. Chú ý người chơi, chú ý người chơi. Lô người chơi thứ 5, thời gian bảo vệ tân thủ 24 giờ sắp hết. Bạn sẽ phải đối mặt với: 1. Quái vật ngoài trời sẽ bắt đầu tiến hóa. 2. Khí hậu sẽ trở lại bình thường. 3. Đến một cảnh báo đợt công trình đầu tiên bắt đầu. Toàn dân đổ xô vào nơi trú ẩn. Ngày thứ 2 vì thời gian bảo vệ tân thủ kết thúc, anh Hùng Trắng phải về sớm. Chủ quân có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thời tiết đột nhiên trở nên nóng thế này? Nếu tôi đoán không sai, đây chắc là điều đã được nhắc trong bảo vệ tân thủ về khí hậu. Có vẻ như lực lượng đã đưa chúng ta đến thế giới này cũng không muốn chúng ta vừa đến đã vì không thể ra ngoài mà bị kẹt chết trong nơi trú ẩn. Trở về nơi trú ẩn, tôi bảo anh Hùng Trắng lấy bản thiết kế cơ khí cấp 1 từ lần mở hộp trước đó. Sau khi chọn sử dụng, bản thiết kế hiện ra hình dạng thật. Máy lưu trữ làm mát cấp 1, cần 8 đơn vị kim loại chuẩn, một phần linh kiện điện tử và một phần nhựa. Máy trồng cây cấp 1, cần một đơn vị kim loại chuẩn, 5 phần nhựa và một phần đất. Thiết bị làm lạnh. Đây chẳng phải là tủ lạnh sao? Nước ngọt có ga, nước đá, kem, cả đá đậu xanh nữa. Chỉ nghĩ đến những thứ này đã thèm rồi, đặc biệt là trong môi trường sa mạc nóng bức này. Nếu mỗi lần ra ngoài có thể mang theo vài chai nước đá thì có thể săn quái vật bình thường rồi. Nghĩ đến đây, tôi mở cửa hàng giao dịch, đăng một loạt bánh mì, yêu cầu đổi lại là kim loại chuẩn, nhựa và linh kiện điện tử. Đá và gỗ thì không thể động đến. Trong tương lai nếu muốn xây dựng nơi trú ẩn, vẫn cần nhiều nguyên liệu và gỗ. Còn bây giờ, chỉ có thực phẩm là dư thừa, có thể mang đi giao dịch. Bạn có đơn hàng mới, hãy xử lý ngay. Bé bầu 500, lại là bạn à? Chẳng phải tác giả lười vẽ nhân vật mới sao? Bạn còn dám nói? Bạn đưa tôi mì gà cay, cay đến nỗi tôi không dám ngồi nấu canh. Thế mà bạn có bánh mì, sao không mang bánh mì để giao dịch với tôi? Vậy bạn có linh kiện điện tử không? Tất nhiên rồi,
Anh em ơi, nghe tôi một câu. Linh kiện điện tử không phải là vật liệu cơ bản. Kim loại, gỗ, nhựa đều không thể so sánh được. Nếu muốn đổi, một chiếc bánh mì không đủ. Vậy thì hai chiếc. Tôi thật là, tôi cảm thấy mình lại bị người này lừa. Sau rất lâu, một thời gian sau, tôi đã thành công dùng bánh mì giao dịch được 10 đơn vị kim loại chuẩn, 11 phần nhựa và một phần linh kiện điện tử. Tổng cộng giao dịch 23 chiếc bánh mì. Căn phòng tích trữ hàng hóa bây giờ cũng do tôi và thứ 6 đào bới trong thời gian này. Cuối cùng, sau bao lâu, có những nguyên liệu này đủ để tôi làm một tủ lạnh và hai hộp trồng cây. Làm ngay thôi. Tôi lập tức bắt tay vào làm tủ lạnh và hộp trồng cây. Làm thủ công khá tốt. Tiến một bước nhỏ đến mục tiêu là làm trứng nấm thủ công, làm lớn làm mạnh. Lại tiếp tục huy hoàng. Khi hộp trồng cây đã được tôi làm xong, tôi lấy ra hạt giống không lâu trước đây và giải hết vào hộp. Thứ 6, mang hai chai nước lại đây. Ok, đúng rồi, mang cả dao của bạn nữa. Đến rồi, ông chủ. Nhận lấy nước khoáng. Tôi dùng vũ khí của thứ 6, chọc vài lỗ trên nắp chai, tỉ mỉ tưới nước cho hạt giống. Trong cả hai hộp trồng cây, thứ 6, những hạt giống này sau này giao cho bạn chăm sóc. Nhớ mỗi ngày đều phải tưới ít nước. Hôm nay là lần đầu, nên tưới nhiều chút. Sau này, mỗi ngày bạn nhìn độ ẩm của đất mà tưới. Thứ 6, đi nào. Mang nước bỏ vào tủ lạnh. Hôm nay có thể uống nước lạnh rồi. Mọi người đến hầm trú ẩn sinh tồn. Người khác còn bị mắc kẹt trong hầm trú ẩn vì nhiệt độ 40 độ. Tôi đã chế tạo ra tủ lạnh, mang theo đá và nước lạnh. Tìm kiếm dấu vết trên bản đồ kho báu, bước vào sa mạc. Ôi trời ơi, trong sa mạc có cái này sao? Thứ 6, bạch. Tôi ra ngoài một chuyến, tranh thủ trời chưa tối. Tôi sẽ đi vòng quanh điểm trên bản đồ kho báu. Lượng nước chúng ta có không nhiều, không đủ để chúng ta đều ra khỏi hầm trú ẩn, nên tôi sẽ không đưa các bạn đi. Nhưng có một nhiệm vụ giao cho các bạn. Ông chủ có gì cần dặn dò không? Thứ 6, bây giờ chúng ta có nước lạnh. Hãy đi xem trên sàn giao dịch trong thời gian tôi ra ngoài. Hãy dùng nước lạnh và đá để giao dịch với người khác, xem liệu có thể lấy thêm nước khoáng không. Sau khi dặn dò xong, tôi nhanh chóng đi vào sa mạc. Bây giờ càng ở trong sa mạc lâu, càng tiêu tốn nước nhiều. Tôi phải nhanh đi nhanh về, dù sao nơi đó cũng không xa. Đi bộ khoảng 1 giờ, tôi vượt qua cồn cát cuối cùng. Phía sau cồn cát là ba kim tự tháp khổng lồ. Kim tự tháp, tôi không nhìn nhầm chứ? Bản đồ kho báu này lại đánh dấu vào chỗ này. Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy đến chân kim tự tháp. Mặc dù kim tự tháp là mộ của Phê Dâu, càng lớn càng thể hiện quốc lực thời đó, nhưng không đến mức lớn như thế này chứ? Vì không tìm thấy lối vào kim tự tháp, tôi chọn ngẫu nhiên một hướng và đi tiếp. Dự định đi vòng quanh một lượt, xem có tìm thấy gì không. Không ngờ dưới chân tôi trống rỗng, rơi vào cát lún. Ô, hôm nay chắc không về ăn tối được rồi. Tôi còn sống. Tôi vẫn còn sống. Đây là dưới kim tự tháp sao? Trông không giống lắm. Ngược lại trông giống một hang động trên vách đá hơn. Nhìn mặt trời, thời gian cũng sắp tối rồi. Vừa có gì xảy ra vậy? Sao lại lóe lên? Ôi trời, không phải ảo giác. Vừa nãy sa mạc thật sự lóe lên. Sau khi sa mạc lóe lên lần đầu tiên, tần suất lóe sáng càng ngày càng nhiều. Tôi tiến về phía trước, muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng lại va phải cái gì đó. Và cảnh vật lóe sáng điên cuồng cũng dừng lại. Tôi đứng dậy, lắc lắc đầu, nhìn cảnh trước mặt, khó mà tin được. Sa mạc hoàng hôn vừa nãy chớp mắt đã biến thành trang viên buổi sáng. Thật kỳ lạ, rốt cuộc cái gì đang làm trò? Tôi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cái hang này nơi nào cũng tỏa ra không khí quỷ dị. Nghĩ đến thứ đã va phải trước đó, tôi quyết định kiểm tra lại. Tôi sờ vào, chỉ cảm thấy chạm vào thứ gì rất phẳng, giống như tường không khí. Tôi quyết định tiếp tục khám phá bức tường không khí này. Nhanh chóng chạm vào một thứ hình vòng tròn. Nó trong suốt, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Khi tôi lấy thứ đó ra, cảnh vật biến mất, trở lại với bức tường gạch kim tự tháp. Máy tạo thực tế ảo có thể lắp đặt trong hầm trú ẩn, cung cấp một phòng thực tế ảo cho hầm trú ẩn. Cảm giác không gian và mặt đất bên trong còn lưu trữ vài bản vẽ, chờ sau khi ra ngoài sẽ lấy ra. Mọi người đến hầm trú ẩn sinh tồn. Tôi tốn rất nhiều công sức thoát khỏi hang động dưới kim tự tháp. Sau khi tôi ra ngoài không lâu, tôi thấy ba kim tự tháp đó bị cắt vàng nút chừng. Không ngờ kho báu đã bị lấy mất, di tích cũng biến mất luôn. Thật đáng tiếc, nhưng đã có tính năng này, lần sau gặp bản đồ kho báu hoặc di tích, tôi có thể dùng để xác định xem có thực sự lấy được kho báu không. Trời dần tối, tôi trở về chỗ trú ẩn, tận mắt thấy thứ 6 và Bạch Anh Hùng ở đó vẫn lộn với một con gà quay. Gà quay này các cậu lấy ở đâu ra?
Hôm nay gặp một người tốt, 5 chai nước đổi lấy 3 chai nước đá. Ban đầu chúng tôi đã đồng ý, nhưng người ta cứ nhất quyết cho gà quay, không thể ngăn cản. Chuyện gì thế này? Các cậu làm thế nào vậy? Tìm đến trạm giao dịch. Tôi mở bảng giao dịch, lục lại lịch sử giao dịch. Anh ơi, tôi chỉ còn 5 chai nước. Anh tỉnh lại đi được không? Cho tôi đổi 3 chai nước đá được không? 3 đổi 1, không thì khỏi nói chuyện. Tôi tưởng 3 đổi 2 là đủ rồi, sao thứ 6 lại ra giá cao thế? Anh ơi, làm ơn đi mà. Tôi là người chơi đợt 3. Thời gian bảo vệ tân thủ đã hết 2 ngày rồi, không có nước đá giảm nhiệt, tôi không thể ra ngoài săn quái vật được. Vì cậu chỉ có 5 chai nước, nên tôi chỉ bán cho cậu 1 chai nước đá. Nhiều hơn thì khỏi nói, tôi còn có anh trai tôi. Tôi cho anh trai tôi luôn, được không? Mê mơn, bán cho các cậu vậy. Giao dịch thành công. Một con gà quay, 5 chai nước uống đổi lấy 3 chai nước uống đá. Xem xong lịch sử trò chuyện, tôi chỉ cảm thấy sự nhận thức của tôi về thứ 6 đã thay đổi rất nhiều. Thứ 6, tôi rất tò mò. Chiều nay khi tôi không có ở đây, cậu còn lừa được những gì? Không nhiều đâu, chỉ một ít nước thôi. Một ít nước? Một ít là bao nhiêu? Chỉ một ít thôi. Tối vừa nằm xuống chưa lâu, tự nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Tôi bật dậy khỏi sàn nhà, chỉnh lại cái lưng gần gãy. Không được rồi, giường chiếu gì không có, ít nhất phải có chăn đệm, đệm nót gì đó cũng phải tính đến. Thế này thì sống sao được? Quay lại tầng 1, tôi theo tiếng động đi tới, thấy thứ 6 ôm một con gà, ngồi nghiêm chỉnh. Thứ 6, gà này ở đâu ra? Sao cậu có nhiều gà vậy? Lần đầu mở hộp cũng là cậu, sau đó giao dịch cũng là cậu lừa về, giờ con này ở đâu ra? Thưa ông chủ, đây là tôi vừa giao dịch về, mai mình nướng nó luôn nhé. Đừng chạy, đứng lại đó, vất vả lắm. Tôi và thứ 6 hợp sức bắt lại nó lần nữa, để ngăn nó chạy lung tung. Chúng tôi lấy một ngăn kéo tủ lạnh ra, đậy nó lại bên trong. Thứ 6, hay là mình đừng nấu nó nữa, mình nuôi nó trước đã, đợi nó đẻ trứng rồi ấp gà con, mình sẽ có gà nướng ăn mãi. Nhưng ông chủ, nó là gà trống mà. Thế thì lầm rồi. Không sao, thứ 6, đừng lo. Lúc đó, mình mua thêm một con gà mái là được. Chỗ tránh nạn của chúng ta không chỉ cần có sản xuất nông nghiệp, mà còn phải nuôi nhiều động vật mới đáp ứng được nhu cầu của mình. Ngày mai Bạch Anh Hùng mang nước đi săn, Kim Hà cậu lo đào thêm không gian mới. Từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng chỗ tránh nạn. Ngày thứ 3 mọi người đến chỗ tránh nạn sinh tồn. Bạch Anh Hùng theo sắp xếp của tôi đã ra ngoài săn quái vật. Còn thứ 6 thì trên tầng 2 đào một căn phòng siêu lớn để lắp đặt máy thực tế ao vào đó. Tính giờ, Bạch Anh Hùng cũng sắp về lấy thêm nước đá rồi. Tôi mang nước đến cho cậu ấy, mang theo 5 chai nước khoáng đá. Tôi đến sa mạc tìm kiếm Bạch Anh Hùng. Chủ quân, tôi ở đây. Tôi theo tiếng của Bạch Anh Hùng nhìn qua, thấy Bạch Anh Hùng dẫn vài người đi tới. Tiểu Bạch, mấy người này cậu tìm ở đâu ra? Chủ quân, tôi phát hiện một chỗ tránh nạn bỏ hoang bên cạnh. Tìm thấy họ bên trong. Người quản lý chỗ tránh nạn đó bị quái vật giết rồi, họ không có chỗ đi, nên tôi dẫn họ về đây. Tốt lắm, Tiểu Bạch, chỗ tránh nạn của chúng ta đang thiếu nhiều lao động, mọi người lại đây làm quen. Tôi là Mộc Ngư. Sau một hồi trao đổi, tôi phân cho từng người mới một số hiệu để dễ nhận biết. Chủ quân, sao tôi cứ cảm thấy như đang xem tù nhân lao động? Indy, tôi cũng thấy thế, ha 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 ha. Chiều hôm đó, tôi và Bạch Anh Hùng kiểm kê hết toàn bộ thu hoạch trong ngày, rồi quay lại chỗ tránh nạn. Ngoài các nguyên liệu cơ bản, chúng tôi còn thu được 3 bản vẽ máy móc cấp 1 và 2 bản vẽ kiến trúc cấp 1. Bản vẽ ký túc xá cấp 1 đáp ứng nhu cầu ngủ cơ bản nhất, có thể chứa được 6 người, không có bất kỳ tiện ích bổ sung nào. Bản vẽ thang máy cấp 1, mỗi phút có thể lên xuống 8 tầng, chú ý cấm đưa xe điện vào trong. Sau khi xem xong bản vẽ kiến trúc, tôi định hợp thành các bản vẽ máy móc, thử vận may để có bản vẽ cấp 2. Cuối cùng tôi lại do dự không hợp thành. Bây giờ tôi chưa có nhiều bản vẽ, nếu lỡ mở ra thứ không hữu dụng thì phiền lắm. Thà rằng mở thẳng 3 bản vẽ cấp 1 này để dùng còn hơn. 3 bản vẽ máy móc cấp 1 lộ ra hình dạng thật. Bản vẽ đèn pin siêu sáng cấp 1 không thể thiếu ban đêm, giúp bạn như ngọn đuốc, lộ rõ trong tầm nhìn người khác. Bản vẽ thiết bị cầm tay cấp 1 cung cấp dịch vụ thiết bị cầm tay tiện lợi. Bản vẽ máy ủ rượu cấp 1 thêm nguyên liệu khác nhau cho bất ngờ khác nhau. Đèn pin thiết bị cầm tay, máy ủ rượu, toàn đồ tốt. Ông chủ, ông chủ, tôi nghe ông nói là mở ra máy ủ rượu phải không? Đúng vậy, anh thích uống rượu lắm à? Không chỉ mình tôi, ba anh em chúng tôi chỉ cần có rượu,
làm việc khỏe re, ha ha ha. Chỉ cần câu nói đó, hôm nay tôi phải làm cái máy này. 3 đơn vị kim loại, 1 đơn vị linh kiện điện tử, 1 đơn vị nhựa. Thứ 6, phiền cậu đi lấy chút đi. Không lâu sau, thứ 6 mang vật liệu về. Tôi bắt tay vào làm ngay. Làm thành công, máy ủ rượu cấp ưu. Anh Lolo, cấp ưu, cái chỗ tránh nạn này, bản vẽ làm ra đồ cũng có cấp độ. Chất lượng đạo cụ có 8 cấp. Lần lượt là cấp phổ thông, cấp ưu, cấp tinh anh, cấp đại sư, cấp biện lường, cấp truyền thuyết, cấp sử thi và cấp thần thoại xa xôi. Nghe quen quá. Đó là cấp độ hồn thú của Ngọc đấy. Đúng rồi. Toàn dân trú ẩn tránh nạn ngày thứ 3. Đã chiếm được tầng 2 của khu trú ẩn và phòng siêu lớn ở tầng 3 đã hoàn thành. Tiểu nhị đang kiểm kê vật tư ở đó, cũng đã liệt kê ra vật tư hiện tại của chúng ta. Không may là do dân số tăng lên, thực phẩm mặc dù còn, nhưng cũng không đủ ăn rồi. Một lô bánh sừng bò đã được giao dịch, số còn lại cũng đã ăn hết. Mì gà tây vẫn còn 9 gói, mì ốc chỉ còn 12 thùng. Những thực phẩm này không đủ đến tối mai, cũng không phải nguồn thực phẩm ổn định. Có vẻ chúng ta vẫn phải phát triển nông nghiệp. Thôi không lo nhiều nữa, trước tiên hãy xây dựng thang máy đã. Sau khi có được bản vẽ thang máy, tôi lập tức bảo Tiểu Tam đi chuẩn bị đủ các vật liệu đặt ở cầu thang. Chỉ trong chốc lát tôi đã hoàn thành xây dựng. Còn cầu thang tầng 2 được xây dựng bằng cuộn kiến trúc cơ bản, tôi cũng đã tháo rỡ, biến thành 3 khối gỗ và 2 khối đá. Khoai tây, Tiểu Bạch thứ 6, các cậu đang nói gì ở đây vậy? Ông chủ, tôi nói cái này gọi là khoai tây. Bạch anh hùng khăng khăng nói là khoai. À, đây không phải là khoai tây sao? Ha ha ha. Thôi không cần cãi nhau nhiều nữa. Các cậu lấy cái này ở đâu vậy? Thứ 6, có phải lại giao dịch với người khác không? Không, ông chủ. Cái khoai này là trồng từ hạt giống không rõ nguồn gốc trước đó. Trồng nhanh thật đấy. Tính thời gian, mới chỉ qua một ngày thôi. Thứ 6, tổng cộng trồng được bao nhiêu khoai tây? Cả chậu chỉ có một cây, cũng chỉ khoảng 7-8 củ. Củ lớn nhất là củ bạch anh hùng cầm. Còn chậu kia thì sao? Trồng được gì? Chậu này chỉ trồng được một cây dao điểm tâm. Tôi thế này sao? Hôm nay tôi đi qua đây mấy lần, sao không thấy nó? Vừa mới mọc lên đấy. Giống như tua nhanh. Chúng tôi thấy nó không mọc thì đào. Nó mọc rồi đấy. Thực ra trồng dao trong khu trú ẩn là làm mới cây trồng mỗi 24 giờ. Tôi thấy trong đất còn nhiều hạt giống. Điều này có nghĩa là trồng một lần, hưởng lợi suốt đời. Thứ 6, mọi người đừng động vào nó. Chúng ta mai hãy xem, có thể lại mọc ra cây trồng không? Xử lý xong vấn đề cây trồng, tôi một mình đến căn phòng lớn bên cạnh. Bên trong căn phòng, bây giờ vật tư chúng ta thu hoạch được nhiều hơn, nhờ có bạch anh hùng đi săn bên ngoài. Nhưng bây giờ có một vấn đề phát sinh, đó là không có chỗ để tài nguyên. Trong cửa hàng, tôi cũng để Tiểu Tam giám sát liên tục, nhưng đến giờ, vẫn chưa có ai bán bản vẽ kiến trúc. Bây giờ chúng ta rất cần một kho chứa, nhưng vận may không thể ép buộc. Nghĩ một lúc, tôi lấy ra bộ phát âm thực tế ảo, nhảy nhẹ nhàng gắn nó lên giường. Trời ơi, ông già này đã qua hầm trú ẩn, ngày càng tệ hơn. Sao lại leo lên cửa? Tôi ngồi đây chờ đợi yên lặng. Chỉ trong chốc lát, bộ phát âm thực tế ảo bắt đầu hoạt động. Một luồng sáng trắng lóe lên, chỉ trong nháy mắt căn phòng thay đổi hoàn toàn. Căn phòng đất trở thành cảnh băng tuyết. Bộ phát âm thực tế ảo thật tuyệt vời, biến cảnh sa mạc thành băng lửa. Dù bên ngoài nóng thế nào, ở đây vẫn mát mẻ. Sắp xếp một chiếc sofa, đặt một chiếc bàn làm khu nghỉ ngơi, hay biến nơi này thành một tuyết nguyên thực sự, làm khu vực nghỉ ngơi thật tuyệt. Hoặc biến nó thành một tuyết nguyên thật sự. Ngày thứ 3 trong hầm trú ẩn sinh tồn, tôi kích hoạt bộ phát âm thực tế ảo. Đột nhiên gặp nguy cơ không ngờ tới. Cảnh báo nguy hiểm, nguồn năng lượng không đủ, dự kiến sẽ hết trong 2 giờ tới. Chết tiệt, cái gì vậy? Một viên kim loại nguyên bản rõ ràng có thể duy trì năng lượng cả ngày, sao lại khẩn cấp thế này? Bộ phát âm thực tế ảo, đạo cụ cấp điện năng chiếm 91%. Đạo cụ cấp điện năng tương đương với đạo cụ cấp 5. Mức tiêu thụ năng lượng thật kinh khủng. Tiểu Bạch, mau lại đây. Có gì chỉ thị? Chủ quân đánh tôi một cái. Tôi liền gỡ bộ phát âm thực tế ảo xuống. Đợi chút chủ quân, bây giờ trời còn sớm, hay để tôi ra ngoài kiếm chút nấm nữa. Chúng ta luôn thế này, trốn tránh khó khăn không phải cách, mà phải giải quyết nó. Xúc gà đã đầy bụng rồi, ha ha ha. Vậy thì Tiểu Bạch, việc săn quái giao cho cậu. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Chúng ta luôn dùng kim hà làm năng lượng, không phải là kế hoạch lâu dài. Sau này tiêu thụ năng lượng tăng lên, dựa vào săn bắt kim hà không thể đáp ứng nhu cầu. Tâm Ân Ân, có cách thay thế không? Tất cả các loại năng lượng thông thường đều có thể dùng, như là điện năng từ lửa, điện năng từ nước. Vậy sao?
Vậy thì tôi sẽ phát triển điện hơi nước. Thứ sáu, vừa rồi cậu có mua được con gà mái à? Đúng vậy. Chúng ta hãy nấu canh con gà trống trước đó. Để lại gà mái để đẻ trứng. Thôi, tính sao cũng được, để chúng ấp trứng thì lời hơn. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam đâu rồi? Vừa thấy nói là đi đào phòng. Chuẩn bị xây ký túc xá. Ký túc xá. Nhưng cần bọt biển và bông. Tôi gửi thứ sáu hai thứ này cho cậu. Cậu lo mà giao dịch đi. Ông chủ, ở khu vực ranh giới giữa sa mạc và cực lạnh, có người buôn bán nước. Giờ nước đá không dễ bán nữa. Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra. Thế bây giờ thứ gì được ưa chuộng nhất? Là vũ khí đấy, ông chủ. Tôi đã nói chuyện với nhiều người, nghe được vài lời nguy hiểm. Đại đa số các nơi trú ẩn chỉ có một người quản lý, thiếu nhân lực. Và vì thiếu vũ khí nên đi săn rất khó khăn, rủi ro rất cao. Vậy tôi đã hiểu. Thứ sáu, cậu chú ý, nếu có bản vẽ 5 ghi thì mua về. Được rồi, ông chủ, lên thang máy đi xuống. Lúc này từ tầng 3 đến phòng lớn đã được ba anh em đào thông. Và lối đi từ tầng 2 đến phòng lớn cũng đã bị dỡ bỏ. Tiểu Tam, tốc độ các cậu nhanh thật đấy. Nhanh thế đã đào xong rồi. Chắc chắn rồi. Ba anh em chúng tôi làm việc, cậu cứ yên tâm. Ông chủ, Tiểu Nghệ nói cậu đã chế tạo máy ủ rượu, chúng tôi có thể dùng thử không? Đúng rồi, tôi có máy ủ rượu. Kinh doanh nước đá không tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể bán rượu. Khi có đủ nhân lực, chuyển sang bán ở cực lạnh, giá sẽ tăng đáng kể. Nhưng nguyên liệu ủ rượu cần những gì? Ông chủ, chúng tôi nghĩ có vẻ chỉ cần rau củ quả là được. Vậy à, các cậu ăn gì đấy? Cái này, rượu khoai tây củ từ khoai tây. Lưu ý ai không uống được thì ra bàn còn nít. Ngày thứ ba toàn dân tới nơi trú ẩn. Đã gần tối rồi, anh Hùng Bạch vẫn chưa về. Còn Tiểu Nhất, Tiểu Nhị và Tiểu Tam thì đang xây nhà kho, bắt đầu một dự án đào mới. Nhưng do thiếu dụng cụ, ba người chỉ có thể làm theo ca. Thứ sáu, Tiểu Bạch đâu rồi? Gần tối rồi, sao cậu ấy chưa về? Đợi chút ông chủ, tôi gọi điện thoại hỏi xem. Điện thoại, cậu lấy điện thoại từ đâu? Là anh Chí. Dùng chức năng liên hệ người bán trên bảng giao dịch, gọi video. Cậu nghĩ ra được cách này hay lắm, quả thật giỏi. Đợi một chút, cuối cùng hình ảnh cũng hiện ra trên màn hình. Thấy Bạch Anh Hùng phía sau, dường như có tòa nhà gì đó. Bạch Anh Hùng, sắp tối rồi, khi nào cậu về? Thứ sáu. Tối nay tôi không về được. Cậu giúp tôi nói với ông chủ, tôi phát hiện một ngôi làng. Anh em, chào mừng đến bộ lạc của tôi. Sáng hôm sau, tôi và thứ sáu đi đến ngôi làng Bạch Anh Hùng phát hiện. Đi tới, gần trưa mới tới nơi. Thưa ông, chào mừng đến làng chúng tôi. Làng chúng tôi hiếm khi có khách ghé thăm. Ông là người thứ hai trong vài tháng gần đây. Ồ, người thứ hai, vậy người đầu tiên là ai? Ông chủ, là tôi. Làng chúng tôi cách đây một năm, tự nhiên xuất hiện trong sa mạc này. Anh Hùng Bạch, ông cũng vậy. Ông biết gì không? Chúng tôi có thể đổi thông tin bằng thịt. Điều này sẽ làm các bạn thất vọng. Chúng tôi không biết gì cả. Thật đáng tiếc. Tôi nghe nói làng các bạn có thịt. Đúng vậy, chúng tôi sống nhờ săn bắn. Có nhiều thịt khô. Không biết tôi đổi cái này có được không? Rượu. Cuối cùng tôi cũng thấy rượu lại. Từ khi chúng tôi đến thế giới này, cả năm rồi, không ai chế được rượu. Không ngờ các ông lại có. Không biết giá các ông đưa ra thế nào. Tôi phải thử một hớp mới biết. Nếu vậy, chai rượu này coi như là của gặp mặt. Rượu ngon đấy. Dù không bằng rượu mạnh chúng ta từng uống, nhưng vẫn là rượu ngon. Thế này, giá của tôi là một chai đổi 10 cân thịt và 2 cân thịt khô. Giao dịch thành công. Tối hôm đó, tôi về lại nơi trú ẩn. Tính thời gian, đã là ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi đến đây. Còn 4 ngày nữa là sự kiện quái vật sẽ đến. Sau một ngày làm việc, phòng dùng để xây kho đã được đào xong ra khỏi, nhưng vì không có bản thiết kế, phải tự dựng bằng tay. Không may là trong số 6 người chúng tôi, không ai giỏi về xây dựng. Đồng thời, những vật liệu cơ bản cũng không thể chế biến do thiếu thiết bị. Nếu có thể thu thập một loại bản vẽ thì tốt rồi. Bây giờ tất cả những bản vẽ này đều quý như bảo bối. Có một bản vẽ nào cũng đều được cất giữ cẩn thận. Đi đến phòng đặt máy trồng cây, không có gì ngạc nhiên. Sau 24 giờ, hạt giống trong máy trồng cây bắt đầu mọc nhanh chóng, chỉ ngay lập tức. Nhưng rau này tốt nhất là đem đi ủ rượu, rồi đem đến làng sa mạc đổi lấy thịt từ những người dân hoang dã. Ngoài tôi ra, chắc cũng không ai có nguồn thịt ổn định như vậy. Nguồn thịt này thật là ổn định. Một chai rượu đổi 12 cân thịt, quá rẻ rồi. Với sản lượng hiện tại của chúng ta, mỗi ngày có thể sản xuất được 3 chai rượu.
tức là khoảng 36 cân. Đến lúc đó giải quyết xong vấn đề ăn uống của mình, số rượu dư có thể đem đến chợ người chơi, đổi lấy những vật tư quan trọng hơn. Ngày thứ 5 sinh tồn trong hầm trú ẩn toàn dân. Tôi đã cử thứ 6, đi giao dịch với những người dân hoang dã gặp hôm qua. Anh Hùng Bạch vẫn đang săn quái vật ngoài tự nhiên. Trong 2 ngày này, anh Hùng Bạch săn được một số vàng, một phần dùng trực tiếp, một phần khác dùng làm năng lượng. Phần còn lại tôi đổi thành hộp. Dùng 3 hộp để tạo ra một món đồ có khả năng ẩn giấu, liên tục nâng cấp chúng. Cuối cùng tạo ra được một hộp bảo vật cấp 4. Và thao tác này còn nâng cấp luôn khả năng ẩn giấu của tôi. Theo âm thanh trong đầu, bây giờ tôi không chỉ thời gian hồi chiêu giảm xuống 4 giờ, còn có thể kết hợp 3 thành 1 để tạo ra vật phẩm mới, mà không nhất thiết phải nâng cấp chất lượng. Thật là kỳ diệu. Điều này có nghĩa là tôi có thể kết hợp 3 kim loại tiêu chuẩn thành một thanh đao chất lượng cao, nhẹ hơn, sắc bén hơn. Ngày trước, tôi chỉ có thể kết hợp 3 hộp bảo vật. Không ngờ bây giờ lại có khả năng này. Thật sự là quá tuyệt vời. Hay là tôi kết hợp 3 anh em nhỏ 1, 2 và 3 lại. Đến tầng 4, tôi tìm thấy nhỏ 1 vẫn đang đào phòng. Nhỏ 1, nói thật, tôi chưa bao giờ báo các cậu phải đào thêm phòng nào cả. Các cậu thật cứng đâu, làm tôi thấy thật ngại. Nếu không phải do thiếu nhà bếp và phòng ngủ không đủ, chúng tôi cũng lời đào. Nhỏ gì, đến đây một chút. Quay lại, sao thế ông chủ? Đi chỗ khác đi, haha. Được rồi, dậy mau. Đừng giả vờ tội nghiệp, nhanh lên giúp tôi nâng cái thùng này. Cái thùng này lớn quá trời. Tôi và nhỏ một cùng nhau nâng thùng ra ngoài. Sau khi xác nhận an toàn xung quanh, chúng tôi quay lại bên cạnh thùng. Tôi nói này nhỏ một, nếu lỡ tôi không may mở ra bom thì sao? Cậu phải nhanh mắt, thấy gì nhớ chạy ngay nhé. Yên tâm đi ông chủ, tôi chạy rồi, haha. Xong rồi, lại muốn kết hợp 3 anh em họ rồi, làm sao đây? Nhưng thứ 6 dễ thương hơn nhiều. Thôi kệ, mở thùng nào. Tiến vào thùng, tôi xem xét một chút. Phải nói rằng, hộp bảo vật cấp 4 khác biệt với hộp thường. Hoa văn tinh xảo hơn nhiều. Tôi nhấc chân lên và nhảy lên. Vừa lên đó, một ánh sáng chẳng lóe lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một bản vẽ từ ánh sáng chẳng xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên động đất? Ông chủ còn sống không? Có phải ông mở ra bom hạt nhân? Sao hầm trú ẩn cứ rung chuyển mãi? Qua thiết bị cầm tay, tôi thấy rõ cảnh trong hầm trú ẩn. Nhỏ anh đào bên đó cũng rung lắc không kém. Kho hàng mới đào xong, do chưa xây xong, đá cứ rơi xuống liên tục, cuối cùng sụp đổ. Thật là bực mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ mở một cái hộp, sao như mở ra sâu đất hoặc kẻ nuốt chửng thế giới. Mãi lâu sau động đất mới dừng lại. Tôi nhặt bản vẽ và chạy về hầm trú ẩn. Sau khi xác nhận 3 anh em nhỏ một không sao, tôi mở bản vẽ xem thu hoạch cụ thể. Bản vẽ hầm mỏ một lần, không thể di chuyển sau khi xây dựng. Từ đó hầm mỏ bắt đầu khai thác, sẽ khai thác ra các loại khoáng sản theo độ sâu. Bản vẽ màu xanh này nghĩa là hầm mỏ này là loại tinh anh, tức là bản vẽ cấp 3. Và theo mô tả, tôi có thể hiểu rằng trận động đất vừa rồi là do phát hiện ra bản vẽ này, dẫn đến việc hầm trú ẩn của tôi dưới lòng đất xuất hiện mạch khoáng, mới gây ra động đất. Thật là tuyệt vời. Ngày thứ 5, tất cả mọi người đều đến hầm trú ẩn để sinh tồn. Ngay lúc vừa rồi, tôi đã nhận được bản vẽ mỏ khoáng. Theo mô tả của bản vẽ, mỏ khoáng này có thể sản xuất ra các tài nguyên dưới lòng đất như than đá, kim loại vàng, biết đâu còn có thể khai thác dầu. Chỉ tiếc là bản vẽ này chỉ dùng một lần, không thì tôi đã làm trăm cái rồi, sẽ không còn thiếu tài nguyên cơ bản nữa. Tôi lao xuống tầng 4, gọi 3 người dừng công việc lại. Lúc này họ đang dựng phòng ngủ. Giường đã xong, chỉ còn thiếu trang trí nội thất là có thể vào ở. 3 người lại đây. Nhỏ nhất, các cậu phân công công việc. Một người ở lại tiếp tục dựng phòng ngủ. 2 người còn lại đi cùng tôi đào mỏ khoáng trước. Sau khi sắp xếp việc xây dựng mỏ khoáng, tôi mở kênh trò chuyện, muốn biết tình hình của những người sống sót khác. Lúc này trong kênh trò chuyện, mọi người đang bàn luận về thu hoạch 2 ngày qua. Tôi mới phát hiện ra chỉ có tôi tạm giải quyết được vấn đề thức ăn, còn người khác, ngay cả việc đi săn cũng rất khó khăn. Thấy vậy, tôi quyết định mở một kinh doanh mới. Bán máy trồng cây, cung cấp vô hạn. Một cái chỉ cần 10 đơn vị nhựa, 2 phần kim loại tiêu chuẩn. Nếu không đủ nguyên liệu cơ bản, có thể đổi bằng bản vẽ hoặc nửa cân hạt giống. Tin này vừa ra, kênh vùng đã nổ tung. Bản vẽ vốn đã hiếm, chưa nói đến còn rất nhiều bản vẽ khác nhau. Bác cả tốt bụng cho con miếng đất, cho tôi xin một cái trước được không? Tôi đưa một bản vẽ đổi. Giờ ai có hạt giống đã may lắm rồi, còn có cả máy trồng cây, vận may thật là tốt. Tôi thiếu máy trồng cây sao? Tôi thiếu rau à? Không, tôi thiếu thịt. Là thịt, không phải thứ khác.
Máy trồng cây bán được hơn 30 cái. Ngoài bản vẽ ban đầu, còn có khoảng 10 người sử dụng hạt giống để giao dịch. Máy trồng cây 5 cái, nhựa 1 cái, kim loại 1 cái, đất có thể là 1 cái. Tôi bán gấp đôi tài nguyên cơ bản, nhưng vẫn thiếu chút ít. Số lượng hạt giống này nhiều quá. Ông chủ, ông không nghĩ rằng chúng ta chưa từng nhận được thức ăn sao? Hình như đúng vậy. Ngoài chút thức ăn ban đầu, phần sau toàn là nguyên liệu và bản vẽ. Có lẽ thức ăn này cũng là một biện pháp bảo vệ tân thủ tiềm ẩn. Tỷ lệ sở hữu hạt giống cao như vậy chắc chắn cũng là do bảo vệ tân thủ âm thầm tác động. Dù sao đi nữa, sau giao dịch lần này, lương thực trong hầm trú ẩn của chúng ta tạm thời không thành vấn đề. Đừng nhìn tôi đã bán 34 máy trồng cây, thực tế còn 5 máy loại tốt và 1 máy loại tinh anh tôi giữ lại. Vào phòng đặt máy trồng cây, tủ lạnh đã được rời đi, đặt vào phòng ngủ. Vừa từ giao dịch về, thứ 6, đang gieo hạt giống vừa nhận được. Ông chủ, chúng ta vẫn còn ít máy trồng cây quá. Lần này ông đổi được nhiều hạt giống thế này, còn nhiều hạt chưa có máy trồng. Không có cách nào dùng tài nguyên cơ bản, giao dịch người vẫn ít quá. Lộc Phong hợp thành máy trồng cây loại tinh anh. Tôi thậm chí không muốn dùng thêm tài nguyên, làm thêm máy trồng cây loại thường để giao cho họ. Vậy ông chủ, ông có thể hợp thành máy trồng cây không? Chắc là được. Để tôi thử xem. Nghe theo đề nghị của thứ 6, tôi lập tức sử dụng khả năng ẩn của mình. Cuộn đèn trồng cây, chọn vị trí rồi sử dụng trực tiếp. Treo trên trần phòng, cung cấp đủ ánh sáng cho cây trồng phát triển. Ngày thứ 5, toàn dân hạ cánh tại nơi ẩn náu. Sau khi có được bản vẽ đèn trần, tôi lập tức bắt đầu tổ chức anh em nhỏ nhất và ba đào hầm cho phòng hành lang. Khu mỏ xây dựng trước đây cũng đã hoàn thành. Đáng tiếc là do thiếu người, tạm thời chưa thể khai thác. Nội thất ký túc xá cũng đã hoàn thiện. Ban đêm ngủ cũng có chỗ. Chiều dài của đèn trần này nhìn qua cũng phải dài bằng 2 phòng. Để trồng cây, chưa biết có thể trồng được bao nhiêu. Theo mật độ của máy trồng cây mà nói, ít nhất cũng trồng được 30 cây. Xếp trồng 30 cây là đúng. Nhưng không biết, anh có để ý đến một vấn đề không? Có chuyện gì vậy nhỏ gì? Những hạt giống này đều là hạt giống ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là sản lượng mỗi loại cây sẽ không nhiều. Thậm chí còn có thể trồng ra những cây không ăn được, chẳng hạn như cây bông. Xếp này, dạo này chúng ta rất bận, chỉ ăn tạm thịt khô cho qua ngày. Nhưng anh có nhận ra một vấn đề không? Sao vậy? Chúng ta không có bếp. Xếp không có bếp thì dù có trồng được các loại cây cũng không nấu ăn được, nhưng ít nhất còn có đủ rượu. Ha ha, anh chết. Không sao đâu. Thứ 6, lại đây. Sếp, anh lại có chuyện gì? Tấm bản vẽ giao dịch trước đó đưa cho tôi, sau đó vào cửa hàng xem có nồi niêu xông chảo không, mua vài cái về. Chúng ta không có bản vẽ nhà bếp, nhưng không có nghĩa là không tự xây được, chỉ là hơi bất tiện thôi. Được thôi sếp, tôi tiếp tục làm việc đây, có gì cứ gọi tôi. Sau khi thứ 6 đi, tôi cúi đầu nhìn vào tấm bản vẽ vừa giao dịch. Bản vẽ sau khi dùng sẽ được số hóa, lưu trữ trong máy tính, nên bản vẽ giao dịch chỉ có thể là chưa sử dụng. Không biết tấm bản vẽ này sẽ mang lại bất ngờ gì cho mình nữa. Nói thật là đến giờ vẫn chưa thấy bản thiết kế nào thuộc loại tốt cấp 2. Vừa dứt lời, bản thiết kế đã bay lên không trung, phát ra ánh sáng trắng chói lóa. Khi ánh sáng tan biến, một bàn đầy áp dược phẩm hiện ra trên bản thiết kế. Bàn chế thuốc cấp 1, chỉ cần thao tác đơn giản là có thể chế tạo được thuốc cơ bản nhất. Điều cần lưu ý là bàn này chỉ đi kèm 3 bản thiết kế thuốc cơ bản nhất, các bản khác cần phải tự thu thập. Cái bản chế thuốc này hơi khó chơi nhỉ, chế ra cũng không có nhiều loại thuốc. Hy vọng 3 loại thuốc này là thứ cần dùng, không thì chết chắc. Lên tầng 3, thằng 6 đã chuẩn bị sẵn tất cả vật liệu đặt ở đây. Theo kế hoạch hiện tại, phòng này về sau sẽ bổ sung thêm thiết bị tấn công và phòng thủ, biến nó thành phòng tối cao. Để xem cái bản chế thuốc này miễn phí tặng kèm 3 bản thiết kế gì. Rượu thuốc chuyên trị vết thương do đánh nhau, giúp hoạt huyết, cả dùng ngoài lẫn uống đều được. Thằng nhỏ chơi bời, giúp thúc đẩy sự hòa hợp trong nơi trú ẩn, tránh xung đột và rắc rối không cần thiết. Thần dụ Ấn Độ có thể dùng để ngưng lại. Tao hiểu cái này không cần giải thích nữa. Cái gì vậy trời, mấy bản thiết kế này? Mày đùa tao à, anh bạn? Đợi đã, mấy thứ này nếu nghĩ kỹ, bán cho nơi trú ẩn khác chắc hẳn đắt khách lắm. Ôi trời, ha 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 ha. Ngày thứ 6 trong nơi trú ẩn của tất cả mọi người. Sau khi ngủ ngon một giấc trong ký túc xá, anh Hùng Trắng đã rời nơi trú ẩn từ sớm, chuẩn bị săn quái vật. Sau một đêm lao động hôm qua, phòng lớn bên cạnh ký túc xá đã đào xong, đèn cũng được lắp đặt. Thằng 6 nhanh chóng hóa thân thành nông dân, bắt đầu một ngày làm việc mới.
do các phòng cần đào đều đã hoàn thành. Ba anh em nhỏ không có việc gì làm, hiếm khi được rảnh rỗi. Anh cả, tụi em rảnh rỗi quá nên buồn tay quá. Đúng đúng. Anh hai, hay là chúng ta đi khai thác mỏ đi. Ba người nhìn nhau rồi quyết định. Chúng ta đi thôi, thế là xong. Tôi nhìn thấy Tiểu Nhất và Tam Đệ lại tìm được việc để làm rồi. Một lũ đứa trẻ siêng năng, tôi, một quản lý trại tị nạn, cũng không cần phải làm việc vất vả như vậy. Mấy đứa thật sự quá hiểu lòng tôi rồi. Ha ha, có những thuộc hạ như này, còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ trong chớp mắt, tôi đã đến ngoài trời, tìm gặp Bạch Anh Hùng. Ngài chủ, sao ngài lại đến đây? Này, sao cậu không nói sớm? Cậu săn quái vật toàn là đánh lén rồi chạy à? Ai giống cậu đánh nhau kiểu đó chứ? Đây là tôi đang tập luyện cho đợt tấn công của quái vật đấy. Hai ngày nữa quái vật sẽ tấn công thành rồi. Có vẻ là như vậy đấy. Nói mới nhớ áo choàng của cậu đâu rồi? Dùng để đựng kim ngân rồi. Nếu không thì làm sao mang về được vài ba chục túi kim ngân mỗi ngày? Cảm giác như bị coi thường vậy. Nhân vật chính, nếu cậu không có việc gì thì nên về trước đi. Việc săn bắn ngoài trời để tôi lo cho. Tôi vẫn nên đi theo cậu để học hỏi thêm. Dù sao thì hai ngày nữa quái vật tấn công, chúng ta cũng không thể đảm bảo cậu có thể đối phó một mình. Nhỡ đâu có một đống quái vật tới thì sao? Cũng đúng. Nhưng mà đại quân, cậu với cánh tay chân nhỏ bé đó, coi thường ai chứ? Trước khi cậu gia nhập trại tị nạn của tôi cũng từng một mình đi săn quái vật đấy. Được thôi, đại quân, nếu cậu gặp nguy hiểm thì nhớ chạy đến bên tôi. Hiện tại so với trước kia, số lượng quái vật các binh lính đã tăng lên đáng kể. Thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Đúng vậy, bây giờ ngay cả tôi khi ra ngoài săn bắn cũng cảm thấy áp lực. Ông chủ, chúng ta nên tuyển thêm người, đặc biệt là những người có thể chiến đấu. Cậu nói đúng, nhưng thực ra tôi muốn là những người có thể sản xuất trong nơi trú ẩn. Hiện tại khai thác mỏ, mở rộng trồng trọt, chăn nuôi đều cần người. Hôm qua còn thêm một việc làm thuốc. Chúa quân, có tình huống khẩn cấp. Sao vậy? Có phải quái vật đã đến gần? Có vẻ vậy, Tiểu Bạch. Giúp tôi sắp xếp đội hình để tôi ra đón hắn. Cho các cậu thấy tôi cũng có khả năng chiến đấu. Tôi đã hạ một đòn, nói sao? Thật lợi hại. Quái vật nhỏ không đáng sợ. Tôi thấy, ai còn nói tôi không có khả năng chiến đấu nữa. Ông chủ, anh ngạo mạn rồi. Anh mới giết được một con nấm sơ cấp mà đã tự mãn rồi. Cậu im đi. Để tôi tự hào thêm chút nữa được không? Vậy ông chủ, anh đi xử lý hết bọn chúng đi. Chúng là thứ gì? Trời à. Đánh con lớn rồi lại đến con nhỏ. Tiểu Bạch, anh lên trước. Chỗ này giao cho anh. Được rồi, chúa quân. Nhưng quái vật này đối với anh là khó. Nhưng đối với tôi. He he, anh trai. Anh mau xem tôi tìm thấy gì này. Một khối đen xì. Đây là Tiểu Tam. Anh đào được than đá rồi. Ngày thứ 6 toàn dân đến nơi trú ẩn để sinh tồn. Khi tôi vừa săn quái vật xong, trở về nơi trú ẩn, anh em Tiểu Nhất, Tiểu Tam đào được than đá. Tiểu Tam còn có than. Hết rồi anh trai, chỉ có vậy thôi. Tôi mới xuống hầm có 2 giờ mà đã đào được nhiều vậy. Hầm mỏ này sản lượng không tệ. Kệ đi, ông chủ vừa ra ngoài vui chơi rồi. Khi anh ấy quay lại, chúng ta sẽ cho anh ấy xem than này có thể dùng vào việc gì. Một giờ sau, Tiểu Nhất, Tiểu Tam và Tiểu Nhị vội vàng tìm tôi, nói rằng họ phát hiện ra thứ tốt. Các cậu phát hiện ra cái gì? Ông Long, nhìn này, than đá. Cái này, Tiểu Nhất à, cậu biết không, vấn đề đau đầu nhất của nơi trú ẩn hiện nay là năng lượng. Hình như tôi có nghe anh nói qua rồi. Sao thế ông chủ? Nơi trú ẩn của chúng ta không chỉ sử dụng được hộp vàng, một số năng lượng bình thường cũng có thể sử dụng. Phát điện bằng hơi nước, phát điện bằng nước cũng được. Bây giờ có than đá rồi. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tiết kiệm hơn 10 hộp vàng mỗi ngày. Tiểu Nhất, nhiệm vụ khai thác này. Tôi hiểu rồi. Nhớ gọi tôi xuống ăn tối nhé. Sau khi Tiểu Nhất và Tiểu Tam rời đi, tôi nhìn xung quanh một chút, định tìm việc gì đó để làm. Nghĩ kỹ một chút, hình như mình đã một thời gian rồi không mở thùng hàng số lượng lớn. Quyết định thử vận may một chút, nhân tiện xem hôm nay có gì khác trong các thùng hàng không. Tính đến hôm nay, nơi trú ẩn tiêu thụ mỗi ngày là 17 hộp vàng. Anh Bạch ra ngoài săn bắn, một ngày chỉ săn được khoảng 30 hộp vàng. Sau khi lưu trữ một phần cần thiết, tính ra, thực ra một ngày cũng không mở được 10 thùng hàng. Nhưng so với người khác, số lượng của mình đã nhiều lắm rồi. Đến trước đống cát, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, đào các thùng hàng chôn dưới đó lên. Hóa ra mấy ngày nay chỉ tích lũy được hơn 20 thùng hàng. Nhìn vậy cũng không nhiều lắm, nhưng so với người khác, số lượng này phải hơn hết thảy những ngày qua của họ. Nghĩ đến đây, tôi mở kênh chat, dự định trước khi mở thùng hàng nhìn thử tình hình của người chơi khác. Nhìn một hồi rồi ngẩn người ra. Đây đều là những yêu quái gì vậy? Họ mới bắt đầu mở rộng nơi trú ẩn sao? Nói xem họ giải quyết thức ăn thế nào. Với thắc mắc này, tôi tò mò hỏi trên kênh chat. Cần biết rằng, mỗi ngày tôi sống ngoài trời,
Nướng khoai tây làm lương thực chính, ăn thịt nướng ở Cửu Châu, thịt nướng đến mức miệng gần như nhạt nhẽo. Anh hai, chẳng phải hai ngày trước anh không mua đại sứ khách sao? Ghê gớm thật anh hai, không mua đại sứ khách mà vẫn sống. Nên nói anh may mắn hay sao đây? Tôi nói thật anh em. Im lặng, các cậu không nhận ra anh ấy là ai sao? Người ở trên có ý gì thế? Nhìn số hiệu của anh ấy đi, anh ấy chính là người bán gà chồng vài ngày trước. Ôi trời à, cái đại sứ khách mà các cậu nói là gì? Mấy ngày trước có một chuyên gia sinh tồn tổ chức buổi live stream thu phí dạy cách kiếm thức ăn. Có những cách gì? Ăn của xương rồng. Thứ đó dù đáng chút, nhưng để sống thì có gì mà không ăn được. Anh chính giỏi quá. Đây chỉ có người chơi sinh tồn mới nghĩ ra, không thì mấy ai có tư duy như vậy. Dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra. Với tôi thì có vẻ cũng không cần thiết. Vậy tiếp theo đến lượt những cái hộp này. Không biết hôm nay mở được thứ gì tốt không? Xuất hiện đi, kho báu của tôi. Toàn dân đến nơi trú ẩn sinh tồn. Vừa mới đây, tôi đã đến vùng hoang dã, chuẩn bị mở hộp. Xuất hiện đi, kho báu của tôi. Một tia sáng trắng lóe lên. Tất cả vật liệu cơ bản đã được tôi phân loại. Tổng cộng 24 cái hộp. Mở ra được 12 phần vật liệu cơ bản và 3 phần cảm ơn đã đến. Còn lại thì khá phong phú. Trong đó, thứ làm tôi phấn khích nhất là cái xẻng và cái cúc sắt. Tiểu nhất, tôi thật sự nghĩ cho các bạn. Thấy các bạn không đủ dụng cụ, ba người thì luôn có một người không có việc làm. Giờ thì đủ dụng cụ rồi, các bạn có thể đi khai thác khoáng sản rồi. Thật tiếc quá, lần này hơn 20 cái hộp chỉ mở ra được 2 bản thiết kế. Còn lại là 2 túi hạt giống, một cái ba lô, một túi gạo. Nhưng thứ khiến tôi không hiểu nhất lại là một quả sầu riêng. Nhưng những thứ này không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi đã mở ra một con bò sữa. Trở về nơi trú ẩn, tôi thông báo cho thứ 6 để mang tất cả vật liệu về. Nhanh chóng đến phòng làm việc. Thời gian làm lạnh 4 tiếng đã qua. Tôi lại kích hoạt kỹ năng ẩn của mình để hợp nhất những thỏi sắt đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, số vũ khí tôi tạo ra bằng kỹ năng đã lên đến 5 cái. Ngoại trừ 3 cái chất lượng thường, còn lại đều là loại tốt. Thậm chí có một cái là loại tinh anh. Có số vũ khí này, trận tấn công của ma quỷ ngày kia không cần lo thiếu vũ khí nữa. Nhưng đối với những người chơi khác, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Không biết hai bản thiết kế của tôi là gì, hy vọng liên quan đến vũ khí. Nếu vậy thì có thể tận dụng cơ hội để kiếm lời. Bản thiết kế kho cấp 1 có thể lưu trữ nhiều vật liệu, giải quyết vấn đề lưu trữ chiếm diện tích. Bản thiết kế pháo cấp 1 có thể bắn đạn thuốc nổ hoặc đạn rắn. Chết tiệt. Bản thiết kế pháo, đây thật sự là thứ tôi có thể mở ra sao? Mặc dù thứ này chỉ là cấp 1, nhưng tôi có thể nâng cấp hợp nhất. Đạn rắn để công phá công trình, đạn thuốc nổ để thủ thành và tiêu diệt địch. Đây là thứ tốt. Không thể chờ được nữa. Tôi phải nhanh chóng chế tạo một cái để thử. Để tôi xem chế tạo một cái pháo cần những vật liệu gì. Pháo cấp 1 cần 20 đơn vị kim loại, 5 đơn vị gỗ. Xem ra, thực ra chế tạo pháo không cần nhiều vật liệu lắm, chỉ cần một ít kim loại và gỗ là đủ. Xin lưu ý, chế tạo pháo cần phải có tháp đúc. Tháp đúc là gì? Tháp đúc là công trình để chế tạo thiết bị kim loại hoàn chỉnh, bao gồm cả pháo. Cổng chính của nơi trú ẩn được làm từ kim loại. Còn có điều kiện tiên quyết như vậy, tháp đúc này không phải dễ dàng mà có được. Có vẻ trước khi xây dựng pháo thì không thể làm được gì. Tôi đã thử vận may của mình, đăng thông tin mua sắm tháp đúc trên sàn giao dịch. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã có người liên lạc với tôi. Lâu rồi không gặp anh bạn, sao rồi? Tôi có tháp đúc, anh có cần không? Bà bảo 500, anh là người chơi thử nghiệm mà. Sao lần nào cũng gặp anh trên sàn giao dịch? Không còn cách nào khác. Tôi ở đây, sức hút của kết mang đến cho tôi đủ thứ. Đồ kỳ lạ. Dừng lại, đừng nói nữa. Anh mà nói tiếp là tôi đau đầu đấy. Nhanh lên, cho tôi điều kiện, anh định bán tháp đúc thế nào? Mê mơ, đừng lo. Tôi không phải là người lừa đảo, ha ha ha. Mọi người đang sống sót trong nơi trú ẩn. Vừa rồi tôi đã có được bản thiết kế pháo. Chỉ cần có tháp đúc, tôi có thể bắt đầu sản xuất ngay. Bảo 500, anh ra giá đi. Tôi không ra giá cao đâu. Đầu tiên là nguyên liệu cần để làm tháp đúc, 36 đơn vị kim loại cơ khí, 3 đơn vị linh kiện điện tử và 8 đơn vị đất sét. Anh lo phần này, còn lại tôi chỉ thu chút phí làm việc thôi. Không lừa anh đâu. Phí làm việc anh muốn bao nhiêu? Lâu rồi tôi không ăn thịt. Anh có thể kiếm cho tôi ít thịt không? Thật trùng hợp. Người dân xung quanh tôi mỗi ngày đều có hơn 20kg thịt. Anh cần bao nhiêu? Một chút là đủ rồi. Nhiều quá cũng không để được. Thành giao. Anh gửi nguyên liệu qua đây. Tôi sẽ bắt đầu làm ngay. Không lâu sau,
Tôi đã giao nguyên liệu cùng với thịt cho anh ta. Vì xây tháp đúc cần nhiều thời gian, chúng tôi hẹn nhau 3 giờ sau sẽ giao dịch tháp đúc. Thứ 6, lại đây. Có chuyện gì vậy ông chủ? Hiện giờ chúng ta còn bao nhiêu kim loại và gỗ? Gỗ thì còn nhiều hơn, còn khoảng 70 đơn vị. Nhưng kim loại thì không còn nhiều, chỉ còn hơn 30 đơn vị. Chỉ còn ít thế thôi à? Là một khẩu pháo cần 20 đơn vị kim loại cơ khí. Hay là ông chủ, chúng ta quay lại nghề cũ đi. Gì cơ? Bán pháo đấy. Một khẩu pháo bán được 30 đơn vị kim loại cơ khí và 10 đơn vị gỗ. Anh giỏi thật đấy, thứ 6. Hi hi, ông chủ này. Giao dịch pháo ra ngoài không chỉ giúp chúng ta có nguyên liệu cơ bản. Anh nói sao? Chúng ta mỗi khi giúp một người chơi sống sót, tương lai chúng ta sẽ có thêm nhiều đối tác giao dịch. Tất cả họ đều là đồng minh tiềm năng đấy. Nghe có lý quá. Nhưng sao cảm giác giống như bản chất thương nhân giàn áp trỗi dậy vậy? Nói đến đây, ông chủ, đạn pháo anh tính sao? Để tôi nghĩ xem. Dùng đạn pháo đặc để thủ thành không phải là lựa chọn tốt. Không trúng mục tiêu thì chẳng có tác dụng gì. Vì thế cuối cùng vẫn phải dùng đạn nổ. Nhưng thuốc nổ chúng ta lấy từ đâu ra? Ông chủ, tôi có ý này hay lắm. Ồ, thứ 6, không ngờ anh cũng là người thông minh. Nói thử xem nào. Khi mở hòm có thể ra bom, trước đây tôi mở hòm lời chạy đi. Mở ra bom thì dùng nước sập tắt ngay. Thế những quả bom đó đâu rồi? Vẫn ở ngoài kia. Tôi sẽ tháo hết bom ra, lấy thuốc nổ từ chúng. Nhưng những quả bom đó to quá, không phù hợp với cỡ đạn pháo. Thời gian trôi quá nhanh chóng, hơn 3 giờ đã qua. Sau khi tôi thúc giục nhiều lần, cuối cùng tháp đúc đã hoàn thành. Và thứ 6 không làm thất vọng, mang về rất nhiều thuốc nổ để làm đạn nổ. Ông chủ, tôi đã mang hết thuốc nổ về. Tổng cộng là 4 bao. Đủ rồi, đủ rồi. Với chừng này, chúng ta có thể bắn ít nhất chục phát đạn nổ. Giờ chúng ta bắt đầu đúc pháo thôi. Khi máy móc khởi động, lượng lớn kim loại đổ xuống từ máy đúc vào lò rèn bên dưới. Trong quá trình nung chảy, một khẩu pháo mới tinh đã được đúc ra. Vu hu, bay thôi. Có khẩu pháo này, chắc chắn phòng thủ vững vàng. Ngày thứ 7 sinh tồn trong hầm trú ẩn. Sáng sớm, tôi đã gọi mấy người còn đang ngủ dậy, chuẩn bị giao nhiệm vụ hôm nay. Ông chủ, giờ này còn sớm mà. Sao ông lại gọi chúng tôi dậy? Buồn ngủ quá, cho chúng tôi ngủ thêm đi mà. Sao thế này? Hôm nay các cậu không giống phong cách của mình nhỉ? Trước đây mọi người đều dậy sớm để làm việc mà. Hôm qua bọn tôi ba đứa nhậu một bữa khi ở ngoài, chưa tỉnh nữa. Thôi được, các cậu ngủ tiếp đi. Tôi tìm thứ 6 và Tiểu Bạch. Thứ 6, Tiểu Bạch, lại đây. Ông chủ, các ông ra ngoài nói chuyện được không, tốn quá. Được thôi. Ông chủ đúng là khiêm tốn thật. À, xin lỗi, ồn ào lúc người khác đang ngủ là không đúng. Đúng vậy. Vì vậy tôi không phải khiêm tốn, mà là thể hiện đạo đức. Ngài nói nghe đúng thật đấy. Ông chủ nói đi. Ông chủ, có chuyện gì không? Thứ 6, hôm nay không cần giao hàng. Tôi và Bạch Anh Hùng sẽ đi một chuyến. Tôi muốn thử xem, có thể tuyển thêm người hoang dã không? Ý kiến này hay đấy. Giờ chúng ta đang thiếu người. Người càng đông thì khả năng thành công càng cao. Trong dự án ma quỷ ngày mai. Còn nữa, thứ 6, chờ khi mợ và mọi người tỉnh dậy, nhờ nói với họ mở rộng thêm một phòng, dùng làm kho chứa đồ. Phòng trước đó tôi đã dùng để đặt tháp rồi. Giờ có giá rồi, tốt nhất là xây kho hôm nay. Không vấn đề gì. Cuối cùng, ở nhà nhớ nghĩ cách thu mua một ít kim lại để chế tạo pháo và đạn dược. Đạn thì chế tạo toàn bom nổ là được. Không vấn đề gì, còn gì nữa không? Không, cậu làm đi. À đúng rồi, dành thì cho họ đào thêm một phòng nuôi động vật. Gà và bò sữa của cậu giờ vẫn nuôi trong vườn rau. Dù chưa ăn cây, nhưng vẫn sợ chúng ăn mầm cây. Sau 2 tiếng hành trình dài, tôi và Bạch Anh Hùng cuối cùng cũng thấy ngôi làng phía xa. Lần ra ngoài này, chúng tôi còn mang theo bơ lâu mới mở hôm qua, mang trên lưng. Bên trong bơ lâu toàn là rượu cần thiết cho người hoàng dã. Bạn ơi, sao lần này bạn tự mình đến giao dịch thế? Bạn còn mang theo anh Hùng Bạch nữa. Có chuyện gì xảy ra à? Không biết các bạn có để ý một vấn đề không? Có thấy rằng lũ quái vật trong hoàng dã ngày càng mạnh hơn không? Tần suất xuất hiện của những cá thể mạnh cũng tăng lên đáng kể. Nghe bạn nói mình mới nhận ra. Đúng là có cảm giác như vậy. Thợ săn của bộ lạc chúng tôi rất mạnh mẽ. Nhưng gần đây có nhiều thợ săn bị thương. Tất cả đều do lũ quái vật đó. Vì vậy tôi đến đây để mời các bạn tham gia vào hầm trú ẩn của tôi. Tôi có thể cung cấp cho các bạn một nơi trú ẩn tốt hơn. Nhưng bạn ơi, chúng tôi chưa biết rõ về các bạn. Người hoang dã chúng tôi đều có tín ngưỡng. Nơi trú ẩn của bạn hiện tại chưa được chúng tôi công nhận. Nhưng sao? Tôi có thể thông báo chuyện này trong bộ tộc của chúng tôi cho các chiến binh có ý muốn tham gia nơi trú ẩn của bạn, để họ tự mình nhìn thấy các bạn, rồi mang câu chuyện của các bạn trở lại. Anh bạn, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Mấy chai rượu này tôi tặng cho các bạn.
tặng cho những chiến binh dám đương đầu với nguy hiểm, coi như là quà tri ân. Bạn này, còn nhớ lần trước khi anh tới đây, tôi đã nói gì với anh không? Anh bạn, anh thật quá lịch sự rồi. Vì việc mời các bạn tham gia vào nơi trú ẩn của tôi đã xong rồi. Vậy tiếp theo, hãy để chúng ta bàn về một vấn đề khác. Ngày thứ bảy ở nơi trú ẩn, cả buổi sáng, tôi đều bận họp với người hoàng dã. Buổi chiều mới khởi hành về nơi trú ẩn. Đáng chú ý là, khi tới chỉ có tôi và Bạch Anh Hùng. Khi về thì có 5 người. Bạn này, 3 người đồng bào này, từ nay giao cho các bạn. Người hoàng dã chúng tôi thích vẽ tín ngưỡng của mình lên quần áo. Và tín ngưỡng cũng chính là họ của chúng tôi. Thật vậy sao? Nói như vậy, còn tín ngưỡng của anh, trùng hợp thật. Tôi là người vô thần. Mọi người giới thiệu với nhau. Ông chủ, tôi là Lão Bảy, Hào Nguyệt, tôi là Lão Tứ. Chú ngữ, tôi là Lão Đại, Kiêu Dương. Lão Bảy, Lão Tứ, Lão Đại, người nhà các anh đâu? Nhà họ có 9 anh em, tất cả đều muốn vào nơi trú ẩn của anh. Nhưng tôi không đồng ý, nên rút thăm chọn ra 3 người này. Để họ làm người tiên phong cũng tốt. Nơi trú ẩn của tôi mới bắt đầu phát triển. Nếu dân số tăng nhanh quá, cũng sẽ gặp vấn đề. Mọi người, chào mừng các bạn đến nơi trú ẩn. Tạm biệt bộ tộc hoàng dã. 5 người chúng tôi, khi gần đến nơi trú ẩn, đã khoảng 2 giờ chiều. Đúng vào ngày thứ 6, để khai thác tài nguyên đã chôn trước đó, vào trong hầm trú ẩn. Châu Nguyệt, các người đi giúp một tay, mang đồ đạc về đây. Đợi lát nữa khi đến hầm trú ẩn, ta sẽ giới thiệu nhiệm vụ cho các người. Được rồi, sếp. Chẳng mấy chốc, với sự nỗ lực của 6 người, tài nguyên đã giấu, nhanh chóng được vận chuyển vào trong hầm trú ẩn. Thứ 6, cái tháp đổ bê tông đâu rồi? Là như thế này, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ và cảm thấy rằng căn phòng này làm kho chứa thì hợp lý hơn, vì lối ra của mỏ thẳng tới căn phòng này. Việc lưu trữ tài nguyên khoáng sản sẽ tiện lợi hơn nhiều. Còn tháp đổ bê tông thì chúng tôi đã chuyển xuống dưới để liên thông giữa hai căn phòng. Chúng tôi còn đặc biệt xây dựng hành lang trên không này. Có thể đấy, thứ 6, ý kiến này không tồi. Và buổi sáng cậu ra ngoài, nói là muốn tuyển mộ đồng đội mới. Tôi đã suy nghĩ kỹ, anh em mới đến, buổi tối không thể không có chỗ ngủ. Vì vậy chúng tôi đã biến căn phòng dự định nuôi động vật thành phòng ngủ. Đúng rồi, ba anh em, để chào mừng các bạn gia nhập, tối nay muốn ăn tiệc lớn không? Muốn, muốn. Vậy được rồi, tôi sẽ chuẩn bị trước. Tối nay ba bạn cứ thoải mái mà ăn. Sau khi thứ 6 rời đi, tôi dẫn theo ba anh em Trào Dương đi quanh hầm trú ẩn. Ba bạn, hiện tại điều kiện chưa cho phép, nên tạm thời các bạn sẽ phải ở trong phòng ngủ. Tôi và ba anh em tiểu nhất, cùng thứ 6 và tiểu bạch ở tầng trên. Buổi tối có việc gì cứ lên tìm chúng tôi. Tiếp theo là giới thiệu công việc. Hiện tại chúng tôi cần một người chuyên phụ trách trồng trọt và chăn nuôi động vật. Một người thì chuyên về đào và xây dựng hầm trú ẩn. Nếu ai biết rèn sắt hoặc chế tạo vũ khí thì càng tốt. Sếp, tôi biết rèn sắt. Tôi có thể chứng minh vũ khí của 9 anh em chúng tôi đều do anh ấy cung cấp. Được rồi, vậy các bạn định phân công thế nào? Tôi sẽ đi đào phòng. Tôi chỉ là người thô thiển, không biết làm gì cả. Này, sếp, đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Anh ấy là tay săn giỏi nhất trong 9 người chúng tôi. Được rồi, nghe các bạn nói vậy tôi yên tâm rồi. Ngày thứ 7 của cuộc sống sinh tồn tại hầm trú ẩn. Buổi chiều cùng ngày tôi đón ba anh em Trào Dương về và giao cho họ một nhiệm vụ xây dựng mới. Ngay tại đây, tôi dự định xây một căn phòng lớn để làm kho vũ khí. Vì vậy, tôi đã đặc biệt nhờ ba anh em tiểu nhất một cái công cụ. Như vậy, ba người có thể nghỉ ngơi luân phiên. Ba bạn, nhờ các bạn giúp đỡ trước nhé. Ngày mai công việc xây dựng sẽ đếm ngược. Trước đó, chúng tôi cần nhiều vũ khí. Pháo này to lắm. Hơn nữa có thuốc nổ nữa. Để bừa ở đâu cũng không an toàn, nên chúng ta phải làm một kho vũ khí. Trước đó tôi cũng sơ suất để thuốc nổ ngay cạnh tháp đổ bê tông. Sếp, tôi thấy vậy hợp lý mà. Đúng, đúng, rất hợp lý. Thôi, không nói nữa, các bạn cứ đào đi. Tôi phải đi mua một ít kim loại. Hầm trú ẩn của chúng ta thiếu kim loại trầm trọng. Nói đúng hơn, quản lý hầm trú ẩn nào cũng cần rất nhiều kim loại. Làm gì cũng cần kim loại mà. Tìm chỗ không có người, tôi lấy ra thiết bị đầu cuối và tìm đến giao diện mua sắm, định đưa pháo lên sàn. Nhưng đột nhiên do dự một chút, rồi mở kênh trò chuyện lên. Hay là tôi làm thế này. Đầu ra pháo và giao dịch kim loại, ai giá cao sẽ được tặng kèm 5 của đạn nổ và 5 của đạn rắn. Ồ, sao mà hên vậy? Pháo này cũng có thể ra được hả? Giờ tôi ra ngoài đánh nhau vẫn chỉ cầm cái cúc sắt. Cậu đã vào thời kỳ vũ khí nóng rồi. Không công bằng tí nào. Trần Lâu bán công nô 18 tuổi đổi lấy đồ xa xỉ kìa. Đây là người từ mẹo đến. Có bán cả nam nữ.
Thật là vô nhân đạo. Người bán pháo, người bán nô lệ. Sao khoảng cách giữa người với người lớn thế? Anh đừng nói nữa. Nhanh lên, anh không ra giá thì tôi ra. Thuận tử tôi ra 10 phần kim loại định. Quên nói rồi. Giá khởi điểm là 30 đơn vị kim loại chuẩn định. Tạm biệt, theo giá sàn của tôi. Kênh trò chuyện lập tức im lặng. Một lúc sau, một tin nhắn phá vỡ sự im lặng của kênh trò chuyện. Có người chịu theo. Cậu nhóc này thật may mắn. Nói bao nhiêu thì cậu thật sự ra bao nhiêu. Theo tôi thấy pháo này chế tạo không tới 10 phần kim loại. Không mua nổi thì đừng làm trò cười. Giá chốt 40. Bán thì giao dịch ngay. 60 đơn vị kim loại định. Cậu cố tình nâng giá phải không? Được, xem cậu có khả năng lấy ra nhiều kim loại thế không. Còn ai muốn ra giá không? Không có thì pháo là của cậu này. Khi kênh trò chuyện hoàn toàn im lặng, tôi cũng giao pháo cho cậu ta. Ha 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 anh em, hóa ra cậu muốn tôi đổ tháp là để bán pháo. 500 ở đâu cũng có cậu. Sao vậy đại ca? Cậu không nhận ra tài khoản phụ của tôi à? Tôi vừa đưa cậu nhiều kim loại thế. Cậu hung dữ vậy tôi buồn quá. Ha ha ha, vừa rồi thật sự là cậu. Không phải là tôi vừa mới đầu ra pháo à? Bọn tôi cũng thô lắm. Nói thật tôi mở cho cậu một mối làm ăn. Sau này không chia phần cho tôi. Biến đi, biến sang một bên. Làm tôi suy sụp lắm anh ạ, ha ha ha. Mọi người đến hầm trú ẩn sống sót ngày thứ 7. Sau 2 giờ đàm phán dài dằng dặc, tôi đã bán được 7 khẩu pháo. Do trụ tháp, chế tạo một khẩu pháo mất hơn 1 giờ. Vì vậy tạm thời không thể cung cấp kịp. Nếu không có vấn đề gì lớn, rạng sáng có thể giao hết. Người mua ít, chủ yếu vì không nhiều người có thể lấy ra 30 đơn vị kim loại một lần. Và pháo bán với giá khởi điểm, không có tặng kèm đạn. 2 đơn vị kim loại cho một đạn rắn, 5 đơn vị kim loại cho một đạn nổ. Ông chủ, lòng dạ ông đen tối quá. Không có cách nào khác, pháo của tôi không phải là một lần mua bán. Giờ tôi đang nắm giữ thị trường pháo độc quyền. Đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì không? Vừa nãy sao? Cậu nhớ chuyện sao nói hôm trước không? À, cậu nói chuyện đó à? Để kỷ niệm việc các cậu gia nhập, tối nay muốn ăn tiệc không? Tôi chịu. Tôi muốn. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đến ngay. Tôi muốn xem anh chuẩn bị món gì ngon. Nhanh chóng. Tôi đã đến ngoài trời. Lúc này ngoài sao ra, những người khác đã đến đủ. Tiểu Bạch, sao đâu rồi? Sao còn có đồ cần mang tới? Chắc đang trên đường. Không lâu sau, sao ôm một chiếc hộp đi tới. Sao, cậu chuẩn bị những gì vậy? Đã 2-3 hộp rồi. Đây đều là nguyên liệu. Ông chủ, hôm qua chúng tôi đã thu hoạch một đợt lớn. Ồ, rau trong vườn đã chín. Tất nhiên, trong hộp này là tất cả thực phẩm thu hoạch hôm nay. Vậy cậu định nấu món gì? Tất nhiên là nấu lẩu lớn. Cái nồi to thế này, nấu được bao nhiêu thứ vậy? Sao? Đừng nói với tôi, tất cả nguyên liệu đều ở đây. Đúng vậy. Nguyên liệu cao cấp nhất thường được nấu theo cách đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần bỏ vào nồi thêm một củ cà tím, một cây nấm. Còn các nguyên liệu khác, chỉ cần theo sở thích của mỗi người đặt tất cả vào nồi lớn là được. Đậu đũa, đậu nành, bí đỏ, củ sen, bắp cải, cải thìa, ngò gai, khoai lang, ớt, củ cải trắng, cà rốt, cải thảo, bắp cải tròn, khoai tây lớn, thịt heo. Ôi trời ơi, từ nơi trú ẩn này ra toàn là gì thế này? Đợi một chút. Nấm xanh, nấm đỏ, nấm tím, nấm xanh lá. Bạn, mấy cái này không ăn được, bạn không biết à? Đừng quan tâm quá nhiều chi tiết, ông chủ. Chẳng phải tôi đã lấy hết mọi thứ từ vườn rau sao? Đã mang hết về rồi, giờ tôi đã thu hoạch sạch sẽ rồi. Chết tiệt, tôi không thể tin nổi. Máy tính, ra đây một chút. Có việc gì cần báo cáo, không có việc thì lôi. Máy tính, mấy cái nấm này có hữu ích không? Nếu không có ích thì tôi vứt hết. Nấm đỏ có thể dùng làm thuốc cầm máu. Nấm xanh cung cấp một ít năng lượng. Nấm tím có thể làm thành chất độc. Cách sử dụng cụ thể tùy bạn. Còn nấm xanh là ăn vào thấy người nhỏ bé, nhưng không có gì nghiêm trọng. Thứ 6, chúng ta có bao nhiêu nấm xanh lá? Chắc khoảng 5-6 cái. Thật ra không nhiều. Sao vậy? Ông chủ muốn thử một chút à? Đừng nghĩ tôi như vậy chứ. Chúng ta có thể làm thành sản phẩm rồi bán cho người khác. Thôi không nói nhiều nữa mọi người. Tôi thấy lửa cũng ổn rồi, có thể bắt đầu ăn được rồi. Ngày thứ 8 trong nơi trú ẩn sinh tồn của tất cả mọi người. Cuộc khủng hoảng công trình quái vật sắp đến. Mấy người vừa mới ngủ lúc rạng sáng bị đánh thức bởi tiếng báo động chói tai. Tôi mở máy tính, một dãy đếm ngược hiện rõ trên màn hình. Giữa đêm khuya còn làm ồn cái gì? Có thể bật chế độ không làm phiền không? Còn 12 giờ nữa cơ mà.
Đủ để ngủ dậy rồi tính sau. Đúng vậy. Nhà vua còn không vội, hải giám vội gì. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy rất sớm, tìm đến cái máy tính chết tiệt đó. Máy tính ơi, máy tính, sợ muốn di chuyển bạn rồi. Nhưng lười quá, để xem để đâu cho hợp lý. Hay là tôi tạm để bạn vào kho vũ khí nhé. Sau một đêm làm việc, ba anh em Giang Dương đã xây dựng xong kho vũ khí. Còn anh em tiểu nhất đã làm việc suốt cả đêm để rèn pháo. Hiện tại ngoài bảy khẩu pháo đã bán ra, trong kho vẫn còn 4 khẩu. Tiểu nhất, các cậu vất vả rồi. Các cậu làm việc cả đêm thì mau đi ngủ một lát đi. Khi nào gần hết thời gian đếm ngược tôi sẽ gọi dậy. Vất vả thì không vất vả, chỉ cần ông chủ cân nhắc, xây dựng thêm một số phòng giải trí là được. Ồ, ý kiến này hay đó. Sau khi dự án quái vật này kết thúc, tôi sẽ xem có thể mua một số máy chơi game hay không. Hoặc tôi sẽ bảo Hạo Nguyệt đúc vai của tạ, xây cho các cậu một phòng game. Nhưng nói thật, tôi muốn có một phòng kê Jinky hơn. Ông chủ, với cái giọng vịt đực của ông, hay là thôi đi. Đi đi, ra ngoài kia cho tôi. Nếu muốn ngủ thì ngủ nhanh lên, không ngủ thì ra đào trang trại cho tôi. Trang trại, đúng rồi. Ông chủ, khi tôi dậy, nhớ pha cho tôi ly sữa nóng. Nhìn cậu kìa, chiều quá hóa hư. Giữ vững công trình trước đã. Viện tiểu nhất đi xong, tôi chỉ huy Giang Dương, thứ sáu và mọi người mang hết pháo ra ngoài khu tránh nạn, chuẩn bị dựng phòng tuyến. Ông chủ, hãy chọn 3 khẩu pháo rồi ghép lại đi. Sao vậy? Chúng ta hiện có 4 khẩu pháo, để đối phó với dự án quái vật thì đủ rồi. Thay vì để nhiều pháo bắn phí đạn dược, chi bằng ghép lại, ngược lại có thể làm tăng sức mạnh của một khẩu pháo. Ừ, cũng không phải là không thể. Nói rồi tôi dùng khả năng ẩn giấu của mình. Khi luồng sáng trắng lóe lên, 4 khẩu pháo ban đầu, trước mắt chỉ còn lại 2. Sau khi hợp thành, thay đổi nhiều quá. Đây là cái gì? Đây là pháo cối à? Xong rồi, chúng ta không nên hợp thành. Ông chủ, chuyện lớn rồi. Sao thế, thứ 6, cỡ nòng của pháo không đúng. Không khớp nữa rồi, trời ơi. Thứ 6, nhanh lên. Nhanh tổ chức bọn Giang Dương đi rèn đạn. Giờ còn hơn 2 tiếng nữa, chắc vẫn kịp. Trở lại xưởng đúc, tôi lập tức khởi động tháp đúc. Đúc đạn phù hợp với pháo hơi. Do thời gian gấp rút, đạn nổ chắc chắn không kịp. Với lại với lượng thuốc nổ của khu tránh nạn, đạn nổ cũng không làm được mấy viên. Thứ 6 à, chúng ta không tiết kiệm được bao nhiêu thuốc nổ cả. Thôi bỏ đi, không bận tâm nữa. Dự án nấm này tôi thấy cũng không mạnh lắm. Dù sao thì sức mạnh của chúng ta cũng không phải ít. Sa mạc, cả thế giới chắc cũng không có nhiều đâu. Dậy đi, anh em. Giờ cuối cùng rồi, mang theo vũ khí của các cậu, chuẩn bị cùng tôi ra ngoài đón dự án quái vật. Được thôi ông chủ, nhưng phải nói trước, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bắn pháo thôi. Ngày thứ 8 toàn dân đến khu trú ẩn sinh tồn. Đếm ngược dự án quái vật còn 1 giờ. Ngay khi đếm ngược bắt đầu, quy tắc mới xuất hiện. Quy tắc 1, trận chiến bảo vệ khu trú ẩn sắp bắt đầu. Mọi người có thể chủ động từ bỏ lợi thế địa lý của khu trú ẩn và hợp tác với người chơi khác, cùng nhau dịch chuyển đến vùng hoang dã để xây dựng phòng thủ, bảo vệ trước cuộc tấn công của quái vật. Quy tắc 2, mọi người chơi có thể ở lại khu trú ẩn, đợi người chơi khác đến cứu viện. Nếu một người chơi bảo vệ thành công, bạn có thể trả vật liệu, mời người khác đến tham gia chiến đấu. Quy tắc 3, người bảo vệ thành công công trình, khu trú ẩn sẽ mở khóa quyền nâng cấp cấp 2. Thông báo kết thúc. Ông chủ, cái phòng thủ chung này là sao? Theo tôi thấy, đây chắc là do sức mạnh tạo ra thế giới này, không muốn chúng ta chết quá nhiều, nên mới đặt ra quy tắc này. Nhưng với chúng ta thì không có tác dụng nhiều. Dù sao với sức mạnh của chúng ta thì không cần thiết. Do có đủ thời gian, sau khi đã đúc đủ đạn pháo, tôi lại đúc thêm một khẩu pháo mới. Lúc này, trên trận địa phòng thủ của tôi, ba anh em tiểu nhất chuyên trách sử dụng pháo, còn ba anh em Giang Dương và Bạch Anh Hùng thì chịu trách nhiệm đối phó với quái vật. Còn tôi và thứ 6 thì chịu trách nhiệm chỉ huy chiến đấu. Thú vị thật. Khu trú ẩn còn có thể nâng cấp à? Không biết khu trú ẩn cấp 2 sẽ có những gì. Thoát cái, một giờ đã trôi qua. Nhìn quanh một vòng, cũng chỉ có vài cơn gió mạnh thổi qua. Tiểu nhất chú ý, có quái vật đến từ phía trước. Tiểu Bạch, báo cáo sức mạnh của quái vật. Là những con thê ma nhỏ, quái vật cấp thấp nhất, chỉ là bia đỡ đạn thôi, không cần lãng phí đạn pháo. Tiểu nhị bắn chúng đi, không vấn đề gì. Cậu cứ đứng bên cạnh xem đi. À, có chút lúng túng rồi. Bắn trượt rồi. Không sao, làm lại. Chúng ta ở đây ai cũng lần đầu dùng pháo, chắc chắn sẽ có lần trượt tay. Đừng lo lắng, chúng ta còn nhiều đạn lắm. Nói xong tiểu nhị điều chỉnh lại vị trí pháo, lại châm mòi nổ. Lần này đạn pháo bay ra rất nhanh, đúng giữa đám thây ma. Tiểu nhị làm tốt lắm.
Tối nay sẽ thưởng cho cậu cái đùi gà. Cái gì? Ông chủ cuối cùng cũng chịu nấu hai con gà đó. Anh thứ sáu, sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Tránh ra đi. Tôi không động vào gà của anh đâu, yên tâm đi. Tiểu nhị, hay tôi tặng cậu một chai rượu thay vì cái đùi gà nhé. Cũng được, không kém gì đùi gà. Ông chủ, tôi muốn thử rượu cà tím. Đây là sự kết hợp kỳ lạ gì vậy? Nhưng tôi đồng ý. Đợt quái vật đầu tiên đã kết thúc. Mất 2 phút 08 giây. Đứng đầu bảng xếp hạng. Đợt quái vật tiếp theo sắp đến. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, chuyện gì vậy? Dự án quái vật cũng chia thành nhiều đợt sao? Cũng tốt, như vậy chúng ta có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Khi nào đợt quái vật tiếp theo đến? Dự kiến trong 5 phút nữa. Còn 5 phút nữa. Không vấn đề gì. Tiểu nhất, các cậu đi lấy thêm đạn dược đi. Thứ sáu, cậu đi lấy nước lên để làm mát. Lát nữa chắc chắn là một trận đánh lớn. Ngày thứ 8 toàn dân đến khu trú ẩn sinh tồn. 5 phút trôi qua rất nhanh. Đợt quái vật thứ 2 sắp tấn công. Ông chủ, pháo này mạnh quá. Những hộp vàng từ thây ma bị phá hủy. Không biết bay đi đâu hết rồi. Cuối cùng chỉ tìm lại được 4 cái. Không sao. Tìm lại được cái nào hay cái đó. Chúng ta bây giờ chưa thể đảm bảo sẽ không gặp những kẻ thù mà pháo không xử lý được, nên cần phải giữ sức. Phong trường hợp khẩn cấp. Chú ý, tiểu nhị và tiểu tam, lại có quái vật đến. Lần này hai cậu cùng bắn pháo. Lần này có nhiều quái vật hơn. Không vấn đề gì. Tiểu nhị và tiểu tam điều chỉnh lại vị trí pháo. Nhanh chóng châm ngòi. Một phát pháo nổ. Quái vật lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Làm tốt lắm. Dự án quái vật này thật dễ dàng. Tiểu nhị và tiểu tam lo lắng còn quái vật sống sót. Tiểu bạch, kiểm tra tình hình xem nào. Quái vật gì sống sót vậy? Là ma sói cấp lính. Chủ yếu dựa vào tốc độ để tấn công. Tôi nghĩ là nó đã né được đạn pháo vừa rồi. Và không bị thương. Gặp quái vật khó nhằn thật. Tiểu nhị, tiếp tục bắn pháo. Dạ, ông chủ. Không được rồi, ông chủ, không bắn chúng nó. Tiểu nhất, bắn pháo. Tuân lệnh, ông chủ. Theo lệnh. Pháo lớn được châm ngòi. Điều không ngờ là đạn pháo lại vỡ ra giữa không trung, tạo thành cơn bão kim loại. Bão kim loại? Chuyện gì vậy? Có phải đạn rắn không chịu nổi sức bắn nên vỡ ra không? Quá mạnh rồi. Ông chủ, pháo này hợp thành giá trị. Tôi cũng thấy vậy. Còn dùng tốt hơn pháo thường nhiều. Rất nhanh trong lúc nói chuyện. Thời gian giữa đợt thứ 2 và thứ 3 trôi qua nhanh chóng, nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Sao vẫn chưa thấy quái vật tới? Theo thời gian, đáng lẽ đã đến từ lâu. Không biết nữa. Hay là quái vật đến trễ? Không đúng, tôi tự nhiên có cảm giác. Cảm giác gì? Có phải tôi săn quá nhiều, xử lý sạch quái vật xung quanh, nên không còn quái vật nào đến tấn công? Trời à, không thể tin nổi. Chúng ta không phải đã phòng thủ thành công rồi sao? Tôi không nghĩ vậy. Tình huống có thể là đợt quái vật thứ 3 khó hơn. Kêu gọi quái vật mạnh hơn. Không đến mức đó chứ. Chúng ta không bị lừa chứ. Ông chủ, có cảm thấy mặt đất đang rung không? Có chút chút. Có phải là... Ông chủ, nhìn xa kìa. Đó là gì? Là ngọn núi sao? Sao nó lại tiến về phía chúng ta? Không ổn rồi, là ma vật cấp khổng lồ. Có vẻ như khu trú ẩn của chúng ta quá mạnh. Ý thức của thế giới này đã cố tình thay đổi quy tắc, đưa đến sức mạnh đủ để hủy diệt chúng ta. Tiểu nhất, tiểu nhị, hai người mau bắn pháo, dùng đạn rắn để chặn tượng đá khổng lồ. Đáng ghét, đối phó với thứ này, đạn nổ không có tác dụng. Phải dùng đạn rắn để phá hủy khớp nối của nó, mới có thể làm nó dừng lại. Khi đạn pháo bắn ra, đánh trúng tượng đá, bùn đất bay lên tung tóe. Sau khi gần hết đạn rắn dự trữ, tượng đá mới chịu ngã xuống. Ngày thứ 8 toàn dân đến khu trú ẩn sinh tồn. Vừa rồi, chúng ta đã đánh bại ma vật cấp 5. Tượng đá khổng lồ đã giữ vững phòng thủ đợt 3. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ. Quyền năng cấp khu trú ẩn cấp 2 đã mở khóa. Tổng thời gian mất 7 phút 23 giây. Xếp hạng nhất bảng. Có thể nhận lời mời tham gia trận phòng thủ của người khác. Ông chủ, chúng ta có đi không? Giúp người khác dĩ nhiên phải đi. Không có người chơi thì mất khách. Sau này bán hàng thiếu khách là không được. Tiểu Bạch, có chỉ thị gì không, chủ quân? Đây là gì vậy? Đập kim hà dưới tượng đá. Tuy nhiên kích thước và cấp bậc không liên quan. Nó vẫn chỉ là kim hà cấp vô thường. Thật kỳ quái. Tiểu Bạch, trước tiên hãy bỏ nó vào khu trú ẩn. Sau đó cậu và thứ sáu mỗi người dẫn một đội đi giúp người khác phòng thủ. Không vấn đề gì, chủ quân, tôi sẽ dẫn đội tiểu nhất. Xét về sức mạnh cá nhân, tôi vẫn mạnh hơn thứ sáu một chút. Thực sự tốt hơn.
Nhưng nhớ, nếu không thắng được thì rút ngay. Nghe rõ chưa? Giọt ông chủ. Sau khi tiễn tất cả đi, tôi trở về khu trú ẩn. Nhìn tháp đúc đang hoạt động, tôi bỗng có ý tưởng. Có cơ hội này, sao không làm giàu nhỉ? Đại pháo chắc chắn không thể bán, nhưng pháo thường dùng phòng thủ trước đây thì không thành vấn đề. Bán pháo giá 100 đơn vị vật liệu, trong đó không ít hơn 20 đơn vị kim loại. Bán bom giá 10 đơn vị vật liệu, kim loại không ít hơn 2 đơn vị. Sau khi giao bán pháo và bom còn lại, tôi tìm đến máy chủ, muốn tìm hiểu về khu trú ẩn cấp 2. Máy chủ, làm sao để nâng cấp khu trú ẩn cấp 2? Chỗ trú ẩn cấp 2 cần những vật liệu cơ bản sau, đồng thời còn cần một của 5 cánh và hộp vàng. Ngoài ra còn cần đạt được các yêu cầu sau. Mèo mốc, còn có cả yêu cầu về dân số nữa. Để tôi tính thử, một người là Tiểu Bạch, Ngô Khang 2 người. Ba anh em Tiểu Nhất, Tiểu Tam 6 người, vẫn thiếu đúng một người. Các yêu cầu khác thì không có vấn đề gì. Từ số lượng phòng đến số lượng săn bắn đều đạt tiêu chuẩn. Do công trình ma vật, dù lần này tôi bán pháo với giá cao hơn nhiều, vẫn nhanh chóng bán hết. Tôi nhìn những thùng hàng được giao đến, rất nhanh liền có kế hoạch. Vì lần này có nhiều vật liệu như vậy, chi bằng hãy xem xét điều kiện nâng cấp nơi trú ẩn trước. Máy tính, tất cả tài nguyên này bạn lấy hết để nâng cấp đi. Tiếp theo là vấn đề dân số. So với người khác, tôi có nguồn dân số cố định. Lợi thế này không hề nhỏ. Ông chủ, chúng tôi đã trở lại. Ồ, nhanh thế. Nơi trú ẩn tôi đến, thực lực cũng tạm được, nhưng không qua nổi đợt thứ 3, nên đã giúp một tay. Bây giờ tôi mang tài nguyên về rồi, chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo. Nói xong thứ 6, thao tác vài cái trên máy tính, rồi được di chuyển vào. Hy vọng thứ 6 mang về được nhiều tài nguyên. Tôi tin so với tính mạng của mình, bỏ ra chút tài nguyên này đối với họ không là gì cả. Máy tính, còn thiếu bao nhiêu tài nguyên để nâng cấp nơi trú ẩn cấp 2? Xem ra, thật ra cũng không thiếu nhiều, chỉ thiếu chút kim loại và nhựa thôi. So với mọi người, gỗ và đá thì không thiếu. Không biết khi mở rộng mỏ sâu hơn, có tìm được tài nguyên kim loại không? Ngày thứ 8 trong nơi trú ẩn sinh tồn toàn dân, vừa mới đây, thứ 6 lại nhận được lời mời, được dịch chuyển đến nơi trú ẩn khác, chuẩn bị tham gia chiến đấu bảo vệ thành. Nhưng điều không ngờ là, ngay sau khi thứ 6 vừa rời đi, lại quay về nơi trú ẩn, và còn dẫn theo 2 người. Thứ 6, 2 người này là... Đây là quản lý, nơi trú ẩn tôi vừa đến. Và đây là đầu bếp của họ. Sao bạn ra ngoài, lại dụ được đầu bếp nhà người ta về? Không phải bạn không nên quan tâm chỗ này chứ? Bạn nên quan tâm đến tôi chứ? Tôi là quản lý nơi trú ẩn đó mà. Vậy nên anh bạn, bạn đã gia nhập nơi trú ẩn của tôi rồi. Đừng nói nữa, quái vật này quá mạnh rồi. Quay lại vài phút trước, anh bạn, nơi trú ẩn của bạn nói thật, có phần nghèo nàn. Sao vậy? Đừng nói với tôi là bạn không giữ được. Tôi đã hứa, bạn có thể lấy hết tài nguyên nơi trú ẩn của tôi. Tổng cộng 13 loại tài liệu cơ bản và một cái hộp. Đúng, đúng rồi. Trời nắng gắt, mặt trăng sáng, mưa rào, thu dọn về nhà. Giá của nhà này không hợp lý. Này, đừng mà, bạn có thể không coi trọng vết bớt này của tôi, nhưng bạn phải coi trọng con người tôi chứ. Rồi tôi đã dụ được anh ta về rồi, ha ha ha. Thật tài giỏi. Vậy anh bạn, tôi nên gọi bạn là gì? Gọi tôi là ngựa nhỏ mắt độc là được. Ngựa nhỏ mắt độc, chào mừng gia nhập nơi trú ẩn của tôi. Tôi tên là Biết Biết, gọi là đội tắm rửa đi. Nơi sa mạc này, không có nhiều người không biết đến bạn. Ồ, tôi nổi tiếng thế sao? Đúng, bạn nổi tiếng là kẻ buôn lậu, là một tên giàu nứt đấu đổ vách. Rất nhanh 2 tiếng đã trôi qua, ngoại trừ đầu bếp mới đến, ngựa nhỏ mắt độc cũng gia nhập đội của thứ 6, cùng đi thu thập vật tư, giúp người khác bảo vệ công trình. Cuối cùng, trận chiến công trình này cũng đã kết thúc. Cảm ơn thứ 6, hôm nay các bạn nghỉ ngơi đi. Ông chủ, vậy ông làm gì? Chỗ kim loại cuối cùng thiếu cũng đã được các bạn mang về. Tôi sẽ đi nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 2. Không lâu sau, tôi đã chuyển lô vật tư cuối cùng đến. Điều kiện nâng cấp nơi trú ẩn đã hoàn thành. Thông báo hoàn tất nâng cấp nơi trú ẩn. Các quyền hạn sau đã được mở khóa. 1. Mở đội hộp vật tư cấp 2 cho lính và sông vàng. 2. Mở khóa đầu giá bản vẽ nơi trú ẩn, cho phép người chơi giao dịch bản vẽ. 3. Bản vẽ mang gương cơ bản của nơi trú ẩn đã phát hành. Bản vẽ mang gương cơ bản, đây chẳng phải là phòng nơi trú ẩn sao? Đúng vậy, xem ra những căn nhà đất này cuối cùng cũng có thể trang trí rồi. Xin chú ý, chiến tranh phòng thủ công trình quái vật, phần thưởng hạng nhất đã được phát ra. Cái gì vậy? Máy chủ, tôi nhận được phần thưởng gì? Một lần rút thẻ. Rút thẻ, cái này tôi quen rồi.
Nhanh, nhanh, tôi muốn rút thẻ. Chúc mừng bạn đã nhận được bản vẽ thần thoại. Thế giới mới, ha 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 ha. Toàn dân đến nơi trú ẩn sinh tồn. Công trình quái vật buổi chiều hôm đó, tôi đã nhận được bản vẽ vàng thế giới mới. Bản vẽ thần thoại màu vàng. Đây là bản vẽ phố 8, tức là bản vẽ phố cao nhất. Không ngờ rằng rút thăm lại có thể rút được thứ tốt thế này. Bạn biết không, cái bộ phát âm thực tế ảo của tôi cũng chỉ là vật phẩm cấp thánh đỏ, có ở phố 5. Bản vẽ thế giới mới là vật phẩm dùng một lần, có thể tạo ra một cánh cổng dịch chuyển, mở ra một thế giới nhỏ riêng của bạn. Tôi đã xem bản vẽ, nguyên liệu yêu cầu lại rất phổ biến. Thật kỳ lạ. Theo yêu cầu nguyên liệu của nó, mức cơ bản nhất thậm chí chỉ cần đá là có thể xây dựng. Không lâu sau, tôi đã để thứ 6 vận chuyển đến rất nhiều đá, chỉ trong một chốc, cổng dịch chuyển đã được tôi xây dựng. Thế giới mới mặc dù là bản vẽ dùng một lần, nhưng nó lại có khả năng phát triển. Hiện tại tôi chỉ mới tạo ra thế giới mới ở mức tốt. Sau này thêm nguyên liệu và nâng cấp cổng dịch chuyển, cuối cùng có thể nâng lên thần thoại. Nói vậy xong, bản vẽ trong tay tôi biến thành một luồng sáng trắng, bay lơ lửng trên trời, rồi hòa vào cổng đá. Cổng đá lập tức phát sáng. Ông chủ, lại bày trò gì đây? Dừng lại, sao lại nói bày trò? Mau xem cổng dịch chuyển tôi vừa tạo ra. Muốn đi xem thử thế giới mới không? Xem nó trông thế nào? Đi thôi, cùng đi. Chủ quân, đừng quên tôi. Ui chà, có chuyện vui không gọi tôi. Ông chủ nhỏ lại đi đâu rồi? Thật không yên tâm. Đừng lại đi đâu ngồi đó nữa nhé. Một luồng sáng trắng lướt qua mắt mọi người. Một cánh cổng đá nào đó bất ngờ sáng lên. Theo sau đó là những người vừa bước vào cổng dịch chuyển. Tiểu Bạch, cậu chắn tôi rồi, nhường một chút để tôi xem. Nhìn xa xa, đây là một hòn đảo nhỏ nằm trên biển lớn. Xa xa còn có những vách đá hiểm trở, chắc là một lục địa nào đó. Phía sau cổng thế giới mới lại là một hòn đảo. Thứ 6, cậu về nhà rồi đấy. Chủ quân, trận biển không đi được xa. Có vẻ có thứ gì đó chắn đường. Theo tôi nghĩ là tường không khí. Bản vẽ thế giới mới của tôi, dù là bản vẽ thần thoại, nhưng tôi tạo ra chỉ là mức tốt cấp 2. Sau này nâng cấp, tôi đoán biên giới sẽ mở rộng. Ông chủ, tôi có thể mang gà, bò, cừu đến đây không? Được thôi, một hòn đảo lớn thế này, không nuôi ít động vật thì phí quá. Đúng rồi, còn phải trồng trọt nữa. Thứ 6, báo cho chủ ngữ. Ông ấy biết trồng trọt mà, để ông ấy khai khẩn chỗ này. Được rồi, không vấn đề gì. Ôi trời, ngạc nghèm từ đâu vậy? Ông chủ bên kia. Tiểu Mã ơi. Gì vậy bạn hiền? Cậu thấy nơi trú ẩn của tôi thế nào? Cũng không tệ, ít nhất tốt hơn cái chỗ tệ của tôi. Đào cả nửa năm rồi, chỉ đào được 2 phòng, một lớn một nhỏ. Khó quá, chỗ ma quỷ này của cậu còn có đảo nghỉ mát. Đảo này của tôi không phải để nghỉ mát đâu, sau này chắc dùng để sản xuất thức ăn. Được thôi, cậu là ông chủ, cậu nói sao cũng được. Toàn dân đổ bộ vào nơi trú ẩn sinh tồn. Sau khi xây dựng thế giới mới với thần thoại và đạo cụ, tôi đã quay trở lại nơi trú ẩn, kiểm tra lại vật tư. Ngoài các loại tài nguyên, hiện tại còn có nhiều thực phẩm có thể nấu chín. Theo tôi thấy, nhà bếp nên được đưa vào kế hoạch sớm. Bây giờ đã có rất nhiều thực phẩm, thậm chí có cả đầu bếp, không thể cứ ăn lẩu mãi được. Sau khi nơi trú ẩn được nâng cấp, hệ thống giao dịch bản vẽ giữa người chơi đã được mở khóa. Việc mua bản vẽ thành phẩm đã trở nên khả thi. Đây là vấn đề chính. Dự án xây dựng quái vật mới kết thúc không lâu. Nơi trú ẩn cấp 2 ước tính chỉ mình tôi xây dựng được. Muốn giao dịch bản vẽ, bên kia cũng phải là nơi trú ẩn cấp 2. Ồ, đây không phải là tiểu dễ sao? Nhìn các cậu có vẻ hơi đỏ mặt nhỉ. Chúng tôi vừa kết thúc một trận chiến lớn. Vài người chúng tôi hẹn nhau đi uống. Được rồi, hôm nay cũng là ngày nghỉ, không làm phiền các cậu nữa. Vâng, sếp, đúng rồi, ai đó tìm cậu đấy. Cậu chưa trả lời điện thoại, nhớ gọi lại nhé. Có cuộc gọi, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Vừa đúng lúc tôi đi tới thế giới mới. Có vẻ như trong thế giới mới, điện thoại không có tín hiệu. Tôi xem ai gọi, là Ngũ Ca. Gọi tôi có chuyện gì? Thật là Ngũ Ca, đại ca. Chuyện gì vậy, có gì nói đi. Dự án quái vật xong rồi, không biết cậu đã mở hộp chưa? Tới giờ tôi đã mở 20 hộp. So với trước đây, tỷ lệ mở ra vật tư giảm 30%. Thật vậy sao? Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mất đi cách mở hộp để lấy vật tư. Có khả năng đó, nhưng tỷ lệ ra bản vẽ vẫn không đổi. Vậy thì tốt. Nơi trú ẩn phát triển chủ yếu dựa vào bản vẽ.
vật tư thì cố gắng nghĩ cách cũng được. Đúng rồi, còn một điều khi mở hộp, cậu phải tự mình khám phá ra. Điều gì bất ngờ, tôi chưa kịp nói xong. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Tỷ lệ mở ra vật tư giảm, không biết là thật hay giả, hay chỉ là do cậu ta xui, nhưng vẫn nên để ý. Kệ đi, để sau rồi tính. Lại bước lên đảo. Trời đã xế chiều, con bò đã lâu không vận động, cuối cùng cũng chạy nhảy tung tăng. Ủa, đây chẳng phải là đầu bếp của ngựa muốn mắt sao? Ngày mai tôi sẽ xây cho anh một cái bếp nhé, giúp anh sớm trở lại công việc. Cảm ơn anh nhiều nha, anh thật là người tốt quá. Cần gì bếp, chỉ cần cho anh ta cái xe đẩy là đủ rồi. Nói cho hay, chỉ biết làm mỗi món cơm chiên trứng. Nói cho đúng, anh ta chỉ biết làm cơm chiên trứng. À, thật là buồn cười, nhưng cơm chiên trứng cũng không tệ. Chỉ có điều trên đảo không có nhiều gà để lấy trứng. Thực ra tôi còn biết làm phở xào nữa. Indy, anh nói thế làm tôi xấu hổ quá. Chẳng phải là do chỗ chủ ẩn nhà anh điều kiện kém mà. Ờ, cũng đúng là như vậy thật. Đúng rồi, ông chủ lớn, cái vùng này dưới chân chúng ta là đảo. Đúng vậy, sao thế? Trước giờ các anh nấu ăn không cho muối à? Tôi thấy hình như không có dự trữ muối gì cả. Đúng rồi, tôi cứ thắc mắc sao ăn mấy hôm nay vị kỳ lạ vậy, hóa ra là không có muối. Ý anh muốn nói là chúng ta đang ở trên đảo, nước biển này đầy muối. Ngày thứ 9 toàn dân đến nơi trú ẩn. Sáng sớm, tôi được đầu bếp phục vụ một bát cháo trứng nóng hổi. Ông chủ nhỏ thấy chưa? Tôi không chỉ biết nấu cơm, xào phở, tôi còn biết nấu cháo. Anh đúng là giỏi thật. Theo kế hoạch công việc hôm nay, nhóm tiểu nhất ngoài phân công một người đi đào than, hai người khác cùng với Giao Dương chịu trách nhiệm đào ba phòng. Một là bếp, hai là cho Hạ Nguyệt làm lò rèn, ba là mỏ tầng 2. Tôi nhớ trong bản vẽ mỏ có nói, càng đào sâu thì càng nhiều loại tài nguyên. Không biết có đúng không? Lại đến đảo, tôi và đầu bếp bắt đầu xây sân phơi muối. Lúc này, tất cả động vật đã được đưa lên đảo. Do có tường chắn khí nên không lo chúng chạy mất. Nước biển trên đảo không sâu. Ông chủ lớn, đưa tôi cái thùng. Với cả đưa tôi cái xẻng. Còn cần gì nữa không? Thế này, anh đưa tôi cái mắt độc nhãn kia. Khuyên anh nên tử tế, tôi đang khảo sát khí hậu đảo. Tôi không phải đang trốn việc, ông chủ đừng nhìn tôi vậy. Ông chủ nhỏ, đừng lười nữa, lại đây làm việc. Trước đây anh siêng năng lắm mà, chỉ vì thấy nhiều người làm, tôi mới trốn việc một chút. Trốn việc đúng rồi. Ngựa một mắt, anh đi câu cá đi. Câu cá? Chỗ chú ẩn không có cần câu. Đây có tay mà. Súng bắt trực tiếp đi, ôi trời. Mau đi mau đi. Khi nào mới được ăn cá nướng thoải mái đây? Là do anh đấy. Giờ còn sớm. Sao anh không bắt 10 con cá cho chúng ta nướng ăn? Chúng ta có 11 người mà, 10 con sao đủ? Thế nên không có 11 con thì anh không có gì ăn đâu. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua buổi sáng. Tôi và ngựa một mắt đầu bếp đã san phẳng thành công một khu đất để phơi muối. Ông chủ lớn, giờ chúng ta chỉ cần dẫn nước biển vào khu đất này, đợi mặt trời phơi khô sẽ có tinh thể muối. Nhưng đây chỉ là muối thô, trước khi dùng chúng ta cần phải pha nước nhiều lần, lọc tạp chất ra. Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Hay anh dạy Tiểu Mã làm đi. Dù sao phơi muối luyện muối không tốn công sức lắm, có thời gian cho anh ấy trốn việc. Ông chủ đúng là người tốt. Tôi đã hiểu lầm ông rồi. Hiểu lầm khá lớn đấy. Tôi nói trốn việc không phải để anh câu giờ, là để anh xuống biển bắt cá chuẩn bị thức ăn. Ông chủ không thể chỉ bắt mình tôi lao động cật lực vậy đâu. Đến con lừa trong đội sản xuất còn không làm thế. Sau một buổi sáng, khi tôi quay lại nơi trú ẩn, Bạch Anh Hùng đã săn được 4 con kim hà. Hai trong số đó là kim hà cấp lính, còn lại là kim hà bình thường. 500 từng nói với tôi mở hộp có thể có điều bất ngờ gì đó. Nói xong lại chạy mất. Tôi muốn xem sẽ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Rất nhanh, tôi đổi 4 cái hộp ra hoang dã. Bạch Anh Hùng đứng cạnh bảo vệ, chuẩn bị đối phó với bất ngờ có thể đến. Không biết 500 nói tỷ lệ thu hoạch tài nguyên giảm có đúng không? Hy vọng là không có chuyện đó xảy ra. Ngày thứ 9 toàn dân đến nơi trú ẩn sinh tồn. Tôi và Bạch Anh Hùng mang vật tư ra hoang dã, chuẩn bị xác minh những gì 500 nói hôm qua. Anh em không biết anh có mở súng nước không? Ở nơi trú ẩn chán quá rồi, sau này mở hộp có thể nâng cấp được. Tiểu Bạch, anh phải canh kỹ cho tôi đấy. Hôm qua khi 500 nói, với vẻ mặt đầy gian xảo, điều mà anh ta nói chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Yên tâm đi chủ quân, có tôi ở đây thì chắc không có gì bất ngờ đâu. Nói xong, tôi đá mạnh vào một cái hộp. Ánh sáng trắng lóe lên,
Tôi đã né ra xa. Tiểu Bạch, tôi mở ra cái gì vậy? Không có gì đâu chủ quân. À đúng rồi, mở ra một cái cảm ơn đã ghé thăm. Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là cái hộp thường thôi. Lần nữa bước đến cái hộp, tôi đá mạnh, ánh sáng trắng lóe lên. Thật bất ngờ, lăn ra một đống đá có màu sắc kỳ lạ. Chủ quân, đây là gì vậy? Nhìn giống đá mà không giống đá. Thứ này nhìn giống quy ngơ ngơ sắt. Lạ thật, trước đây không phải mở ra thành phẩm sao? Sao giờ lại mở ra quy ngơ ngơ sắt? Có phải là với thời gian qua đây càng lâu, sau này mở hộp chỉ ra nguyên liệu thô? Tiểu Bạch, anh mang một ít về cho Hạo Nguyệt xem thử. Được rồi chủ quân. Không nói thêm gì, chỉ trong chốc lát tôi đã đá mở hai cái hộp còn lại. Không ngờ rằng từ ánh sáng chẳng lóe lên, một con quái vật xuất hiện. Chuyện xảy ra nhanh quá, Bạch anh hùng lập tức giải quyết con quái vật. Không sao đâu chủ quân, chỉ là quái vật bình thường thôi, giải quyết trong tích tắc. Ôi trời, sợ chết đi được. Đây chính là điều bất ngờ mà 500 nói sao? Không được Tiểu Bạch. Sau này trong nơi trú ẩn của chúng ta, bất kể ai mở hộp cũng phải có anh đi cùng. Tôi không chấp nhận bất kỳ tổn thất nào của các anh. Trở về nơi trú ẩn, tôi đến tầng 6, không khỏi cảm thán. Nói mới nhớ, chúng ta mới xuyên qua sa mạc có 9 ngày thôi. Nơi trú ẩn đã mở rộng đến tầng 6, so với ban đầu có thêm 11 thành viên. Đầu bếp, đầu bếp, anh có thấy Tiểu Dương và Tiểu Ý không? Họ lên tầng 7 đào lò rèn rồi. Nhanh vậy sao? Được rồi, anh cứ làm việc đi, tôi đi tìm họ có việc. Đến tầng 7, gọi dừng lại nhóm 3 người đang đào bới. Tiểu Ý, sau khi các em đào xong lò rèn thì để một người ra nhé. Sao thế ông chủ? Phòng trong nơi trú ẩn của chúng ta hầu hết đều là phòng đất, sau đó để một người ra lát sàn và xây tường cho đẹp hơn. Không vấn đề gì, để tôi lo. Còn nữa, phát triển đảo cũng cần đẩy nhanh. Nhưng vấn đề là tôi vừa thử rồi, ở trên đảo không kết nối được thiết bị, cũng không dùng được bản vẽ, nên việc xây dựng chỉ có thể tự làm. Điều này hơi khó, chúng ta không ai biết xây dựng cả. Cái này đơn giản, ông chủ, để tôi lo. Trong 9 anh em của tôi có người rất giỏi xây dựng. Theo ý anh là muốn lừa bạn anh đến giúp tôi à? Anh em của tôi có 2 người biết xây dựng. Tôi không chắc ai sẽ đến, nhưng tôi đảm bảo ít nhất tôi sẽ gọi được anh ba đến. Được, được đấy. Ngày thứ 9 toàn dân đến nơi trú ẩn sinh tồn. Đảo hiện ra bộ xương sinh vật biển lớn. Ông chủ, mau đến đảo xem, có thứ gì lớn bị sóng đánh giạt vào. Không lâu sau, Độc Nhãn Tiểu Mã, Bạch Anh Hùng, Thứ Sáu, Hạo Nguyệt và tôi đều được dịch chuyển đến đảo, tận mắt chứng kiến bộ xương sinh vật không rõ nguồn gốc. Ôi trời, đây là thứ gì vậy? Lớn quá đi. Xin lỗi vì hiểu biết hạn hẹp, cụ thể là bộ xương quái vật gì, thật khó nói. Ít nhất tôi chưa từng săn con quái nào to thế này. Anh quan tâm nó là quái gì làm gì? Ông chủ, tôi nói thật, đợi tôi làm xong kim châm búa sắt, tôi có thể phân giải nó, làm thành cốt giáp. Chất lượng xương này rất chắc chắn, tuy không chống được vũ khí nặng, nhưng đối với dao kiếm thông thường thì không vấn đề. Trời ơi, anh bạn ơi, thứ này mà nấu thành canh xương lớn, thơm lắm đấy. Anh chắc là không toàn mùi tanh cá đấy chứ? Không phải, các anh có thực sự nên quan tâm điểm này không? Các anh không nên lo lắng về việc thứ này có thể gây nguy hiểm cho chúng ta sao? Sinh vật biển lên bờ. Thôi đi, tôi thà tin rằng quân bò của thứ 6 có thể bay vòng quanh đầu chúng ta hơn là tin rằng có quái vật biển lên bờ. À không thể nói vậy. Sinh vật biển mà, dù sao thì loài bò sát cũng là thiểu số. Cẩn thận ông chủ, có quái vật tấn công lên rồi. Rất nhanh, quái vật từ đáy biển trồi lên, lao vào điên cuồng. Đây là cái quái gì vậy? Chắc không phải là người cá chứ? Đúng, thứ này chính là người cá. Hơn nữa còn là loài chiến binh của chúng, thủ lĩnh nhỏ của tộc cá mập, quái vật cấp vô trường. Quái thật, trên đảo của tôi sao lại xuất hiện thứ này? Chỉ trong nháy mắt, cá mập lao tới, dẫm một cái, ngay lập tức mấy người bị hất văng đi. Nhìn lại con bò vừa bay vòng, đã dẫn 2 con gà chạy qua cổng dịch chuyển. Quái thật, chạy còn nhanh hơn chúng ta. Bạch Anh Hùng, anh cầm cự trước đi. Anh em chạy mau, chạy về lấy đại bác tới xử lý nó. Trở về nơi trú ẩn, tôi nhìn Bạch Anh Hùng trong hoảng sợ và Thứ Sáu nhìn tôi như bình thường. Sao vậy, các anh không sợ sao? Quái vật vô trường dẫm lên mặt như chơi, không cho chút thời gian phản ứng. Chuyện nhỏ thôi, thứ này phòng thủ cao tấn công thấp, anh xem anh chịu đựng một chút cũng không mất tay chân gì đâu. Không được, tôi không thể chịu nổi. Tiểu đoàn trưởng, mang đại bác ý của tôi lại đây.
Rất nhanh, Giang Dương và mọi người đeo vũ khí ngang eo, kéo đại bác đen bóng, đi vào cổng dịch chuyển, chuẩn bị tìm cá mập trả thù cho tôi. Tiểu Bạch, cá mập đâu rồi? Không thấy đâu, thưa sếp, tôi đoán nó không qua được cổng dịch chuyển, nên lại trở về biển rồi. Tức thật, sao lại gặp thứ này chứ? Thật là, xem thường bức tường không khí. Chẳng lẽ bức tường không khí chỉ giới hạn chúng ta thôi sao? Giang Dương, đừng lơ là, đại bác ở giữa, hai pháo mỗi bên, đề phòng cá mập lại từ biển lao ra tấn công. Đầu bếp, anh vào nơi chú ẩn lấy ít thịt ra đây, ném vào vùng biển gần pháo, nó chắc chắn không cưỡng lại được cám dỗ. Ngày thứ 9 toàn dân đến nơi chú ẩn sinh tồn, hòn đảo mới bất ngờ bị quái vật cấp vô trường tấn công. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều bị đánh lùi, lại trở về đảo. Lần này chuẩn bị kỹ lưỡng. Chú ơi, thịt đã lấy rồi. Hai hôm nay không đi giao dịch, còn lại ít hàng này thôi. Đủ rồi, Tiểu Bạch, cậu với đầu bếp mỗi người một bên, quăng thịt xuống biển, xem có dụ được nó không. Nhận lệnh xong, Tiểu Bạch nhận vài miếng thịt từ đầu bếp, rồi chạy ra bờ biển. Chỉ trong chốc lát, thịt đã được quăng hết xuống nước. Xong rồi chú ơi, tôi cũng xong rồi. Được rồi, bây giờ chỉ cần cho cá mập lên cắn câu. Tôi không tin, dưới hỏa lực của pháo mà nó còn sống được. Chẳng mấy chốc đã mười mấy phút trôi qua. Khi chúng tôi gần như chuẩn bị lơi lỏng, mặt biển cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng. Thấy một bóng xanh lá nhảy ra khỏi nước. Dưới ánh trăng, hạo nguyệt lập tức khai hỏa. Sau tiếng nổ lớn, pháo trúng ngay cá mập người. Nó bị hạ gục ngay tức khắc. Không phải chứ, thứ này yếu vậy sao? Không phải đâu, chủ quân, ngài hiểu nhầm về quái vật rồi. Đây mới là sức mạnh bình thường của quái vật vô trường cực. Nguyên nhân chính là vì tượng đá không đủ linh hoạt, nên chỉ có tinh túy của vô trường cực thôi. Thật ra, bảo tôi đánh nhau, tôi thả đấu với Bách Phu Trưởng còn hơn. Vậy theo ý của ngươi là, đánh con người cá kia, ngươi thực sự có thể thắng? Không thể đánh bại. Thế sao cậu dám đấu với Bách Phu Trưởng? Dám đấu là một chuyện, đánh bại lại là chuyện khác. Chú ơi, nhặt kim hộp về rồi. Hộp kim của vô trường cực này nhìn nhỏ hơn nhiều. Kích thước của kim hà phụ thuộc vào thân hình của quái vật, vì vậy mà con kim hà này nhỏ hơn, là do con người cá không lớn lắm. Được rồi, không nói nhiều nữa, để ta về nơi trú ẩn, nghiên cứu xem cái này dùng như thế nào. Về đến căn cứ, ba anh em Kiêu Dương đặt lại pháo vào kho quân. Tôi mở máy chủ, muốn tìm hiểu thêm một số thông tin từ nó. Máy chủ này, hộp kim vô trường cực này, ngoài việc nâng cấp nơi trú ẩn cấp 2, còn có tác dụng gì nữa không? Còn có thể đổi hai hộp vật tư cấp 2. Nghe có vẻ không đáng lắm. Trước khi nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 2, hộp vàng của quái vật cấp binh lính cũng chỉ đổi được hai hộp vật tư cấp 1, xem ra muốn dùng hộp vàng cấp không hạn. Đổi hộp vật tư cấp 3, phải chờ căn cứ lên cấp 3. Máy chủ, gọi số 55,5. Đến rồi, anh em. 500, tôi có đồ hay này, xem cậu có muốn không? Gì đó? Cho tôi xem với. Kim hộp của vô trường cực này, chính hiệu luôn, hàng thật giá thật. Được đấy, anh em. Sao mà cậu còn sống được nhỉ? Gặp đến hai con quái vật vô trường cực rồi, xui xẻo vậy. Nói điều tốt đẹp được không? Có đồ hay là nghĩ ngay đến cậu rồi. Được được, vừa hay nơi trú ẩn của tôi đang cần thứ này. Vậy tôi đổi cho cậu bản thiết kế cấp 3 tinh anh. Thế nào? Cậu định dùng bản thiết kế gì để đổi với tôi? Đổi lấy bản thiết kế xe cơ giới, cả dân cư căn cứ đều muốn có. Sau khi đánh bại quái vật vô trường cực, tôi lấy hộp kim của nó, đổi lấy bản thiết kế xe cơ khí. Chú ơi, chủ, 500 đang chơi khăm chủ đấy. Chuyện gì? Nói rõ ra. Tôi không nói trước đâu, cái này chạy bằng năng lượng hợp kim tinh luyện, mà chúng ta không có vật liệu để chế tạo nó. Vật liệu để chế tạo cái này là gì? Vừa kiểm tra xong, phần lớn là vật liệu cấp 1, nhưng cũng cần vật liệu cấp 2 mới có thể chế tạo được. Để tôi xem. Dưa hấu cơ khí cần 120 đơn vị kim loại cấp 1, 30 đơn vị kim loại cấp 2 và 20 đơn vị linh kiện điện tử. Ồ, có vẻ có vấn đề thật. Kim loại cấp 2, tôi chưa từng thấy. Lấy ở đâu ra? Kim loại cấp 2 chỉ cần kim loại cấp 1, rèn liên tục, đập liên tục là có. Kim loại cấp 2 so với kim loại cấp 1, độ cứng sẽ tăng đáng kể. Thứ 6, thấy trước vật liệu này không phải không có được mà. Mang thứ 6 đi. Tôi quay lại tìm Đại Chiến Hoàn, đang ngồi trong ký túc xá với Hạo Nguyệt. Kiều Dương, Kiều Dương, ông chủ, nói đi.
Tiêu Dao, ngày mai thứ 6 đi buôn với bộ lạc các cậu. Cậu đi cùng nhé. Cố gắng. Mời anh em của cậu gia nhập vào khu trú ẩn của chúng ta. Được, hiểu rồi. Thêm nữa, Hạ Nguyệt, chuyện rèn đúc cần phải làm ngay. Quái vật trong hoang dã gần khu trú ẩn gần như bị tiểu bạch săn sạch rồi. Tình huống tốt nhất hiện tại là tiến vào sa mạc. Tôi vừa có được một chiếc xe, cần vật liệu cậu rèn. Không vấn đề, tôi nằm một lát rồi sẽ suy nghĩ cách làm cây kim sắt. Làm thế nào đây? Cùng lắm tôi nặn một cái khuôn rồi dùng tháp đúc để đúc một cái là xong. Được rồi, cậu biết là tốt. Nói gì mà thơm thế. Các cậu ăn gì trong ký túc xá thế? Mùi này lâu rồi không tan. Đại đầu bếp vừa nấu một nồi đầu cá. Không để lại cho tôi miếng nào à? Dù gì tôi cũng như các cậu, cũng vì người cá xâm nhập. Đến giờ còn chưa ăn chưa? Cậu đi tìm đầu bếp trong bếp đi. Ông ấy chắc còn để lại chút cho cậu. Tới nhà bếp. Tôi ngửi mùi thơm tìm kiếm. Lập tức tìm thấy đầu bếp. Ông chủ đến rồi, mau lại đây. Đầu cá nấu cay đây, mau cho tôi nếm thử. Vừa về là nấu ăn ngon mà không gọi tôi. Đợi chút, ông chủ, tôi có món khác cho ông. Có món gì ngon? Mau cho tôi xem, tôi xuyên không bao ngày rồi. Đồ ăn chẳng có gì ngon. Cá chiên giòn. Thế nào, ông chủ nếm thử xem sao. Vì lâu chưa ăn chưa? Vài miếng là xong. Tôi chấm ăn cá chiên giòn. Rất ngon. Quá ngon rồi. Có tay nghề này, sau này tôi có phúc ăn rồi. Nói nghe này, ông chủ, dầu này tôi dùng để chiên thịt lợn. Nhưng trứng gà thì không dễ kiếm. Chỉ có hai quả trứng thôi mà, dù sao chúng ta cũng có gà mái. Sau này giữ lại một nửa cho chúng không phải tốt sao? Phần còn lại cứ dùng thoải mái. Đó là điều tôi muốn nói. Hai quả trứng không đủ. Vậy nên tôi vừa mua thêm ba con gà mái ở chợ đen mà không nói với ông. Giờ báo cáo với ông đây. Toàn dân trú ẩn sinh tồn, ngày thứ 10. Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của thành phố Dưa Hấu, tôi dẫn đầu vài người thức đêm làm việc. Cuối cùng, sáng hôm sau, hoàn thành xây dựng tầng 2 mỏ đá. Lúc này đã qua 2 ngày từ khi quái vật xuất hiện. Bị tò mò thúc đẩy, tôi mở bảng chat lên để xem mọi người xây dựng trú ẩn cấp 2 như thế nào. Mọi người, các bạn xây trú ẩn cấp 2 đến đâu rồi? Đừng hỏi nữa, có ai xây được trú ẩn cấp 2 không? Sao, cậu có bản thiết kế à? Nhìn này, tôi có đây. Tới đây mà lấy. 12.345, cậu đúng là con chó. Trước đây giúp chúng tôi phòng thủ công trình, lấy hết vật liệu của chúng tôi. Giờ quay lại hỏi chúng tôi đã nâng cấp trú ẩn cấp 2 chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là không phải con người, còn cái chỉ tiêu dân số nữa. Ai mà hoàn thành được chứ? Đến giờ khu trú ẩn của tôi chỉ có 3 người, còn tính cả tôi nữa. Được rồi, đừng phàn nàn nữa. Để tôi nói cho các cậu biết. Theo thống kê của tôi, đến giờ hoàn thành điều kiện nâng cấp, trú ẩn cấp 2 chỉ có 17 người. Tin hay không thì tùy. Ít thế à? Cậu chắc chắn chứ? Sao cậu thống kê được thế? Vài ngày trước, tất cả trú ẩn cấp 2 chúng tôi lập một nhóm chat. Lai Tử, cậu cũng trong đó mà. Có chi hướng. Tôi thường buôn bán, thông tin này đều để thứ 6 lo. Chắc cậu ấy thấy không quan trọng nên không nói với tôi. Mọi người, đây là kênh chat công cộng. Muốn trò chuyện riêng thì chat riêng đi. Ôi, giật cả mình. Một người đại ca, nhanh qua đây. Có chuyện gì nữa vậy? Cậu chẳng phải nói, con người cá mập cậu đã giải quyết rồi sao? Đúng vậy, không sai. Hôm nay tôi lại qua đó bắt cá. Nhưng mà, từ xa đã thấy một cái vây cá nổi trên nước. Đó rõ ràng là lưng của người cá mập. Không lẽ xung quanh đảo của tôi có một bộ tộc người cá mập sao? Tiểu Mã, gọi Bạch Anh Hùng tới đây. Đi cùng tôi ra đảo xem sao. Trở lại đảo. Lúc này trên đảo đã chất đống một lượng lớn muối thô. Chỉ cần đóng gói là ăn được. Bên cạnh cổng dịch chuyển, ngư ngư của thứ 6 và 4 con gà đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cổng dịch chuyển. Cẩn thận nhìn ra biển. Không lẽ chúng đã sẵn sàng chạy trốn rồi sao? Nói mới nhớ, đảo này đúng như tôi dự đoán. Xung quanh có bộ tộc người cá mập. Vậy thì tôi có thể sản xuất vô hạn kim loại hiếm rồi. Từ xa, tôi thấy dưới mặt nước có một vật màu xanh đang trôi. Nếu không nhầm thì đó chính là người cá mập mà Tiểu Mã đã thấy trước đây. Tuyệt thật. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Sao? Đầu óc cậu lại nghĩ ra cái gì quái dị nữa à? Ban đầu tôi dự định biến hòn đảo này thành cơ sở sản xuất thực phẩm. Nhưng nếu nó có thể sản xuất kim loại hiếm thì tôi sẽ biến hòn đảo này thành pháo đài. Tuyệt thật, tôi thấy ý này được đấy. Xin hỏi ông trùm buôn lậu, nếu cậu định khai thác kim loại hiếm thì cậu định bán với giá bao nhiêu? Nhìn này, giờ ai cũng thiếu kim loại hiếm để nâng cấp trú ẩn, đúng không? Đúng thế. Vậy tôi bán với giá 20 tỷ tài nguyên.
toàn dân trú ẩn sinh tồn, ngày thứ 10. Trong thế giới thần thoại và công cụ mới, lại xuất hiện người cá mập. Không lâu sau, Tiểu Nhất và mọi người mang pháo tới đảo. Ông chủ đã chuẩn bị xong. Khi nào người cá mập lại đến, chắc chắn sẽ làm cho hắn không thoát được. Được rồi, tôi về trước đây. Dù sao ở đây tôi cũng không giúp được gì. Đợi thứ 6 và mặt trời. Về từ việc giao dịch thịt từ bộ tộc, nếu người cá mập vẫn chưa tự lên bờ, tôi sẽ cho họ mang thịt sống đến cho các cậu. Đối phó với hắn vẫn dùng cách cũ thôi. Chủ nhân, còn tôi thì sao? Có phải nên ở đây canh chừng không? Tốt nhất là như vậy. Sức mạnh cá nhân của các cậu có đấy, nhưng đối với ma vật cấp cao thì vẫn kém xa. Hơn nữa, Tiểu Bạch, nếu bán hộp vàng của ma vật cấp cao, có thể đổi lấy 20 hộp một phần, thì cậu cũng không cần ra ngoài săn bắn nữa. Nói cũng đúng. Vậy sau này tôi sẽ canh giữ trên đảo. Thấy tên nào là giết tên đó. Tất nhiên, cậu cũng đừng tiếc thịt. Mỗi ngày ném một ít xuống biển để dụ chúng lên bờ. Được rồi, thưa chủ nhân. Trở lại khu trú ẩn, tôi mở máy tính ra, chuẩn bị ghi lại tình hình công việc của mọi người. Tiểu Bạch và Tiểu Nhất Tam hiện đang trên đảo, canh giữ và săn người cá mập và hộp vàng ma vật cấp cao. Mặt trời và thần chú lo việc khai thác mỏ, Trăng Sáng lo việc rèn và đúc, đầu bếp quản lý cây trồng và thực phẩm hàng ngày. Thứ 6 là quản gia, bận rộn suốt ngày, còn phải lo chăm sóc động vật trên đảo. Nhìn qua thì hình như chỉ có Tiểu Mã là không có việc gì làm. Anh Mộc Ngư, tôi phải đi câu cá trên đảo chứ. Dù sao cũng coi như một công việc chính đáng. Nhưng tôi thấy cậu không nên ra đảo. Hay là thế này, khi con bọ dưa hấu được chế tạo xong, cậu và tôi cùng đi khám phá nhé. Cũng được. Dù sao thì cái đó có khoang máy lớn như thế, lúc đó cậu nằm trong đó cũng không sao. Có chuyện tốt như vậy thì tôi nhận lời ngay. Thời gian trôi nhanh, mấy tiếng đã trôi qua. Thứ 6 và mặt trời đã trở về từ việc giao dịch. Khi tôi ra đón họ, quả nhiên sau lưng họ là một khuôn mặt mới. Thứ 6 đã về. Mặt trời, người này chắc là người mà cậu đã nói với tôi, Báo Bà Địa phải không? Đúng rồi, tôi nghe nói cậu cần một kiến trúc sư, nên tôi đến ngay. Ông chủ, tay nghề xây dựng của tôi ở Bà Địa còn tốt hơn người khác nhiều. Nếu không phải trong làng không có nhiều người xây dựng, tôi đã kéo người kia đến đây lâu rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Mặt trời, cậu dẫn anh ta đến phòng trọ trước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến, tôi sẽ bảo đầu bếp làm món ngon cho cậu. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc nhé. Không vấn đề gì, tôi đến đây là để xây dựng mà. Sau một lúc lâu, tôi lại đến tầng 7. Tiếng rèn kim loại vang lên khắp tầng 7. Ồ, Hảo Viễn, cuối cùng cậu đã làm xong cái kim loại rồi. Ông chủ, cậu đến đúng lúc, tôi muốn bàn với cậu một chuyện. Chuyện gì? Có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Ông chủ, hay là chúng ta dùng phòng ở tầng trên làm lò rèn sắt nhé. Ở đó, tôi có thể dùng tháp nung kim loại trực tiếp, không cần phải dựng lò nữa. Không vấn đề gì, tiện sao thì làm vậy. Hiện tại, việc rèn là công việc quan trọng nhất của khu trú ẩn. Đừng lo, chỉ cần 30 chiếc đinh kim loại cấp 2 thôi. Tôi đã xem tiêu chuẩn rồi. Trước trưa mai tôi sẽ hoàn thành tất cả. Ngày thứ 11 toàn dân đến khu trú ẩn sinh tồn. Với sự gia nhập của cơn bão Tam Địa nhà mặt trời hôm qua, mọi thứ ở khu trú ẩn bắt đầu vào guồng. Người chịu trách nhiệm rèn, Hạ Nguyệt, cũng mang tin vui từ Sướng Đức. Ông chủ, cái đá hỏng ông mở ra trước đó, ông còn nhớ không? Đương nhiên tôi nhớ, mấy cái sau lưng tôi đây, nhìn nó giống như quy ngơ ngơ sắt. Sao, có gì đặc biệt hả? Đúng là quy ngơ ngơ sắt, nhưng sau khi tôi nung nó lên, nó đạt tiêu chuẩn kim loại cấp 2. Ông có tin nổi không? Thật là vô lý. Vậy chẳng phải cậu sẽ sớm chuẩn bị đủ nguyên liệu cho máy bọ dưa hấu sao? Tất nhiên rồi, đáng ra phải tối nay hoặc ngày mai mới xong. Giờ thì có thể tiết kiệm 7 đến 8 tiếng. Trước trưa mai là xong hết. Tuyệt quá, đợi mãi mới nghe được câu này. Thời gian cho đến trưa, bên ngoài khu trú ẩn đã chất đống đủ kim loại và linh kiện điện tử, không cần tôi chỉ đạo nhiều. Mặt trời và mưa gió bỏ việc khai thác mỏ, chuyển sang xây dựng. Ông chủ, đưa tôi mấy chiếc đinh kim loại bên kia và qua đây giúp một tay. Hoàn thành sớm chứ sao lại muộn. Chưa đầy 2 tiếng, máy bọ dưa hấu được chế tạo thành công. Do sử dụng nhiều kim loại cấp 2 hơn, chiếc máy này chất lượng từ cấp tinh anh nâng lên cấp đại sư đẳng cấp 4. Vỏ giáp của nó được tăng cường đáng kể. Hoàn thành rồi, ai đó đưa tôi ít năng lượng. Tôi muốn ra ngoài dạo vài vòng. Này, ông chủ, để giảm trọng lượng, động cơ năng lượng không thể dùng than hay nhiên liệu thông thường. Để cung cấp năng lượng, chỉ có thể dùng tinh thể năng lượng. Anh Chí, tiêu rồi. Trong khu trú ẩn, tất cả tinh thể năng lượng đã bị tôi mở ra hết rồi. Từ chiều hôm qua đến giờ, không biết Tiểu Bạch đã thu được bao nhiêu tinh thể cấp 5. Mọi người đừng lo, tôi đi xem sao. Đến hòn đảo, Tiểu Nhất và hai người khác vẫn cảnh giác canh chừng mặt biển, phòng ngừa nấm tấn công bất ngờ. Báo đang xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh, để Tiểu Nhất và những người khác có chỗ nghỉ ngơi và dừng chân. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, thế nào rồi?
Các cậu đã bắt được bao nhiêu người cá mập? Khá ổn, tối qua đã hạ được một con. Sáng nay lại phát hiện thêm một con, bây giờ đang chờ nó mắc câu. Thế thì tốt, mấy cái tinh thể năng lượng để đâu rồi? Mau đưa tôi dùng. Đây, cầm lấy mà dùng. Chúng ta đang thiếu đạn pháo. Có nên đúc thêm không? Chắc chắn phải rồi. Tinh thể năng lượng cấp 5 sắp bão hòa. Thị trường sẽ sớm bão hòa, giờ thì đừng tiếc bất cứ thứ gì. Càng làm nhiều càng tốt. Hiểu rồi. Tiểu Nhất, qua đây một chút. Sao thế, Lão Bạch? Phiền cậu về khu trú ẩn đúc đạn pháo. Nhớ đi nhanh về nhanh. Mang theo tinh thể năng lượng cấp 5, tôi quay lại vùng hoàng dã. Ông chủ, chúng tôi vừa nghiên cứu xong. Chức năng của tinh thể năng lượng thật sự là kém. Một tinh thể chỉ cung cấp năng lượng cho máy cấp 2 trong 3 giờ và máy cấp 3 trong 8 giờ. Tinh thể cấp 5 chỉ đủ cung cấp năng lượng trong một ngày. Tiêu hao năng lượng nhiều vậy sao? Có vẻ nếu tôi muốn ra ngoài thám hiểm, phải chuẩn bị nhiều tinh thể năng lượng. Hoặc là kiếm thêm trên đường đi để đảm bảo máy không hỏng hóc. Không vấn đề gì. Mặt trời, chuẩn bị đồ đạc cho tôi. Tranh thủ trời còn sáng. Tôi ra ngoài dạo một vòng. Không vấn đề, cho tôi nửa giờ, tôi sẽ chuẩn bị đủ đồ. Nhớ chuẩn bị thêm nhiều nước cho tôi. Thời tiết trong sa mạc này ngày càng không chịu nổi. Ngày thứ 11 toàn dân đến trú ẩn để sinh tồn. Vừa nãy tôi đã chế tạo ra phương tiện tải nặng dưa hấu máy. Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong vật tư, chuẩn bị đi đến vùng biên sa mạc để tìm kiếm kẻ phản bội. Tiểu Mã, nhanh lên, chuẩn bị đi thôi. Cậu còn đứng dưới đó làm gì nữa? Anh bạn, cậu chẳng nói tôi có thể nằm trong cả băng nghỉ ngơi sao? Sao giờ lại đổi ý vậy? Nắng to thế này, tôi sẽ bị cháy nắng mất. Đây là để an toàn. Tôi vừa đúc xong pháo, chuẩn bị mang đến hòn đảo. Với sức mạnh của chúng ta, cậu cũng biết rõ, không có pháo của cậu, gặp phải quái vật là chết ngay. Được rồi, ông chủ tránh ra, tôi đến đây. Chào tạm biệt mặt trời, Tiểu Bạch và những người khác. Tôi và Tiểu Mã lên dưa hấu máy, nhanh chóng tiến vào sâu trong sa mạc, muốn thăm dò xung quanh khu trú ẩn. Ngoài cát vàng, còn có thể gặp được gì khác không? Dừng lại, dừng lại, dừng lại mau. Tiểu Mã, cậu vừa không thấy gì à? Cậu phát hiện cái gì? Dẫn tôi xem nào. Vừa nãy tôi không chú ý đến xung quanh. Dưới sự điều khiển của tôi, dưa hấu máy quay đầu lại, đi ngược lại con đường cũ. Nhưng lần này đi chậm hơn nhiều. Để không bỏ lỡ thứ vừa thoáng qua. Ông chủ, ông chủ, tôi thấy rồi. Trong sa mạc kia, để tôi nhìn kỹ xem đó là gì. Ông chủ, đó là một thùng vật tư. Thùng vật tư, thật kỳ lạ. Tại sao trong sa mạc lại có thứ này? Đây không phải là đồ, chỉ có khu trú ẩn mới có sao. Ông chủ, để tôi thử vận may. Chưa kịp để tôi nói hết câu, Tiểu Mã đã nhanh chóng đá một phát vào thùng. Ôi, đây là gì vậy? Một tờ giấy rách. Tiểu Mã, cậu không phải cũng là chủ sở hữu khu trú ẩn sao? Cậu chưa từng thấy bản vẽ à? Bản vẽ? Thì ra đây là bản vẽ sao? Này, cậu đoán xem, tôi chưa từng mở ra cái nào luôn. Ha 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 ha. Vậy thì vận may của cậu tệ quá đấy. Đưa bản vẽ cho tôi. Để tôi xem cậu mở được cái gì. Thuốc mỡ ngoài da hạng ưu, có thể cầm máu nhanh chóng, giúp vết thương mau lành, có hiệu quả giảm đau nhẹ. Tuyệt quá, đó là bản vẽ thuốc mỡ. Trong thế giới của khu trú ẩn này, ai mà không bị thương chứ? Nói nó là đồ cứu mạng cũng không quá lời. Ông chủ, tôi thấy hình như cần bản chế thuốc để chế ra thuốc. Ông có cái đó không? À có chứ, sao lại không? Ngày trước tôi từng trao đổi với người khác để lấy bản chế thuốc, hối hận quá. Có tổng cộng 3 cái, thuốc từ bản vẽ lại là rượu thuốc, thằng nhỏ vương bên cạnh và Ấn Độ thần du, cậu tin được không? Ông chủ à, với vận may của ông, sao lại dám nói tôi xui chứ? Cất bản vẽ đi. Tôi và Tiểu Mã đi vòng quanh thùng vật tư mấy vòng, muốn xem thử có thể tìm thêm được gì khác không. Tiện thể xem có thể hiểu được lý do thùng vật tư xuất hiện ở đây không. Tiểu Mã, Tiểu Mã, nhìn bên kia xem có gì không. Nhìn theo hướng tay tôi chỉ thấy mặt đất không xa có một mảng cát trồi lên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dưới lớp cát phản chiếu ánh sáng kim loại. Tiểu Mã, tôi đoán không sai, chắc chắn nó liên quan đến thùng vật tư. Có thể dựa vào chút manh mối này, chúng ta sẽ suy luận ra lý do đầy đủ. Toàn dân đến trú ẩn sinh tồn vì chạy ra ngoài để thám hiểm. Tôi và Tiểu Mã cận thị nhận được một số bộ phận cơ khí. Khi tôi lại tìm kiếm xung quanh, cận thị lại tìm thấy một món y hệt. Anh em à, món này nhặt ở đâu vậy? Cũng không thấy gì rõ ràng lắm. Thứ này, tôi nhìn thấy sao nó giống bánh xe của một chiếc xe. Tiểu Mã, cậu tìm xung quanh thêm chút nữa, biết đâu còn phát hiện thêm gì đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau, chúng tôi lại tìm thấy thêm một mảnh vỡ nữa. Nếu ghép lại thì không khó để nhận ra, đây là mảnh vỡ của một chiếc xe máy. Thật là kỳ lạ, trong sa mạc này, tại sao lại xuất hiện mảnh vỡ công nghệ cao như thế này? Có phải còn có người phát triển nhanh hơn tôi không? Tôi nhớ trước đó 500 đã nói gì đó.
Anh em à, theo tôi thống kê, hiện nay có 17 hầm trú ẩn cấp 2. Hầm trú ẩn cấp 2 không thể chỉ có ít thế này, chắc chắn còn nhiều chưa thống kê đến. Nói cách khác, mức độ phát triển tương đương với tôi, trong sa mạc này ít nhất cũng phải có 20-30. Và đó chỉ là dữ liệu từ sa mạc của tôi. Các khu vực khác có thể còn nhiều hơn. Tiểu Mã, cũng đã muộn rồi, chuẩn bị về nơi trú ẩn đi. Khoan khoan đã, hình như tôi lại tìm thấy cái gì đó. Để tôi đào thêm chút nữa. Chỉ trong vài phút, đang đào gì đó, Tiểu Mã đột nhiên hét lên ôi trời. Một khẩu súng trường tấn công M16A4 được anh ta kéo ra từ dưới đất. Wow, xếp chờ chút. Trong con này còn có thứ gì cứng nữa? Để tôi sờ thử. Nhìn Tiểu Mã lại tiếp tục đào. Tôi cũng không ngồi không. Một lúc sau, chúng tôi phát hiện xung quanh M16A4 có vài băng đạn đã hết sạch. Sếp anh nói những thứ này từ đâu ra? Không chắc, tôi nghĩ có thể có một thế lực nào đó đi qua đây, đã xảy ra xung đột với một bên khác rồi mới dẫn đến tình trạng này. Và hộp tiếp tế cũng rơi ra lúc đó. Chúng ta cần xem xét sức mạnh của đối phương. Đầu tiên là mô tô sa mạc, rồi đến súng trường tự động. Rốt cuộc họ còn có cái gì nữa? Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng trở về khu tránh nạn. Có vẻ như trong sa mạc này cũng không an toàn nữa. Trên đường trở về, tôi và Tiểu Mã không nói một lời. Dần dần, chỉ cảm thấy cơn bão cát trước mắt càng ngày càng lớn. Ông chủ, gió có lên không? Tôi cảm thấy không giống gió bình thường, hơn giống như một thảm họa khí hậu. Chết tiệt, sao lại xui xẻo thế này, lại gặp phải thời tiết này. Đứng trên con sâu máy, tôi nhìn xa xăm. Quả nhiên, một cơn bão cát đang tiến gần. Không được rồi, Tiểu Mã, nếu tiếp tục thế này, chúng ta sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi cơn bão cát. Chúng ta nhanh chóng vào trong buồng lái đi. Nói xong, tôi và Tiểu Mã lập tức dừng con sâu máy, nhảy xuống, quay người mở nắp buồng lái và chui vào. Gió cùng thổi, cơn bão cát đập tới ngay tức khắc. Ông chủ, làm sao đây? Nhìn tình hình này, cơn bão cát này có lẽ sẽ không dừng lại ngay đâu. Không còn cách nào, may mà vật tư chúng ta mang theo đủ nhiều, đều đã được chế biến đơn giản, đủ cho hai chúng ta sống sót trong 2-3 ngày. Ông chủ, anh có muốn gọi điện báo bình an với đầu bếp của tôi không? Tôi sợ họ ra ngoài tìm chúng ta thì nguy hiểm lắm. Được, đợi tôi lấy thiết bị đầu cuối ra đã. Thiết bị đầu cuối di động của tôi đâu rồi? Đợi đã, ông chủ, tôi hình như để ý thấy thiết bị đầu cuối của anh đâu rồi. Vừa rồi, khi anh nhảy xuống khỏi con sâu máy, anh làm rơi nó ra ngoài rồi. Cả khu tránh nạn đều cố gắng sinh tồn, cơn bão cát đột nhiên ập đến. Tôi và Tiểu Mã bị mắc kẹt ngoài trời. Thiết bị đầu cuối duy nhất để liên lạc với khu tránh nạn cũng vì sơ suất mà mất. Đại ca, chúng ta không thể ngồi yên trong con sâu máy này để nó chạy đến khu tránh nạn à? Tôi cũng muốn nhưng không được, nếu không dừng lại ổn định, tôi đã cho sâu máy cố định trong cát, chúng ta có thể đã bị thổi bay. Nếu chúng ta di chuyển, không thể chịu nổi cơn bão cát đâu. Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây. Đành phải như vậy thôi. Ít ra chúng ta không nguy hiểm đến tính mạng, không đúng sao? Đúng vậy. Ông chủ, tôi muốn ra ngoài một lát. Anh mở cửa buồng lái được không? Không được. Ngoài kia cơn bão cát chưa dừng. Anh ra ngoài bây giờ sẽ không quay lại được đâu. Nhưng ông chủ, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi cảnh cáo anh phải chịu đựng. Nếu anh dám làm gì đó ở đây, tôi sẽ đóng gói anh lại và ném ra ngoài. Xin lỗi ông chủ. Đánh anh ta đi. Anh quá đáng lắm rồi. Cẩn thận, tôi sẽ bảo đầu bếp của tôi nấu mì không muối cho anh. Đi đi, tránh ra chỗ khác. Anh mở hé cửa buồng lái, vứt bảo bối của anh ra ngoài. Được không công chủ? Này, ngoài kia gió cát hình như giảm nhiều rồi, ông chủ à. Để tôi xem nào. Gió cát hình như giảm nhiều thật. Nếu ở mức này, con sâu máy chắc không bị thổi bay đâu. Chuẩn bị trở về khu tránh nạn thôi. Khi tôi định tiếp tục điều khiển sâu máy để bắt đầu di chuyển, thì một âm thanh báo động đột ngột vang lên trong buồng lái. Chuyện gì vậy? Sao lại báo động rồi? Đèn trên trần vốn dùng để chiếu sáng buồng lái đột nhiên nhấp nháy vài lần, rồi trở nên chập chờn. Không ổn, có vẻ như năng lượng sắp hết rồi. Vậy làm sao đây? Chúng ta còn cách khu tránh nạn một khoảng cách khá xa. Không nói đến bên ngoài vẫn đang có bão cát, chỉ nói đến con sâu máy này chúng ta cũng không thể bỏ lại. Không còn cách nào khác, chỉ đợi gió cát hoàn toàn dừng lại, rồi ra ngoài săn bắn để bổ sung năng lượng. Bây giờ, dù muốn săn ma vật, cũng không thể tìm thấy chúng. Chúng rất giỏi trốn tránh và đã sớm lẩn trốn rồi. Một ngày nữa trôi qua, gió cát cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại. Tiểu Mã, chuẩn bị đi thôi, có vẻ như gió cát sắp dừng lại. Giờ cũng đã gần như có thể ra ngoài. Ông chủ, trước đó chúng ta đã thống nhất, gặp ma vật nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Yên tâm, có tôi ở đây. Dù tôi không mạnh như Tiểu Bạch, nhưng so với thứ 6 thì không thể so sánh được. Này, đằng kia. Đó không phải là chiếc xe máy bỏ hoang mà chúng ta đã thấy trước đó sao? Sao ông chủ muốn sửa nó để đi về à? Khung xe đó bên trong bị cháy gần hết rồi, mang về nung thành sắt cũng toàn tạp chất.
Không, tôi muốn bánh xe của nó. Chúng ta không phải có một khẩu pháo sao? Lấy hai bánh xe lắp vào pháo, chúng ta có thể đẩy đi được. Khi đó tôi sẽ đi trước dò đường, anh ở sau đẩy pháo. Thấy ma vật không phục thì bắn nó. Cũng được. Tiếc là M16A4 nếu còn đạn thì tốt. Chúng ta không phải phiền như vậy. Cũng không còn cách nào khác. Đó cũng là chuyện không thể thay đổi. Chúng ta không thể đặt hết hy vọng vào may mắn được. Có câu nói thế nào nhỉ? May mắn là thứ ai dùng trước thì đi trước. Đi thôi, tiểu mã, săn nhanh về nhanh. Ăn chay nhiều ngày quá rồi, miệng nhạt thích rồi. Toàn dân tránh vào khu tránh nạn cầu sinh. Tôi và tiểu mã cùng tháo rời khẩu pháo xuống và tiến hành cải tạo. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi thay khung gỗ của nó bằng hai bánh xe của chiếc xe máy hỏng để tiện sử dụng khi săn ma vật. Tiểu mã, nhanh lên, chuẩn bị xong thì đi thôi. Tranh thủ bây giờ chạng vạng không có nắng, không lạnh như ban đêm, đúng là thời điểm thích hợp nhất. Sắp xong rồi, đừng rục. Đúng rồi, anh đã tìm thấy thiết bị đầu cuối chưa? Tìm thế nào được? Gió lớn thế này bao năm trước đã thổi bay rồi. Nhanh lên, đừng lê mề. Nửa phút sau, tiểu mã từ trong khoang máy trèo ra. Lúc này, ngoài thanh đao dài đeo chéo eo, cậu ấy còn đeo cả khẩu M16A 4 nhận được trước đó trên lưng. Tiểu mã, cậu đeo cái này có tác dụng gì không? Đâu có đạn. Cái này không chắc đâu. Biết đâu ra ngoài lại nhặt được đạn thì dùng được chứ sao? Giá như khả năng của tôi tăng thêm chút nữa thì tốt. Có thể dùng 3 loại vật liệu khác nhau để hợp thành. Biết đâu khi đó lại hợp thành được đạn. Không có vấn đề gì lớn. Hiện giờ cậu không phải đã có thể dùng khả năng để hợp thành thứ khác rồi sao? Sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi. Nhưng gần đây tôi hợp thành thứ gì cũng đều không dùng được. Haha, không chỉ là không dùng được. 3 tinh thạch sơ cấp hợp thành 1 tinh thạch Velasi. 3 thanh đao dài hợp thành 1 thanh đao 40m. 3 con cá nướng hợp thành 1 con cá cháy khét. Dừng, đừng nói nữa. Nói làm tôi xấu hổ muốn chết. Hiện tại mà nói, khả năng này của tôi hữu dụng nhất là trong việc hợp thành thùng chứa. Đúng rồi, nếu cậu có thể hợp thành tinh thạch, chúng ta đã về rồi. Cậu nói đúng, nghe cũng có lý. Nói chứ, chúng ta đi lâu rồi. Sao không thấy một cái nấm nào? Bình tĩnh, vừa có báo cát mà. Bây giờ không biết đang trốn đâu. Gặp được thì là may mắn. Ồ, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới. Đoán xem tôi phát hiện cái gì. Cái gì vậy? Nhìn dưới chân đồi cát kia, có phải có thứ gì đó không? Hình như có thứ gì đó thật. Đó có phải là nấm không? Không nhìn nhầm, đúng là nấm. Tiểu mã, cậu có muốn bắn nó không? Không vấn đề, đây là tiểu mã bắn đấy. Sau một phát bắn, khói bụi tan biến, một đống xác ma vật bị cháy xém lộ ra. Sao nhìn có vẻ không đúng lắm nhỉ? Sao vậy, anh bạn? Chẳng lẽ cậu không thấy có chỗ nào đó sai sai sao? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Con quái vật này, sau khi bị người của khu tị nạn chúng ta đánh bại, chúng lẽ ra phải biến mất, sau đó để lại tinh thạch bị bắn như thế này. Không ai có thể sống sót. Tôi không tin, hắn có thể sống sót nhờ vào khả năng phòng thủ cao của mình. Nghe cậu nói cũng có lý đấy. Đi, chúng ta cùng nhau xem nào. Nhanh bước tới. Tôi và tiểu mã lật mặt hắn lại. Không nghi ngờ gì, con quái vật này đã không còn hơi thở. Nhưng cách mà nó chết không phải do lần bắn này. Vừa rồi hắn nằm ngửa mặt lên, có nghĩa là lỗ đạn ở mặt trước không phải do chúng ta bắn. Sau khi điều tra một hồi, chúng tôi đã có một giả thuyết. Tức là trong sa mạc này có một nhóm không thuộc về nơi tị nạn. Họ có vũ khí hiện đại và các phương tiện cơ động cao. Đồng thời họ cũng săn bắt các quái vật hoang dã, hút lấy kim hà. Nhìn tôi nói đúng không? Nếu nói vậy, chúng ta cần phải đánh giá lại sức mạnh của thế giới này. Hiện tại chúng ta đã biết ngoài những người không thuộc nơi tị nạn chỉ còn có người hoang dã. Sự chênh lệch sức mạnh này thật sự rất lớn. Toàn dân đổ về nơi tị nạn để sinh tồn khi đêm buông xuống. Nhiệt độ sa mạc giảm nhanh chóng. Tôi và tiểu mã trên đường về Tây Qua Trùng, bỗng gặp phải một đám quái vật đuổi theo. Ông chủ, ông đúng là đồ quái vật, sao chạy nhanh thế? Đợi tôi với. Thì anh bỏ khẩu pháo đó đi là xong. Gặp ma rồi, tôi chỉ đi qua nhìn một chút thôi mà. Có cần phải thù dai vậy không? Tiểu mã, thời gian không còn sớm nữa, chạy thêm chút nữa, không có ánh mặt trời chiếu vào, nhiệt độ trong sa mạc sẽ giảm nhiều. Chúng ta lần này thám hiểm xong phía trước ánh lửa, sẽ chuẩn bị quay về. Không vấn đề, anh đi trước dẫn đường. Vượt qua đồi cát trước mặt, một ngôi làng rất nhỏ xuất hiện trước mắt. Làng không lớn, chỉ có 3 ngôi nhà. Ông chủ, hay chúng ta đừng vào nữa. Tôi cứ thấy rợn rợn, cảm giác không an toàn. Không sao, lo gì chứ. Làng này chắc không ăn thịt người đâu. Ừ, được rồi, vậy chúng ta vào trong nhà xem thử. Đi đến trước ngôi nhà chính, tôi gõ cửa. Một lúc lâu không có ai trả lời. Không thể nào, ngủ rồi sao? Thật sự là mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi à. Không quan tâm nhiều nữa, vào xem thử, có khi không có ai. Cũng có thể, trong sa mạc này muốn sống sót thật sự không dễ dàng.
Ông chủ, sao nhanh ra vậy? Sao vậy? Nhiều bộ xương à? Rất nhiều bộ xương. Chạy nhanh lên, tiểu mã. Ông chủ, làm sao đây? Đám xương này đuổi theo chúng ta gần nửa tiếng rồi. Chúng quyết tâm muốn nếm thử vị của tôi đây mà. Anh chơi hết chưa? Đi bộ anh ấy, vừa chạy vừa bắn pháo, cuối cùng cũng tiêu diệt hết thôi. Không được, tôi chỉ mang theo 4 quả pháo. Trước khi ra ngoài đã bắn hết một quả rồi. Còn lại 3 quả cũng không đủ dùng đâu. Cố gắng thêm chút nữa, sắp tới Tây Qua Trùng rồi. Chúng ta chui vào đó trốn. Tôi không tin chúng có thể phá được Tây Qua Trùng. Vừa nói tôi và tiểu mã lại tăng tốc. Không ngờ rằng 2 quả pháo từ trên trời bay tới. Một quả lớn hơn nhiều so với mắt thường. Khói bụi tan biến. Những con quái vật đuổi theo hai người, chỉ còn lại lẻ tẻ vài con. Chạy trốn mà không quay đầu lại. Này ông chủ, chúng tôi đến đón các bạn đây. Cảm động quá. Cuối cùng cũng gặp lại tổ chức rồi, đồng chí ạ. Làm tốt lắm. Thứ sáu, các bạn đến đúng lúc. Phanh lại. Nhanh lên, phanh lại. Ôi trời, đầu bếp yêu quý của tôi cũng đến rồi. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc ra ngoài thế này? Mấy ngày trước bỗng có một cơn bão cát. Chúng tôi không liên lạc được với các bạn, gần như phát điên lên. Tính toán thời gian, chắc các bạn cũng hết năng lượng rồi. Vì vậy quyết định là một phát không ngừng nghỉ, nhanh chóng mua một đống linh kiện điện tử kim loại ở Vũ Hán, rồi chế tạo thêm một con Tây Qua Trùng, chạy ra ngoài tìm các bạn. Sao các bạn tìm được chúng tôi? Cũng không đoán nhiều, chỉ chắc chắn các bạn đi một đường thẳng, không hề rẽ ngoặt, chạy theo một hướng mà đuổi theo. Thứ sáu, ông chủ đã đào xong chưa? Đào xong rồi thì chuẩn bị về thôi. À, đúng rồi, Tây Qua Trùng của chúng ta vẫn đang đỗ không xa lắm. Thứ sáu, tôi mang đầu bếp của tôi đi đây. Đi đi, tôi sẽ tiếp tục đào. Gần đào xong rồi. Đã đào đến chỗ cứng rồi. À, đúng rồi, đừng quên nhặt kim hà. Có chút nào tính chút đó. Toàn dân đổ xô vào hầm trú ẩn để sinh tồn. Hai con bọ Tây Qua ở đây. Mấy người cuối cùng cũng bắt đầu trở về. Không ngờ lại gặp thời tiết sương mù lần nữa. Thứ sáu, có sương mù rồi. Ừ, không chỉ có chút sương mù, mà còn có tuyết rơi nữa. Này, hai bạn kia, chuyện gì đây? Có ai biết không? Tôi nghe nói, ở rìa mỗi khu vực đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nếu vượt qua sẽ đến môi trường khác. Nếu lạc trong sương mù, phải mất một thời gian dài mới thoát ra được. Cậu cũng biết nhỉ? Thường thì đọc cảnh sát thấy vậy thôi. Đúng vậy. Nơi cung cấp nước cho hầm trú ẩn, làm sao để không bị lạc trong sương mù? Có người đã tóm tắt được một quy luật. Loại sương mù này chỉ làm rối loạn ý thức con người, khiến họ mất phương hướng. Thực ra cứ đi thẳng về một hướng là có thể phá qua được thôi. May là chúng ta có con bọ dưa hấu, máy móc sẽ không bị ảnh hưởng phương hướng. Nói rồi, sương mù dày đặc hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Sương mù tan đi, chúng tôi xuất hiện trên một cánh đồng băng. Nhìn quanh bốn phía, cánh đồng băng hoang vắng, không thấy một chút sự sống. Thứ sáu, chúng ta đang ở đâu vậy? Cách chỗ trú ẩn bao xa? Tự nhiên lại chạy đến nơi khác thế này. Thưa sếp, theo bản đồ thì chúng ta cách nơi trú ẩn chỉ khoảng 50 km. Chắc là do hướng đi bị lệch nên lạc vào vùng đất băng giá này. Xem ra thực ra nơi trú ẩn của chúng ta nằm ở rìa sa mạc. Cũng không tệ. Ít nhất nơi trú ẩn mà chúng ta giao dịch nước, ra cửa là có thể thấy sương mù ở biên giới. Với tốc độ của con bọ dưa hấu, đi từ nơi trú ẩn đến biên giới cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Nếu từ đầu chúng ta tìm ra vùng đất băng giá này thì tốt. Sẽ không cần tốn nhiều vàng và than để giao dịch nước với họ. Tìm ra cũng vô ích. Trước đây chúng ta đâu có phương tiện. Dù biết ở đây có cánh đồng băng, đi bộ cũng mất cả ngày để đi lại. Không thể mang về đủ nước cho nơi trú ẩn của chúng ta. Cũng đúng. Phải thừa nhận rằng người bán nước không đặt giá quá cao, nên chúng ta mỗi ngày tắm cũng không tiếc. Nếu chúng ta có thể cử người ở đây để giao dịch nước qua hệ thống thì tốt. Chỉ tiếc là không thể giao dịch qua cửa hàng giữa các vùng, cũng không có thiết bị giao dịch. Hay là thế này sếp, dù sao chúng ta cũng đã có bản đồ. Sau này chúng ta sẽ tập hợp thêm người để chạy qua lại giữa vùng đất băng giá và nơi trú ẩn. Chuyến cắt băng rồi mang về làm mát. Ý kiến này hay đây. Mặc dù trong nơi trú ẩn của chúng ta vẫn mát, khoảng 26 độ. Nhưng khi không gian ngày càng lớn, lại xây thêm máy đúc, nhiệt độ phòng khó tránh khỏi tăng lên. Hơn nữa nước tan chảy chúng ta cũng có thể dùng được cả hai. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, tiếng băng vỡ chói tai vang lên dưới chân. Đừng ai động đậy, dừng lại ngay. Mặt băng không chịu nổi trọng lượng của chúng ta, sắp nứt rồi. Nghe tiếng tôi hét lên, hai con máy, bộ dưa hấu đều dừng lại theo điều khiển. Chỉ tiếc là quá muộn. Mặt băng dưới chân vỡ tan ngay lập tức. Xong rồi, chúng ta có nên xuống cứu sếp và mọi người không? Đừng cử động. Động nữa có khi chúng ta cũng rơi xuống đấy.
toàn dân hạ cánh vào nơi trú ẩn, tìm cách thoát khỏi mặt băng. Bốn người rơi vào hồ băng, chỉ trong chốc lát là bất tỉnh. Cái gì đó cưỡi lên mặt tôi thế này? Ôi trời ơi, sợ chết khiếp. Sao người này vẫn sống? Để người ta nghe được tôi nói chuyện rồi. Go 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 go. Tôi nghe hết rồi đấy, đại hoàng đang giả vờ cái gì vậy? Xong rồi, đã biết những điều không nên biết. Thì tôi chỉ có thể giữ cậu lại đây thôi. Không đúng, vừa rồi gọi tôi là gì nhỉ? Đại hoàng, mới gặp mà đã gọi biệt danh người ta rồi. Nghe này, tôi là thần thú bảo hộ của ốc đảo này. Cậu có thể gọi tôi là Nessasi. Hiểu rồi, đầu chó. Được rồi, đầu chó. Tôi. Cậu mới là đầu chó. Cả nhà cậu đều là đầu chó, sinh tử. Luân hồi không ngừng. Anh bạn này, nói chuyện dễ nghe chút đi. Tôi là người có học thức, không cần phải dùng vũ khí đúng không? Thứ sáu, đừng vội ra tay. Để tôi hỏi hắn vài câu đã. Đại hoàng, đây là đâu vậy? Ngẩng đầu lên nhìn là biết thôi. Đại hoàng, sao bầu trời ở đây có vẻ hơi khác nhỉ? Nhìn theo tầm mắt lên trên, bầu trời vốn nên có mây trôi, lại bị một mặt nước chiếm cứ toàn bộ. Không khó để nhận ra, mặt nước phía trên chính là lớp băng đã vỡ trước đó. Ôi trời ơi, trước đó lớp băng vỡ, tôi rơi xuống nước. Tôi tưởng là bị cuốn đến đây, không ngờ là rơi thẳng xuống đây, đến một không gian khác rồi. Cậu nói đúng rồi, hồi trước tôi ở Nội Mông cũng thế, đi đi mãi rồi cũng rơi xuống. Cậu không nghĩ đến việc ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì? Ở đây phong cảnh đẹp thế này, không cần trả tiền nhà, tiền xe. Ốc đảo này có ăn, có ở lại không nguy hiểm, ngoại trừ thỉnh thoảng rơi xuống một hai người, không có tin xấu nào khác. Tôi ở lại đây không tốt hơn sao? À đại hoàng này, cậu biết đường ra ngoài không? Đúng là cậu cũng như những người khác rơi xuống đây, hoặc hỏi đường ra ngoài, hoặc hỏi nơi này có kho báu không. Chẳng có ai nghĩ khác đi à? Kho báu? Nếu có kho báu ở đây thì tôi chẳng cần vội đi nữa. Sếp, chúng ta nên đi tìm tiểu mã. Họ cũng rơi xuống đây, nhưng không rơi gần chúng ta. Sao tôi lại quên mất họ? Xong rồi. Đầu bếp của tôi, không thể xảy ra chuyện gì. Không có cậu ấy tôi biết ăn gì ngon. Sếp đã liên lạc được với họ. Họ vừa mới tỉnh dậy. Cầm lấy thiết bị cầm tay này, đừng làm mất nữa. Tôi và đầu bếp mang 4 cái ra đây. Vừa đủ mỗi người một cái. Họ đang ở đâu? Có lẽ ở trong một ngôi làng. Họ không rõ, vì mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã ở trong nhà. Vết thương trên người cũng đã được xử lý sơ qua, quần áo cũng khô rồi. Bây giờ họ đang định ra ngoài dạo quanh. Câu này tôi biết. Ốc đảo dưới nước này chỉ có một ngôi làng, là do tôi Nội Mông xây dựng cho những người không muốn ra khỏi đây. Có cần tôi dẫn đi không? Nói nhiều làm gì, đi thôi. Toàn dân hạ cánh nơi trú ẩn, mọi người theo đại hoàng tiến về ngôi làng, tìm tiểu mã và đầu bếp rơi xuống đây. Đại hoàng, bạn đã ở dưới nước này lâu lắm rồi, bạn đã hiểu rõ nguyên lý của thế giới dưới nước này chưa? Cái này à, ai mà biết được. Tôi thậm chí còn chưa khám phá hết tất cả dưới lòng đất này đâu. Ồ đợi chút, tôi nhớ ra rồi. Có một khu vực rất kỳ lạ, hình như có một cái rào chắn ở đó. Tôi vẫn chưa vào được. Thế nào, các bạn có muốn đi xem không? Rào chắn đó ở khoảng đâu nhỉ? Có lẽ là ở trung tâm của thế giới nhỏ này. Đi, bạn dẫn đường để chúng tôi xem thử. Biết đâu có thể nhìn ra cái gì đó. Không cần vội, làng của tôi sẽ ngay bên cạnh cái rào chắn đó. Người của các bạn ai cũng nghĩ bên trong có thứ gì đó tốt, nhưng chẳng ai vào được cả. Dần dần, người càng ngày càng đông, làng nhỏ của tôi cũng càng ngày càng lớn hơn. Giống như tôi vậy. Bảo vật gì chứ, làm gì có, sống yên bình ở đây mới thoải mái. Thoát cái, tôi và thứ sáu theo sự dẫn đường của đại hoàng đến cổng làng. Nhìn xung quanh, làng thật yên tĩnh. Làng này của bạn hơi vắng vẻ nhỉ? Sao thế? Không thấy một ai. Không biết nữa, anh ơi, tôi cũng đang thắc mắc đây. Ngày thường trừ những người đi làm việc, đi săn bắn hay đi khám phá, vẫn còn lại hơn chục người trong làng. Sao hôm nay không thấy ai? Trời ơi, đại hoàng, bạn đã trở lại. Mau, mau, mau vào làng xem rào chắn. Rào chắn bắt đầu. Đại hoàng, bạn không phải nói không ai vào được rào chắn sao? Cái này tôi sao biết được. Tôi ở đây đã mấy tháng rồi, chưa bao giờ gặp. Tôi bảo mà, sao chẳng thấy ai? Hóa ra tất cả đều chạy vào rào chắn, chạy hết tốc lực. Chỉ vài phút, chúng tôi đã xuyên qua cả ngôi làng, đến trước rào chắn.
Có thể nhìn thấy, trên rào chắn mở một cánh cổng. Một nhóm người cũng rơi xuống dưới mặt băng, đang do dự trước cánh cổng. Thỉnh thoảng có người cuối cùng cũng quyết định chui vào. Ông chủ, cái dao dài này, ông cầm lấy, để tránh gặp nguy hiểm gì. Ông cũng có thể phòng thân. Còn tôi thì sao, có chuẩn bị gì cho tôi không? Nếu không thì bạn cầm cái này đi. Thôi, còn thua hàm răng của tôi. Yên tâm đi, gặp nguy hiểm, tôi sẽ đối phó, một miếng một. Đổi lại một chút tài nguyên trong tay. Tôi và thứ sáu cùng đại hoàng chui vào cánh cổng. Ngựa nhỏ và đầu bếp đứng nhìn chân chối. Đầu bếp, ông chủ có phải đã quên chúng ta không? Tôi nghĩ có thể. Gửi tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng không nghe. Đồ tôi. Vào cánh cổng. Tôi và thứ sáu xuất hiện trong một khu rừng. Trong chớp mắt, có một bóng đen lao ra. Cái gì vậy? Ông chủ, tránh ra nhanh. Một nhát chém xuống, bóng đen biến thành bụi. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của kẻ tới. Đi thôi, an toàn rồi. Chúng ta chắc là sau khi vào rào chắn, được chuyển ngẫu nhiên tới bên cạnh con người sói này. Vì vậy nó ngay lập tức nhảy ra, định tấn công chúng ta. Chết tiệt, làm tôi sợ muốn chết. Toàn dân đổ bộ nơi trú ẩn. Phố thạch phủ cấp độ quái vật xuất hiện. Mọi người bị truy đuổi khủng khiếp. Thứ sáu, tôi có cảm giác chúng ta gặp phải điều gì đó đặc biệt. Lúc trước tôi ở sa mạc, bị cuốn vào dưới lòng đất bởi cát lún. Tôi đoán lần này cũng giống vậy. Có thể lắm, dù sao cũng phải cẩn thận. Vì có quái vật ở đây, nên chúng ta nên đi trên đường lớn. Trong rừng này, có thể có quái vật bất cứ lúc nào. Thay vì lo sợ, tốt hơn là tránh đi. Nói rồi, hai người một chó rời khỏi rừng, hướng ra ngoài. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào một khu vực trống trải. Lần trước tôi bị cuốn vào cát lún, chỉ là đối mặt với một đạo ảnh. Thứ sáu, nếu nơi này cũng là một loại di tích, thì chắc hẳn bí cảnh này cao cấp hơn so với di tích kim tự tháp mà tôi đã vào. Đúng vậy, không nói nhiều. Lần trước bạn gặp di tích đó, không có quái thú. Và nơi đó, chỉ có một mình tôi khám phá. Ngay lúc này, từ trong rừng xa xăm, có tiếng gầm của quái vật. Thứ sáu, đó là cái gì kêu vậy? Không biết, nếu có anh Hùng Bạch ở đây thì tốt. Anh ta nhất định có thể phân biệt loại quái vật qua tiếng gầm. Đi, chúng ta xem thử. Dù sao bây giờ chúng ta bị truyền vào rào chắn, cũng không biết đi đâu. Đi xem cũng không mất gì. Theo tiếng kêu, chúng tôi lại đến một khu vực trống trải, tìm một bụi cỏ để nấp. Không xa, một bóng hình mờ ảo đang săn lùng những người bò chạy tán loạn. Mỗi lần bắt kịp một người, liền tụ lại thành thực thể và tấn công. Cái quái gì vậy? Trông giống người sói, nhưng có thể biến đổi giữa ảo ảnh và thực thể. Chắc chắn đó là ma sói u hồn, một loại quái vật cấp độ thạch phủ trưởng. Dù biết rằng trong mùa này tồn tại nguy hiểm, nhưng không ngờ lại gặp phải loại quái vật này. Thạch phủ trưởng, đánh thế nào đây? Những người đang chạy trốn cũng chỉ mang theo vũ khí bằng sắt như chúng ta, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Hoàn toàn là một cuộc đụng độ một chiều, không có công nghệ từ nơi trú ẩn giúp đỡ. Toàn bộ giống như xã hội nguyên thủy. Nhanh cúi đầu xuống, họ dường như đang tiến về phía chúng ta. Chết tiệt, sao lại gặp phải loại quái vật đáng sợ này? Đợi đã, có người ở đó không? Tốt quá, miễn là quái vật có thêm mục tiêu, nó sẽ bị trì hoãn bước chân, mình mới có cơ hội trốn thoát lớn hơn. Anh em, nhanh chạy về phía đó. Chết tiệt, họ dường như phát hiện ra chúng ta rồi, cố ý dẫn quái vật về phía chúng ta. Vậy cậu còn do dự gì nữa? Chạy nhanh lên, trong chớp mắt, đám đông và quái vật đã tiến gần đến hai người thứ sáu. Làm sao đây, sếp, nghĩ cách nhanh lên. Đừng vội, nhanh rồi, kiên trì thêm chút nữa. Sếp, chúng tôi đến rồi. Tốt lắm, đến đúng lúc. Nhanh, các cậu đã chuẩn bị đạn pháo chưa? Sếp, tất cả đều ở đây. Làm cho thật đẹp anh em. Nói xong, tôi nhảy lên con bọ máy dưa hấu, ngay lập tức kích hoạt khả năng ẩn của ba món hợp thành. Từ lâu đã muốn hợp thành đạn pháo, nhưng luôn bị hạn chế bởi thời gian chờ của kỹ năng hợp thành. Hợp thành vật tiêu hao không đáng, nhưng bây giờ không phải lúc để tiết kiệm. Tiểu mã, bắn phá nó. Toàn dân đổ bộ nơi trú ẩn sinh tồn. Quái vật cấp thạch phủ trưởng bị tiêu diệt dưới đợt pháo kích và đạn đặc biệt, hoàn toàn bị hủy diệt. Thật sự đã nhận được hộp vật tư đặc biệt. Tiểu mã, khả năng ẩn của ba món hợp thành của tôi có thời gian chờ là 4 giờ, nghĩa là đạn đặc biệt này trong 4 giờ chỉ có một phát duy nhất, cậu phải nhắm thật chuẩn. Yên tâm đi, sếp. Tiểu mã chỉnh lại nòng pháo một chút và ngay lập tức châm ngòi nổ. Đạn pháo bay ra, trúng ngay vào người quái vật. Ngay lập tức bùng lên ngọn lửa trắng. Dưới sự ăn mòn của ngọn lửa trắng, dù ma sói u hồn cấp thạch phủ trưởng có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi và dập tắt. Chỉ trong chốc lát, quái vật bị thiêu thành tro.
của đạn pháo này thật kinh khủng quá. Trước đây pháo lớn chỉ bắn đạn thường thôi cũng có thể gây nổ một khu vực rồi. Bây giờ kết hợp với đạn đặc biệt, thậm chí có thể tạo ra ngọn lửa trắng ăn mòn bất kỳ sinh vật nào bị dính phải. Không hỏi, sao có thể nói là cậu hợp thành được chứ? Đi thôi, chúng ta đi lấy lại hộp vàng của ma sói u hồn. Theo lần nâng cấp nơi trú ẩn lần trước, nâng cấp nơi trú ẩn cấp 3 chắc cần đến hộp vàng này của mời thạch phủ trưởng. Mấy người cưới bọ dưa hấu của thứ 6 mang đến, chỉ một lát đã đến nơi quái vật bị thiêu rụi. Nhìn thấy ngọn lửa trắng vẫn bám vào một vật gì đó, cố chấp cháy. Khả năng cháy của thứ này thật đáng sợ. Quái vật đã bị thiêu rụi mà vẫn còn cháy trên hộp vàng. Không sao đâu, dù sao hộp vàng không thể bị phá hủy, không cần lo ngọn lửa trắng làm hỏng hộp vàng. Sau một thời gian, ngọn lửa trắng cuối cùng cũng bắt đầu yếu đi. Khi chúng tôi nghĩ rằng xác nhận được hộp vàng của mười thạch phủ trưởng, lại phát hiện dưới ngọn lửa không có hộp vàng, chỉ có một cái hộp. Tàn tích ghê không xả U3 đã bị người chơi EC12345 đánh bại. Hộp vật tư đặc biệt đã phát, dao chắn tàn tích đã được dỡ bỏ. Thứ vừa rồi là trùng của khu tàn tích này. Thật sự quá dễ dàng. Thay vì nói quái vật không được, phải nói rằng pháo của cậu quá mạnh. Ai lại mang những thứ nhỏ nhặt như cậu ra làm vũ khí chứ? Đặc biệt khi cậu có kỹ năng nâng cấp chúng. Quá sức tưởng tượng. Hết rồi, toàn bộ đã bị hủy rồi. Sao thế đại hoàng? Con boss trong mùa này đã bị các cậu tiêu diệt, vì vậy rào chắn được dỡ bỏ. Tức là quái vật trong mùa này không còn bị giới hạn nữa, có thể lan tràn khắp thế giới dưới nước này. Hình như là vậy thật. Nhà của tôi mất rồi. Không sao, có gì to tát đâu. Đi theo tụi mình, chỗ tụi mình còn thoải mái hơn thế giới dưới nước này. Nếu cậu không quen sống dưới lòng đất thì có thể ra đảo sống, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút bất ngờ thôi. Thật không? Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Qua một lúc lâu, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt. Tôi nhìn kỹ cái hộp và quan sát kỹ lưỡng. Cái hộp này thực sự khác biệt. Trước đây tôi từng hợp thành hộp vật tư 4 ngăn, cũng không sang trọng như vậy. Tiểu Mã, đi mở cái hộp này đi. Ông chủ, để tôi thử vận may của mình nào. Chúc mừng, bạn đã nhận được một máy phụ. Trời à, máy phụ. Có thể dùng để quản lý xây dựng khu trú ẩn thứ 2. Toàn dân đều đổ xô vào khu trú ẩn sinh tồn. Khu trú ẩn đã được cải tạo lớn. Ngay sau khi tôi lấy được kho báu dưới di tích băng, tôi liền trở về khu trú ẩn và tìm Tiểu Bạch để hiểu rõ tình hình phát triển của khu trú ẩn. Ông chủ, trong thời gian anh không có ở đây, do sự gia tăng của khu trú ẩn cấp 2, nhu cầu kim loại của các khu trú ẩn đã tăng vọt. Còn mỏ cấp 2 của chúng ta trên nền tảng than đá, còn khai thác thêm đồng và sắt. Vì vậy, chúng ta xuất khẩu khoáng sản rất nhiều. Giờ đây, kho lưu trữ các vật tư đều đầy ắp, nên chúng ta quyết định mở rộng kho lưu trữ vào bên trong, xây dựng thêm một không gian lớn tương đương để chứa vật tư. Nhiều vật liệu vậy sao? Nhiều vật liệu thế này sao? Thời gian tới có vẻ sẽ không thiếu vật tư rồi. Nói đến vật tư, hiện giờ thu thập thế nào rồi? Mấy ngày nay chúng tôi săn được 9 con quái vật không có chỉ huy, bán hết và đổi lấy thùng vật tư. Con đổi được lên cấp 2, hiện tại có khoảng 60 thùng vật tư cấp 2. Nhiều như vậy sao? Được, giao cho tôi. Trong 2 ngày, tôi có thể dùng 30 thùng, hợp thành một thùng vật tư cấp 5 và một thùng vật tư cấp 3. Ông chủ, còn vấn đề về thực phẩm. Thực phẩm, có vấn đề gì sao? Chúng ta có hơn 30 cây trồng trong nơi trú ẩn, ăn thì chắc là đủ chứ? Không, không phải là thiếu thực phẩm, mà là thực phẩm quá nhiều. Sản lượng đã dư thừa, các bạn lại ra ngoài. Sản lượng đột nhiên cao hơn nhu cầu rất nhiều. Vì vậy chúng tôi mở rộng một phòng, làm nhiều tủ lạnh làm kho lạnh, để chứa thực phẩm dư thừa. Đặc biệt là rượu. Những cây trồng để lâu đều được chúng tôi ủ rượu, không lãng phí chút nào. Thậm chí chúng tôi còn dùng trạm y tế để tinh chế, dùng làm nhiên liệu, làm thành viên năng lượng cao. À đúng rồi, có người tặng chúng tôi bản vẽ nhà bếp. Vì vậy chúng tôi đã cải tạo lại nhà bếp, không chỉ là nhà ăn. Giờ còn có bảng thông báo, thông báo gì cũng có thể dán lên đây, giải quyết ngay khi ăn. Cơ sở hạ tầng tốt hơn, thực sự tiện lợi hơn nhiều. Trước đây các bạn không có nhà vệ sinh, các bạn có thấy không? Tất nhiên rồi, trước đây chúng tôi đều phải giải quyết ngoài trời và chôn lấp, lần nào cũng phải ra ngoài, rất bất tiện. Vì vậy chúng tôi đã xây dựng một cái. Thôi được, giờ cũng không thiếu tài nguyên. Nói đến ông chủ, bạn đã có một máy đầu cuối, có thể xây dựng nơi trú ẩn mới. Bạn có kế hoạch gì? Thực ra tôi đã nghĩ xong rồi. Thứ 6, có chuyện gì vậy ông chủ? Hay bạn mang Tiểu Bạch theo, tìm một nơi thích hợp để xây dựng cơ sở phụ. Bạn có ý tưởng gì không? Trong kế hoạch của tôi, các bạn tốt nhất nên đến vùng cực lạnh để xây dựng cơ sở phụ. Chợ giao dịch không thể giao dịch liên vùng. Nếu bạn mở một cơ sở phụ ở vùng cực lạnh, chúng ta sẽ có hai nguồn tài nguyên từ hai vùng khác nhau. Đúng là có lý.
Nhưng tôi lo rằng nếu không có Tiểu Bạch, các bạn có thể không an toàn. Giờ đảo, quy trình thu thập Kim Hà đã ổn định, không cần Tiểu Bạch nữa. Đừng quên, chúng ta không còn săn bắn để lấy vật tư. Chúng ta dùng Kim Hà từ đảo để giao dịch. Được rồi, không vấn đề gì, cứ giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Còn tôi nữa, tôi cũng muốn đi, có được không? Không vấn đề. Về chuyện thiếu người, tôi sẽ để Tiểu Dương đi một chuyến nữa, sớm chuyển một nhóm lao động cho các bạn. Mọi người cùng sống trong nơi trú ẩn. Sau khi xác nhận rằng Tiểu Bạch và Đại Hoàng sẽ ra ngoài để mở cơ sở phụ, một thông báo trên bảng thông báo thu hút sự chú ý của tôi. Theo thông báo, nơi trú ẩn đã sử dụng pháo để săn bắn quái vật không có chỉ huy, dẫn đến tiêu hao thuốc súng quá nhiều, giờ đây đã rơi vào tình trạng thiếu thuốc súng nghiêm trọng. Tiểu Bạch, bạn có biết gì về chuyện này không? Tất nhiên rồi, khi chúng tôi ra ngoài cứu hộ các bạn, chúng tôi đã phát hiện mấy ngày qua lượng thuốc súng chúng tôi thu mua giảm mạnh, giá cả ngày càng tăng. Vì vậy mới có việc Tiểu Dương chế tạo đạn cháy, viên đạn. Than của chúng ta có thể tự đốt, Lưu Huỳnh có thể nhờ người ở núi lửa mua hộ, nhưng tiêu hóa lại khó giải quyết. Không chỉ vấn đề sản lượng, mà sản xuất cũng rất phiền phức. Có cách đơn giản hơn, khoáng sản tiêu hóa có thể trực tiếp khai thác. Nhưng mỏ của chúng ta không có loại khoáng sản này, có lẽ phải tiếp tục nâng cấp và khai thác sâu hơn. Đây là một việc khó khăn. Nói đến, hiện tại đã có bao nhiêu nơi trú ẩn cấp 2? Có thể họ có bản vẽ kỳ lạ nào đó giải quyết được vấn đề. Theo thống kê, có khoảng 1,0 nơi trú ẩn cấp 2. Nhiều nơi trú ẩn nhỏ chọn hợp nhất để phát triển. Hiện tại toàn vùng còn lại chỉ có hơn 10,0 nơi trú ẩn. Chỉ còn lại chút này thôi sao? Theo số hiệu nơi trú ẩn, tổng cộng 5 chữ số, tức là có 100,0 nơi trú ẩn, đã giảm đi 90% rồi. Không có cách nào, đa số người đã gục ngã ở giai đoạn đầu. Thu thập vật tư, chúng ta ở địa mục sa mạc so với bên ngoài, thiếu tự nhiên nước và thực phẩm. Hơn nữa thời tiết cực kỳ nóng bức, không có nước thì không thể tồn tại lâu ngoài trời. Chưa kể đến việc săn quái vật. Đi thôi, đừng nói nhiều nữa, đi chuẩn bị đồ cho các bạn thôi. Tới kho hàng, chúng tôi nhìn vào đống vật tư đầy kho mà lo lắng. Khi ra ngoài xây nơi trú ẩn mới, phải mang theo những vật tư gì? Quá nhiều thứ. Dù sao bản vẽ thì không cần lo lắng, máy chủ sẽ tự động đồng bộ bản vẽ hai bên. Nhưng vì khác địa vực, cũng không thể giao dịch. Vật tư cơ bản, hạt giống là cần thiết. Những thứ này các bạn phải mang theo. Nước thì không cần, vì tuyết tan ra sẽ thành nước. Quan trọng nhất là công cụ. May là Hạo Nguyệt đã làm vài bộ sảnh sắt và cúc sắt ở thợ rèn. Các bạn cứ mang hết đi, chúng tôi thiếu thì sẽ làm thêm. Sau khi nghỉ một đêm, chúng tôi xếp hàng vận chuyển vật tư lên xe dưa hấu. Trong đó có một số máy móc. Tiểu Bạch, tôi thấy trong kho vũ khí lại rèn nhiều pháo mới. Các bạn có muốn mang theo vài cái không? Anh Trấn, có lẽ thôi đi. Nếu đặt thêm vào xe dưa hấu thì không đủ chỗ. Một cái chắc là đủ rồi. Chúng tôi không cần phòng thủ nhiều, có pháo cũng không hữu ích lắm. Được rồi, hy vọng vật tư này đủ cho các bạn. Không đủ thì về nhà lấy thêm. Qua cuộc khám phá trước, chúng tôi ở đây cách vùng Kim Hà chỉ hơn 50 cây số, đi lại không xa lắm. Cũng được, chúng tôi sẽ xây dựng ở cạnh bức tường sương mù. Được, được. Sau này có gì cần thiết, liên hệ ngay, theo Tiểu Bạch và mọi người. Tiểu Bạch vẫn đang chuẩn bị gì đó. Chắc là sắp tới rồi. Tới rồi, ông chủ. Khi tôi không ở đây, nếu các bạn gặp nguy hiểm, nhớ đi ra đảo. Tôi đã để lại cho các bạn một bất ngờ nhỏ. Toàn dân hạ cánh tại nơi trú ẩn sinh tồn thứ 6, và Tiểu Bạch mang theo Đại Hoàng đến vùng đất cực lạnh, chuẩn bị xây dựng cơ sở mới của nơi trú ẩn. Thứ 6, đừng đi nữa, ở đây đi. Nơi này không chỉ thuận lợi cho việc phát triển, địa hình còn khá bằng phẳng. Công viên có một cái hồ nhỏ, đi xa hơn sẽ cách xa tổng bộ một chút. Cũng tốt khi xây dựng cơ sở chi nhánh ở đây, ban đầu còn tiết kiệm được chút lương thực. Những bụi cây này thực sự có thể ra quả trong điều kiện băng giá này. Không biết có ăn được không? Cái này đơn giản, lúc đó chỉ cần theo dõi một con nấm, xem nó ăn hay không là được. Là một ý hay, động vật hoang dã chỉ ăn những thứ này thôi. Chắc chắn chúng biết rõ hơn chúng ta cái gì ăn được, cái gì không ăn được. Đúng rồi, thứ 6, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Các cậu trước đó không phải đã đến hồ băng rồi sao? Hồ băng hôm đó ở hướng nào? Tôi nhớ là thủ lĩnh nói bên trong có không ít quái vật. Cái này à, để tôi xem nào. Chỉ cách đây, chưa đến nửa tiếng đi bộ thôi. Gần vậy sao? Tuyệt quá, không chỉ gần tổng căn cứ, chỉ mất 2 tiếng đi đường, còn có nhiều quái vật để săn bắn. Vị trí địa lý này tốt quá. Chỉ tiếc là do địa hình, không có đồi núi để chúng ta xây dựng phân chính của nơi trú ẩn trên mặt đất, nhưng có thể đào sâu xuống dưới để giải quyết vấn đề này. Nói là làm. Thứ 6 và Tiểu Bạch nhanh chóng tháo vật liệu xuống từ con sâu dưa hấu, bắt đầu xây dựng nơi trú ẩn mới. Do thời gian xây dựng kéo dài,
Thứ sáu còn đặc biệt theo bản vẽ của Bạo Phong, xây dựng một căn nhà gỗ tạm thời. Nam Anh, các anh thực sự xa xỉ quá. Theo tốc độ xây dựng này, các anh chỉ cần 3 ngày để đào ra phần chính của nơi trú ẩn. Còn làm riêng một căn nhà gỗ. Buổi tối không ngủ trong con sâu dưa hấu luôn sao? Ngủ trong con sâu dưa hấu có lẽ không hợp lắm. Cái gì thế? Nam anh mang hết lũ gà ra ngoài rồi. Thủ lĩnh sẽ không phát hiện chứ? Không sao đâu, họ không có thời gian để nuôi chúng. Tôi chăm sóc chúng ở đây cũng vậy thôi. Anh còn mang cả con bò níu cừu già nữa. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã sắp lặn. Thứ sáu cũng đã dựng xong ngôi nhà gỗ theo bản vẽ. Đại hoàng còn tha về một đống gỗ, đốt lửa trước nhà gỗ. Thứ sáu, tiến độ bên tôi hơi chậm. Cả buổi chiều chỉ đào được một cái hố đất. Vùng đất cực lạnh, đất ở đây khác hẳn với vùng sa mạc. Không chỉ độ cứng cao, mà còn nhiều đá hơn. Không vấn đề, dù sao chúng ta cũng không vội. Trước tiên cứ xây các công trình cơ bản trên mặt đất, sau này sẽ xây dựng cơ sở sản xuất dưới lòng đất. Được thôi, vùng đất cực lạnh này không cần lo lắng về bão cát và nhiệt độ cao, nên không cần phải xây cả nơi trú ẩn dưới lòng đất. Chỉ cần sống qua mùa đông là được. Tệ thật, tính toán sai rồi. Chuyện gì vậy? Thứ sáu, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thứ sáu đứng lên và rời đi. Tiểu Bạch, anh hùng cũng lập tức theo bước thứ sáu. Quả nhiên, tôi biết mà. Chúng ta ra ngoài mà quên mang theo chăn bông rồi.